Vào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1151, xin lỗi anh yêu em. Thôn Trang, đường đồng du sâu thẳm vắng vẻ, phanh một trận rung trời động tiếng vang, giống như bầu trời một trận sấm rền, dọa mọi người một trận sợ hãi nhảy lên. Số lượng phi cơ trực thăng tức khắc xoay tròn, bay tới con đường cái yên tĩnh phía trước, vừa bay tới vừa tiếp thu tin tức phía trước, nói vài giảm phía trước có hơn 10 chiếc xe không rõ đang lái tới, đang thẩm tra đối chiếu thân phận, xác nhận có hay không thông qua. Hai người đỗ uy cùng khương vĩ ngồi ở trên máy bay trực thăng, vừa đeo tai nghe tiếp thu tin tức, vừa trượt đương vị. Máy bay xoay tròn rất nhanh bay về phía đoàn xe. Một đoàn xe màu đen chỉnh tề như quân đội, nhanh chóng theo trung lộ đồng du, dễ hướng trái trực tiếp chạy vào phạm vi chu gia, chạy về phía con đường thật dài màu xanh đậm được nho quấn quanh, dẫn đầu là chiếc xe màu bạc Rolls Royce tiểu thiên sứ lóe ra ánh sáng kim loại tôn quý. Bốn người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt cùng Lãnh Mặc Hàn, nhao nhao cùng Chu Trường Dũng và những ánh mắt hiếu kỳ của người trong thôn, nhanh chóng đi về phía những chiếc xe đang dừng, mặt bộc lộ biểu tình tôn kính cùng khẩn trương. Số lượng xe Mercedes màu đen, nhao nhao thắng gấp ở trước cây long nhãn, bên trong đi ra hơn 10 người vóc dáng cao lớn, mâu quang lợi hại, vệ sĩ biểu tình nghiêm cẩn, nhao nhao trầm mặc rất nhanh nhìn khắp nơi xung quanh, mới tức khắc đi lên phía trước, mở cửa xe Rolls-Royce thập phần tôn kính gọi tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng cùng thuần ngân khâm hoa, khí thế tràn đầy đi xuống xe, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lợi hại mà phẫn nộ, khuôn mặt nghiêm nghị, lúc nhìn ngang qua mọi người, giống như một bộ áp bách phong phạm của đế vương với mọi người. Trước ba cúc áo bạch kim tỏa ra ánh sáng, chiết xạ ra tia sáng chói mắt, anh hiện ra thân phận tôn quý khí khái siêu nhiên. Chỉ thấy anh vừa chỉnh lại âu phục, vừa ngẩng đầu, kìm nén lửa giận, hí sâu mắt thần, cắn răng nhìn về phía mấy xúc sinh trước mặt. Mấy người lâm sở nhai sợ đến đảm có chút lạnh, nhao nhao cúi đầu, tôn kính gọi tổng giám đốc. Phanh tưởng thiên lỗi tự mình vươn tay, đóng cửa xe động rung trời. Tức giận đến phổi đều phải nổ, hai tròng mắt lóe ra lửa giận kịch liệt, bước nhanh về phía mấy xúc sinh trước mặt, đưa mắt nhìn trái nhìn phải, lúc này mới đem theo lửa giận từ đêm qua đến sáng nay cùng nhau toàn bộ bộc phát ra, nóng mắt mắng thẳng trước không nói mấy xúc sinh các người từ khách sạn Á Châu tới, khiến cho từ trên xuống dưới gà bay chó sủa. Đối với các người bình thường hành động cuồng vọng, tôi đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng các người tự cho là có tổng giám đốc trang, tôi sẽ không thu thập được các người. Audio điện tử võ tấn bền Trận hỏa khí này, sông thẳng đến, bốn người bọn tô lạc hành cùng lãnh mặc hàn, một tiếng cũng không dám hừ, đều khẩn trương căng thẳng cúi đầu. Chu Trường Dũng chính là người đứng đầu ở đó, và trên dưới người trong thôn, cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Đều nhao nhao đoán xem người đàn ông khí thế bàng bạc này là ai. Khí thế của người này tuyệt đối không thua Trang Hạo Nhiên, nhanh hơn Trang Hạo Nhiên hơn mấy phần lãnh liếm cảm giác khẩn trương. Trương Hoa lúc này, mới từ trong nhà đi ra, nhìn thấy tưởng thiên lỗi, mới thực sự kinh ngạc. Tưởng thiên lỗi lại nhìn trái nhìn phải mấy xúc sinh trước mặt, trầm thở gấp lồng ngực muốn bạo tạc khí tức, lại nghiến răng nghiến lợi mắng, bình thường tổng giám đốc trang điên. Các người cùng nhau điên đều không nói, nhưng bây giờ là lúc nào, còn không biết nặng nhẹ làm loạn. Toàn bộ khách sạn Á Châu từ trên xuống dưới vì trận thi đấu lớn phục vụ rượu, bận đến người ngã ngựa đổ, ký giả toàn thế giới tụ tập càng ngày càng nhiều, thời gian chính là dư luận đáng sợ nhất. Mấy người xúc sinh các người tùy ý để tổng giám đốc chạy đến chỗ này đến làm loạn, cũng không biết nhắc nhở một chút. Nếu như thật có thể xưng huynh gọi đệ, cậu ta gây ra họa, mấy người xuất sinh các người có cái năng lực gì để đảm đương. Tức giận đến hỏa khí ngút trời. Mấy người lâm sở nhai nghe, cùng nhau trầm mặc cúi đầu, khẩn trương cơ hồ hít thở không thông. Hai ngày liên tiếp, giám đốc điều hành hoàn á không thấy một người, đều hỏa thiêu chân mày. Tưởng thiên lỗi lại một trận phẫn hận mắng xong, nhìn mấy người nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng, tiêu đồng từ trong lý khẩn trương đi ra, anh giống như một trận gió thu cuốn hết lá vàng cùng nhau mắng, hai người các ngươi dù cho không có cơ hội tham gia trận thi đấu, nhưng đều là quản lý được xem như là người chủ yếu xử lý trận thi đấu. Còn là hảo bằng hữu của khả hình, gặp việc này cũng không nên tùy ý cùng cô ấy thả lỏng chính mình như vậy. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, hối hận còn kịp. Còn tưởng rằng khách sạn đem các người bồi dưỡng được mấy phần thành thục, hiện tại xem ra, mỗi người đều là chưa đủ cảm tính, lý tính có thừa. Nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng nghe lời này, mặt lập tức đỏ lên. Tưởng thiên lỗi tức giận nhìn mấy người các cô, quả thực là không muốn lại lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp quay mặt sang, nhìn về phía mấy xúc sinh trước mặt, nắm chặt nắm tay, cấp tốc hỏi, trang hạo nhiên đâu. Mấy người lâm sở nhai hai mắt chật lóe, không dám lên tiếng, cũng không có ý định lên tiếng, chỉ có lãnh mặc hàn thấy tình thế nghiêm trọng, tức khắc nói, lão đại và khả hinh. Còn đang ở biệt viện nước nóng nghỉ ngơi. Tưởng thiên lỗi nắm chặt tay âm thanh tác vang tác tác, quả nhiên không ngoài dữ liệu, anh gấp đến độ nghe thấy thân thể mình tức giận đến thanh âm bạo tạc mạch máu, anh lập tức khân trương nóng mắt sốt ruột nhìn về phía mấy tên xúc sinh này, nói hiện tại chủ tịch tưởng, chủ tịch trang, kể cả chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cùng các thành viên, đang trên đường tới nho viên. Các người hiện tại nói cho tôi biết, hai người bọn họ bây giờ còn sống chung một chỗ. Xem ra thực sự là muốn làm huyên ương bỏ mạng. a à, mấy người lâm sở nhai đồng thời la hoảng lên. Còn đứng ở đây làm cái gì, dẫn đường, tưởng thiên lỗi không nói hai lời, cũng đã tức giận, trong nháy mắt xoay người, trên mặt phẫn nộ nhanh chóng đi về phía trong thôn. Chu trường dũng lúc này, có vẻ mấy phần kinh ngạc, lấy thân phận là trưởng thôn, cất bước đi đến, nhìn về phía lãnh mặc hàn hơi trầm giọng nghi ngờ hỏi, ách, con rể, vị này chính là. Tưởng thiên lỗi tức khắc dừng bước lại, vẫn như cũ hai tròng mắt lợi hại dừng ở trước khuôn mặt hơi hiển thô tục, thập phần không khách khí nghi hoặc thân phận của ông hơi nghiêng mặt nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn đứng ở một bên, liếc mắt nhìn Chu Trường Dũng một cái, tức khắc hướng tưởng thiên lỗi tôn kính giới thiệu tổng giám đốc. Vị này chính là có nhau viên Chu Trường Dũng tiên sinh. Bác Chu, vị này chính là một vị tổng giám đốc khác của hoàn cầu chúng cháu, tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi lúc này sắc mặt mới hơi chậm lại, hai tròng mắt chợt lóe, nhìn về phía Chu Trường Dũng thân nghiếm nghiếm khí thế, cảm giác ông xác thực phối đương tham nhung đại vương, anh tức khắc hiện ra mấy phần tôn kính, nói với Chu Trường Dũng, Chu Tiên Sinh. Xin lỗi quấy dày ngài, nghe nói cấp dưới của tập đoàn chúng cháu đã đến tới nơi này du ngoạn ba ngày, cảm tạ ngài thịnh tình chiêu đãi. Ngài là nhân vật hiển hách, đều nguyện ý đem đồ quý đối hiếm chiêu đãi bọn họ, thực sự là vinh hạnh. Khách khí, Chu Trường Dũng tươi cười. Tưởng thiên lỗi lại bộc lộ được mấy phần kính trọng, nhưng vẫn là một chút cũng không nể mặt, nói chỉ là ngày khác, Giả như mấy xúc sinh này còn dám tới quấy rầy Chu tiên sinh ngài thanh tĩnh, ngài liền đem bọn họ ném ra ngoài đi. Đỡ phải mất mặt xấu hổ. Tô Lạc Hành mấy người tức khắc lại ngại mất thể diện cúi đầu. Chu Trường Dũng có vẻ mấy phần bật cười. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt nắm tay, mặt có mấy phần thần tình khẩn cấp, nhanh chóng nói: "Xin lỗi, Chu tiên sinh. Bởi vì tập đoàn của cháu có chuyện trọng yếu, cho nên phải đến trước một bước, tìm tổng giám đốc trang thương lượng một chút đại sự." ngày khác sẽ tới bái kiến Chu Tiên Sinh, thỉnh giáo ngải lối buôn bán. Tốt tốt tốt, mau đi đi, tôi cũng biết sự tình thật gấp, Chu Trường Dũng nghe lời này, chỉ đành cười cười nói nói. Tưởng thiên lỗi đa tạ gật gật đầu, mắt nhìn mấy người lâm sở nhai một chút, trước một bước xoay người đi về phía trong thôn, tô lạc hoành vội vàng dẫn đường, dọc theo đường mòn trong núi sâu thẳm, đi về phía ôn tuyền sơn trang, lãnh mặc hàn nhìn tưởng thiên lỗi khí thế hừng hực dẫn người từ từ đi xa, anh tức khắc xoay người, đến bên người tiêu đồng nói lần này hai chủ tịch cùng đi tôi dự đoán kể cả thị trưởng cũng sẽ theo đến để tránh có biến cô vội vàng đi trước nói với đỗ uy cùng khương vĩ phải tận lực kéo dài thời gian tiêu đồng tức khắc gật đầu lại vẫn có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn lãnh mặc hàn nói nếu như lão đại bị phát hiện không phải xong đời sẽ không lãnh mặc hàn hơi xoay người dừng ở phía trước nho viên nói đừng suy nghĩ chuyện chưa phát sinh biệt viện suối nước nóng, vẫn như cũ sương mù quanh quẩn, trên tảng đá hoa lựu, một mảnh phấn hồng, có chút mộng mộng ảo huyến triệt đầy trong ao, vậy động tình dập dờn. Mỗi gian phòng, mặt hướng cửa suối nước nóng, hơi triển khai, có thể nhìn thấy rõ ràng sâu bên trong thân ảnh nhẹ nhàng màu xanh, áo màu trắng cùng với quần sót màu đen, tùy ý rơi vào thủy tinh trên sàn nhà, đồ lót gen màu xanh đậm, cũng xấu hổ ở trong trang phục, bình rượu đỏ lộc nhảy sơn 1990, nằm ở ấm ngọc bên giường, sáng nay miệng bình nhỏ xuống một điểm tích dịch cuối cùng đêm qua giống như chất lỏng ngọt ngào làm người ta kích động cùng xôi trào di động màu đen chấn động thanh âm lại lần nữa vang lên thân thể đường khả hình khoác áo choàng tơ tằm màu xanh đậm quyển núp ở mềm mại trên giường cuối cùng nặng nề từ trong giấc ngủ tỉnh lại khi cô hơi mở đôi mắt nhập nhèm mộng ảo nhìn thấy trước mắt lại là một trận trắng xóa lòng của cô bỗng nhiên nhảy toàn bộ thế giới dường như ngã vào đáy cốc trong nháy mắt tay nắm chặt đệm giường màu xanh, khẩn trương cùng trầm thở rốt ngồi dậy, tùy ý đen nhánh tóc đen trận trận chảy xuống, cô lại nhanh chóng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống ép buộc chính mình phải bình tĩnh. Dần dần, cô cảm giác được trận trận gió nhẹ nhàng, nhẹ phe phẩy khuôn mặt của chính mình. Cô tiếp tục cúi đầu xuống, tay nhéo chặt đệm giường tơ tầm màu xanh, đè nén cảm xúc dao động, làm cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi, chậm rãi, cô lại mở ra đôi mắt đẹp mộng ảo, tức khắc tiếp xúc đến trước mặt màu xanh đậm gần như mảnh xa trong suốt, còn có cách mảnh xa, rõ ràng nhìn thấy các màu sắc bầy biện trong phòng, cô lúc này mới trọng trọng thở hồn hền, mặt hơi bộc lộ điểm thả lỏng cùng ôn nhu tươi cười, lại vô ý thức cảm giác được xung quanh gian phòng một trận không, cô hơi giật mình, dường như đêm qua chưa từng xảy ra một cuộc kích động triền miên sôi trào. Chỉ là một giấc mộng, cô lại tức khắc ngẩng đầu, nhìn trong phòng vắng vẻ, trong lòng có chút khẩn trương nghĩ trang hạo nhiên đâu. Anh ấy đã đi đâu rồi? Chương 1153, Lý Tưởng Yêu. Vườn nho. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà dẫn Đỗ Huy cùng mọi người bước nhanh qua khu đất cát dày trong vườn nho hướng ra bên ngoài, nhìn thấy mấy chục vệ sĩ đang chăm chú bảo vệ hai người dẫn đầu là Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ, còn có các thành viên trong hiệp hội rượu đỏ, bao gồm Vitus, Lauren và một số người khác. Hai chị em cô sắc mặt không thay đổi chạm mặt mọi người, đầu tiên là tôn kính gật đầu chào hỏi, sau đó mới hơi nở nụ cười nói, "Chủ tịch Tưởng Chủ tịch Trang, vừa rồi chúng tôi nhận được tin tức từ Tổng Bộ nói rằng hai vị chủ tịch muốn đi tham quan vườn nho. Công việc của nhân viên chúng ta đang kiểm tra đối chiếu tư liệu của mọi người nên xin chờ một chút. Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này, hai chồng mắt tức khắc lóe ra điểm không thoải mái nói, lá gan của các ngươi càng lúc càng lớn, ngay cả chúng ta cũng dám ngăn cản. Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ cùng các thành viên, bao gồm phu nhân Gióc và mọi người cũng tò mò nhìn. Vitus đứng một bên, hai tròng mắt hơi lạnh lùng lưu truyền, biết học trò mình đang ở gần đây. Đôi song sinh vẻ mặt hơi bộc lộ sự khiêm tốn cười, hướng về phía tưởng vĩ quốc hơi gật đầu, nói chủ tịch tưởng. Chúng tôi cũng là làm theo quy tắc mà làm việc, an toàn của đường tiểu thư là chuyện quan trọng nhất. Nếu như ngài có bất kỳ ý kiến gì, tôi lập tức báo với đô ủy báo với ủy viên trương và thủ tướng, để bọn họ cho các vị đi. Trách nhiệm này, tôi thực sự không đảm đương nổi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng Vĩ Quốc trầm mặt lạnh lùng, hai tròng mắt thâm thúy nghiêm lại nhìn về phía đôi song sinh. Lúc này hai tròng mắt trang tính vũ lưu chuyển nghĩ nghĩ, liền hiện ra một chút nhẹ nhõm cùng bao dung, mỉm cười nói không có việc gì. Chúng ta liền chờ một lát đi, dù sao an toàn của khả hình cũng vô cùng quan trọng. Tưởng Vĩ Quốc có lẽ cũng nghĩ đến điều này, thế nhưng để mọi người của Hiệp hội rượu đỏ đứng đây, có vẻ rất không tôn trọng và không lễ phép ông lại ngẩng đầu, trầm giọng mang theo vài phần khí thế không thể kháng cự nói, tôi cho mấy người 5 phút, lập tức đem người rút lui cho tôi. Nếu như không đi, tôi sẽ đích thân gọi điện cho thủ tướng nói rõ chuyện này. Mặt mũi của ai cũng sẽ không cho. Vâng, đôi song sinh tức khắc mỉm cười, hơi nâng tay nhìn thời gian, tròn 1 giờ 55 phút, hai chồng mắt các cô nhanh chóng lưu chuyển, hít vào. Một góc khác của vườn nho. Đường khả hình bị nhã tuổi cùng Trần Mạn Hồng kéo ra, đầu tiên là nói với câu chuyện tiểu nhu xuất ngoại, lại nói đến mọi người trong hiệp hội rượu đỏ đã tụ tập ở bên ngoài vườn nho của Chu gia, đang chuẩn bị tiến vào tham quan. Hiện nay tiểu vi cùng tiểu hà đã đi cản trở, thế nhưng tổng giám đốc trang phải mau chóng rời khỏi, dù sao anh cũng là quan chủ khảo của đợt thi đấu thứ hai. Đường khả hình nghe lời này, trong lòng tê dần, theo bóng cây một cây nho khác nhìn về phía trang hạo nhiên. Tưởng thiên lỗi cũng ở một biên hồn hển nhìn về phía trang hạo nhiên, Nói chuyện đều cao giọng lên mấy phần, giận dữ sống lên, coi như cậu mê chơi cũng phải có chừng mực. Hiện tại là lúc nào? Ngày hôm qua tôi còn tưởng cậu chỉ là nhất thời rời đi một lúc sẽ quay trở lại nên không có ngăn cản. Không nghĩ đến cậu cư nhiên ở lại đây lâu như vậy. Chẳng lẽ cậu quên chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu sao? Lỗ Mãng thành như vậy. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đè nén tâm tình, chỉ là nét mặt căng thẳng đứng một bên, hai tròng mắt lóe ra lợi hại không lên tiếng bây giờ cậu lập tức đi theo tôi. Tôi đã hỏi Chu gia cùng Mạc Hàn tìm một con đường khác để rời khỏi. Vệ sĩ của cha tôi và chú Trang sớm đã phong tỏa toàn bộ con đường đó rồi. Nếu để cho người nào phát hiện cậu ở nơi này, tất cả đều hỏng hết. Tưởng thiên lỗi mau chóng dục anh. Trang hạo nhiên nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên tê dần, mặc dù vạn phần không muốn nhưng cũng biết sự tình khẩn cấp, hơi nghiêng mặt muốn nhìn người phía bên kia. Tưởng thiên lỗi thoáng cái nắm chặt cánh tay anh, khẩn trương nóng nảy nhìn anh nói cậu còn do dự cái gì cũng không phải trở lại không thấy được thời gian có hạn đôi song sinh kia không chống đỡ được lâu đâu tính tình của cha tôi không phải cậu không biết người của hiệp hội rượu đỏ chúng ta không thể đắc tội trang hạo nhiên nghe lời này cũng biết tình thế nghiêm trọng liền hơi ngưng trọng gật đầu lại cúi đầu trầm giọng nói tôi biết anh cho tôi một chút thời gian tôi nói với cô ấy vài câu lập tức đi ngay tưởng thiên lỗi lại nóng nảy nhìn về phía anh vẫn cảm thấy thời gian không kịp. Trang Hạo Nhiên lại thỉnh cầu bàn vươn tay nhẹ ấn xuống vai Tưởng Thiên lỗi một cái, lúc này mới đè nén mấy phần tâm tình thong thả xoay người cất bước đi về hướng Đường Khả Hinh. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh ngấn lệ nhìn thật sâu về phía anh. Trang Hạo Nhiên đi thẳng tới trước mặt Đường Khả Hinh, hai tròng mắt lóe ra tâm tình luyến tiếc nhìn về phía cô gái trước mặt, Thiên Ngôn vạn ngữ lại không biết nên nói như thế nào thành lời. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt của anh, trái tim đau nhói lại nở một nụ cười ôn nhu nói, sáng nay thức dậy, lúc không nhìn thấy anh, em theo hương hoa kia, ý chí kiên định hướng về bên này đi tới. Có lẽ em đã hiểu rõ, lúc đó anh đi tìm em rốt cuộc có bao nhiêu vất vả. Bởi vì hương hoa lơ lửng kia xác thực rất khó tìm. Cảm tạ chúng ta cũng có khứu giác tương đồng cùng trái tim kiên quyết. Thời gian quen biết anh, hoa trong vườn nho mới đang còn nhỏ, nhưng hôm nay quả nho đã lớn. Em tin, chỉ cần kiên trì, tình yêu trong tương lai của chúng ta cũng nhất định sẽ nở hoa kết quả. Em không đau lòng vì một lần nữa chia lìa, trải qua việc hai mắt không nhìn thấy nhưng em thật sâu cảm tạ ông trời có thể cho em một cơ hội có thể một lần nữa nhìn thấy anh. Ngày mai là trận thi đấu lớn, mong anh dốc hết tất cả trí tuệ mà đối đãi em. Giống như dốc hết tất cả tình yêu mà đối đãi với em. Mặc kệ thắng hay thua, em đều quý trọng mỗi một lần cơ hội có thể nhìn nhau. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô gái này hai mắt đường khả hình đã rưng rưng, lại nở một nụ cười nhìn anh nói, trở về đi sau đó em sẽ tới. Em không đau lòng, em cũng không có buông tha, bởi vì rất nhanh có thể gặp lại. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hai tròng mắt trang hạo nhiên lại lóe lên tia đau lòng, trầm mặc nhìn về phía cô gái trước mặt. Trở về đi, đường khả hình cảm giác lồng ngực của mình như bị một khối đá lớn đè lên nặng nề, lập tức xoay người nặng nề thở hổn hển kiên cường nói, đi thôi trái tim trang hạo nhiên nhói đau nhìn thật sâu theo bong lưng của cô hái tròng mắt rốt cuộc cũng ngấn lệ nắm chặt tay sâu hơn thâm tâm đau nhìn về phía cô bé nảy bóng lưng hai chồng mắt rốt cuộc tràn đầy lệ quang nắm chặt nắm tay kiềm chế nói đứa ngốc bất luận em ở nơi nào anh cũng sẽ tìm được em bất luận anh ở nơi nào em cũng có thể tìm được anh em biết trong lòng anh nghĩ gì sao anh lại có thể không biết trong lòng em nghĩ gì hai tròng mắt đường khả hinh run rẩy ngấn lệ khuôn mặt kích động đưa lưng về phía anh không nhúc nhích. Tưởng thiên lỗi đứng một bên, trái tim cũng thấy đau đớn khi nhìn cảnh này, do dự một hồi, rốt cuộc cũng nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, tay nắm chặt cánh tay anh thúc giục, đi thôi. Trang Hạo Nhiên lại đau lòng nhìn về phía cô gái trước mặt, biết rằng mỗi lần gặp đều không hề dễ dàng, chia lìa sao có dễ. Khó có được cô kiên cường như vậy trong lòng lại bỗng nhiên đau đớn, nhưng cũng biết dù có nói nhiều hơn nữa có lẽ đối phương càng đau đớn hơn đành phải theo tưởng thiên lỗi lôi kéo, xoay người đi về phía một con đường nhỏ khác. Điệp y chợt xuất hiện, khuôn mặt lạnh băng theo trang hạo nhiên rời đi cũng biến mất ở giữa bụi cây. Đường khả hình trong nháy mắt xoay người, nước mắt rơi xuống đau lòng nhìn về phía bong lưng to lớn của trang hạo nhiên, theo mấy người tô lạc hoành cùng lâm sở nhai cùng rời đi, từ từ biến mất giữa núi rừng, trái tim cô đau nhói nghẹn ngào kêu một tiếng, hạo nhiên. Khả Hinh, Nhã Tuệ thoáng cái đi lại gần đường Khả Hinh, muốn an ủi cô. Đường Khả Hinh yên lặng đau lòng rơi lệ, đón cơn gió trong veo của vườn nho, chợt nhớ tới Trang Hạo Nhiên vừa vì mình mang lên đóa hoa sơn trà, kỳ thực cô biết huyết sắc sơn trà là lý tưởng yêu. Anh nhất định sẽ vì hoàn thành tâm nguyện của cha mà dốc hết tất cả, nếu như không được cha cho phép, có lẽ sẽ chia lìa như vậy, không ngừng xuất hiện, thậm chí mỗi một lần cũng có thể là lần ly biệt cuối cùng. Trái tim cô nhói đau khi nghĩ đến vừa rồi lúc Trang Hạo Nhiên xoay người rời đi, có bao nhiêu thống khổ lẫn nỗi buồn ly biệt. Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh lập tức vươn hai tay túm chặt làn váy lục tơ tằm, rơi lệ đuổi theo về phía trước, trong lòng lặng yên khóc Hạo Nhiên. Không được, anh nhất định không thể buông tha, nhất định không thể buông tha, em thật không thể chịu được anh và em tách ra, mong anh vì em mà kiên trì. Trong khu rừng rậm rạp, Điệp Y một mình đi phía trước mở đường. Trang hạo nhiên nét mặt căng thẳng, hai tròng mắt vẫn như cũ lóe ra sự đau lòng theo từng bước của tưởng thiên lỗi đạp lên những trong rừng bụi gai nhỏ, từng bước kiên quyết đi về phía trước. Hạo nhiên, đường khả hình một khóc một bên đuổi theo vào đến rừng, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh mấy người trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi đã đi tới ven đường đồng du, lãnh mặc hàn đã đứng một bên tự mình mở cửa xe câu hai người. Tưởng thiên lỗi ngồi vào xe trước, sau đó trang hạo nhiên cũng ngồi xuống, cô nhìn một màn này lại đau lòng khóc thành tiếng, nâng làn váy dài lên nhanh chóng đuổi theo về phía trước, vừa khóc vừa gọi, hạo nhiên, hạo nhiên. Cửa xe dầm một tiếng đóng lại. Trang hạo nhiên ngồi bên cạnh cửa sổ, nhớ tới vừa rồi đường khả hình kiên cường tươi cười, tim của anh nhói đau, nặng nề thở hổn hển, nhắm mắt lại dựa đầu vào sau ghế. Tưởng thiên lỗi trầm mặc nhìn anh một cái. Lúc này mới phân phó tài xế nói, lái xe. Chiếc xe Rolls Royce màu bạc chậm rãi dọc theo con đường đồng du sâu thẳm dần dần chạy đi. Đường khả hình lúc này mới chạy đến ven đường đồng du, chừng lớn hai con mắt nhìn về phía chiếc xe kia từ từ đi xa, vừa khóc vừa kêu hạo nhiên, lại nâng váy một bên đạp lên những bụi gai một bên khóc gọi, hạo nhiên. Cô gái này nhìn chiếc xe kia dần đi xa, lại đạp lên những bụi gai chạy theo chiếc xe kia, tùy ý để cho làn váy dài quẹt xuống khắp nơi trên cơ thể bị những cành gậy trong rừng quẹt vào gây đau đớn. Hai người vẫn như vậy, yêu nhau không thể yêu, lại vẫn như cũng như một đường thẳng song song từ xa nhìn đối phương tài xế một bên lái xe lúc chuẩn bị rẽ trái lại nhìn thấy trong rừng cây rậm rạp có một than ảnh màu trắng gấp gáp chạy theo vô thức anh chạy xe chậm lại nhắc nhở tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên hai vị tổng giám đốc hình như phía sau có người chạy theo chúng ta trang hạo nhiên nghe lời này tức khắc xoay người kéo cửa xe xuống nhìn thấy trong rừng cây rậm rạp có một thân ảnh mông lung gấp gáp đuổi theo tim của anh chợt nhói lên cấp thiết gọi, khả hình. Tưởng thiên lối cũng lập tức xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe thấy một bóng dáng đang điên cuồng đuổi theo, hai tròng mắt lành ập tức cũng lóe ra sự đau lòng. Đường khả hình cảm giác xe đi xa như vậy có lẽ an toàn, liền nhanh chóng nghĩ cách chạy như bay ra con đường nhỏ bên ngoài bụi gai. Ai biết bị một cành cây cản trở, cả người vấp ngã. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh vấp ngã, đau lòng nhìn về phía tài xế, quát to một tiếng, dừng xe tiếp tục đi, tưởng thiên lỗi đành phải nhẫn tâm phân phó tài xế, hai chồng ánh mắt lóe ra, vẻ mặt bộc lộ kia sự đau lòng cũng phải cố gắng nói, một lát nữa sẽ có người đến chăm sóc cô ấy. Hiện tại phải lấy đại sự làm trọng. Cả người đường khả hình nằm bò bên trong rừng rập, nước mắt chảy xuống, nhưng vẫn khẩn cấp bò dậy bởi vì đi quá nhanh coi như không có giày đến bằng liền cởi ra, cứ như vậy để chân trần chạy như bay về phía trước. Trang hạo nhiên thực sự đau đớn nhìn về phía đường khả hình chạy trong rừng cây, trong nháy mắt anh giận dữ không đếm xỉa xoay người, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nhanh chóng nói, thiên lỗi. Giúp tôi. Không được, tưởng thiên lỗi vẫn rất nhẫn tâm. Tôi van cầu anh, giúp tôi, thực sự, lần từ biệt này thật sự không biết đến lúc nào. Có lẽ chân tướng đôi khi thật đáng sợ. Xin nhờ, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, đau lòng nói. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hai tròng mắt tưởng thiên lỗi hơi lưu chuyển, vẻ mặt tràn đầy xúc động, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nặng nề thở dốc, lắc đầu vô lực mở miệng, dừng xe. Chiếc xe Rolls Royce dừng ven đường, chiếc xe phía sau lãnh mặc hàn cũng dừng lại. Đường khả hình vừa thở dốc đổ đầy mồ hôi đi về phía trước, lại mờ mịt mệt mỏi ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce kia cư nhiên chậm rãi dừng lại ở ven đường. Hai tròng mắt của cô không thể tưởng tượng được ra, nước mắt liền rơi xuống, cảm giác được toàn bộ thế giới xung quanh đều chìm vào mê man, chỉ có hình ảnh chiếc xe kia là tương đối rõ ràng. Dần dần, dần dần, một mình cô đi ra đường cái, Trừng mắt hai mắt đẫm lệ nhìn về phía chiếc xe kia. Rốt cuộc, Trang Hạo Nhiên rốt cuộc bước xuống khỏi chiếc xe kia, ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía than ảnh nhỏ nhắn đang phi tới, búi tóc của cô đã rời rạc, những sợi tóc mất trật tự rơi xuống khuôn mặt, khuôn mặt đầy nước mắt phiếm hồng, anh bất đắc dĩ thở dài, mới nghẹn ngào nhìn về phía cô, mỉm cười, gọi, đứa ngốc, Đường khả hình nhìn thấy Trang Hạo Nhiên rốt cuộc đi xuống xe, cũng nhịn không được nữa vừa khóc vừa đi chân trần chạy tới, tùy ý để làn váy dài nhẹ nhàng bay lên giống như những cánh bướm, trong nháy mắt vừa khóc vừa nhào vào lòng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên loạn trọng một chút, thiếu chút nữa không ôm được cô, ôm lấy cơ thể kích động này lui về phía sau hai bước, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn không nhịn được cười một tiếng, cúi xuống ở bên búi tóc bất mất trật tự của cô hôn xuống, vừa hôn vừa không nói gì ôm cô đi đến xe đua của lãnh mặc hàn, Tưởng Thiên Lỗi yên tĩnh ngồi phía sau xe, nhìn về phía than ảnh to lớn của Trang Hạo Nhiên qua chiếc gương phía trước, cứ như vậy ôm lấy Đường Khả hình như con chim nhỏ nép vào trong lòng đi về hướng chiếc xe đua màu đen, biết bọn họ tạm thời cần một chút thời gian, hai tròng mắt anh hơi lóe ra quá mấy phần kiềm chế tâm tình của mình nhưng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, có lẽ. Cũng cảm động, chương 1154 kiêu ngạo. Chiếc xe Ferrari màu đen chạy thẳng vào trong rừng cây rậm rạp đường khả hình vẫn như cú kích động ngấn lệ ngồi bên cạnh vị trí kế bên tài xế nghĩ về quá khứ bèn nức nở khóc lên hai tròng mắt trang hạo nhiên cũng lóe ra tia đau lòng hai tay nắm chặt tay lái tiếp tục lái xe chạy vào sâu trong núi rừng nhớ tới vừa rồi đường khả hình chạy tới cả người đầy mồ hôi cùng những vết máu nét mặt anh trở nên căng thẳng nặng nề thở hổn hển dường như có chút tức giận đường khả hình có lẽ cảm giác được bầu không khí có chút không đúng trừng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía khuôn mặt nhìn nghiêng của Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt lóe ra mấy phần nóng này, cho là anh tức giận, trái tim cô có chút căng thẳng, nước mắt vẫn như cũ chảy xuống, lại không dám khóc nữa, sụt xịt chiếc mũi đỏ bừng, nghẹn ngào nói, em, em, em không phải cố ý chạy theo anh, em, em. Trang Hạo Nhiên một bên lái xe, một bên tỏa ra ý cười quay mặt sang nghiêm mặt nhìn cô gái này. Khuôn mặt đường khả hình xấu hổ đỏ bừng, nghĩ vừa rồi đám người tô lạc hoành, lâm sở nhai nhìn thấy chính mình sống chết đuổi theo xe, cô lại chợt cảm thấy có chút lúng túng cúi đầu, tay túm lấy cái váy có giá trị hơn 10 vạn, là chiếc váy lụa dài màu trắng theo hình hoa mẫu đơn mà trang ngải lâm sai người may thủ công cho cô, cầm lấy làn váy đưa lên lau hết nước mắt trên mắt, nghĩ muốn giải thích một chút nhưng lại không nói nên lời, nước mắt nóng hổi lại từng giọt rơi xuống. Trang hạo nhiên quay mặt sang, nhìn thật sâu vào dáng vẻ của cô như vậy, đau đớn tràn lên khắp khuôn mặt, nhưng lập tức lại có chút tươi cười, một tay cầm tay lái xoay tròn đổi phương hướng chạy vào sâu thẳm trong núi mới dừng lại. Phía dưới chính là vườn nho bát ngát, còn có một dòng sông Bạch Ngọc, nhưng cơn gió từ khắp nơi thổi qua, xung quanh vang lên tiếng chim hót, vô cùng vắng vẻ. Đường khả hình có chút lung túng khác thường quay mặt sang, nước mắt lại chảy xuống nhìn về phía trang hạo nhiên, không biết anh đưa mình tới nơi này làm gì. Trang hạo nhiên trầm mặc mà thành thạo dừng xe, lúc này mới thả tay lái, quay mặt sang nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại di chuyển con ngươi, Ôn Nhu không hiểu nhìn về phía anh. Lúc này hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên mới thoáng qua một chút hí cười, sau đó yên lặng đẩy cửa xe ra bước xuống, vòng qua thân xe đi tới ghế ngồi bên kia, lập tức mở cửa xe ra bá đạo ôm lấy cô gái trong Xylerer ngoài. A, à, Đường Khả Hinh nghi ngờ vươn hai tay ôm lấy cổ của anh, có chút khẩn trương nhìn anh nói, anh, anh muốn làm gì? Đem em từ nơi này ném xuống trang hạo nhiên thoáng cái ôm ngang đường khả hinh đi tới đỉnh núi làm bộ muốn ném cô a à, không muốn đường khả hinh sống chết ôm lấy cổ trang hạo nhiên sợ đến trái tim đập thình thịch nói em không dám em cũng biết không dám trang hạo nhiên tức giận ôm chặt cô gái trong lòng nhìn thật về phía đôi mắt đẫm lệ của cô đôi mắt hồng hồng giống như quả đào cả khuôn mặt đỏ ửng trái tim của anh lại bỗng nhiên tê dại mới nói không phải là một lần tách ra sao em không cần lo lắng chúng ta còn có thể có vô số cơ hội gặp mặt. Anh bảo đảm, em không cần cố gắng đuổi theo đến đây, em xem chân em một chút, đều chảy máu, làm cho người ta nhìn thấy đều khẩn trương. Lần so tài này mặc kệ em thua hay thắng, mặc kệ cha em có phản đối hay là tán thành, tương lai em nhất định là bà xã của anh, em khẩn trương cái gì. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt bộc lộ mấy phần ủy khuất, hờn dỗi nhìn về phía người này. Trang hạo nhiên cũng thật sâu nhìn người này, trái tim lại đau đớn, lúc này mới chậm rãi sâu xa nói, đứa ngốc. Em chạy đi như vậy, anh rất đau lòng, em là muốn đêm nay đêm mai và cả sau này anh đều không ngủ được. Đường khả hình lập tức cúi đầu, hai tròng mắt nóng lên, nước mắt lại chảy xuống. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên lại thật sâu nhìn về phía bảo bối, gương mặt lại bộc lộ sự cảm động mà đau lòng, chậm rãi ôm cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau, đem cửa xe đóng lại trong không gian nhỏ bên trong xe. Trang hạo nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhẹ ôm lấy đường khả hình tựa ở trong ngực của mình, trong không gian tư mật này anh lại bộc lộ nụ cười thâm tình, vươn tay nhẹ nắm lấy cằm của cô, nhìn kỹ khuôn mặt phiếm hồng của cô khóc đến độ có chút sưng lên, búi tóc cũng rối loạn, dây nho lệch sang một bên, đóa hoa sơn trả êm đẹp. Anh liền vô cùng sủng nịch mà yêu thương sâu sắc vươn tay, đầu tiên là vì cô gạt mấy sợi tóc mất trật tự trên trán, lại nhàn nhạt, nhạt đem đóa hoa sơn trà kia nhẹ lấy xuống, đem dây nho tháo ra mái tóc đen dài đến eo như thác nước nhẹ rũ xuống đường khả hình lại lộ ra mấy phần xấu hổ cúi đầu trang hạo nhiên tinh tế liếc mắt nhìn khuôn mặt e thẹn của cô mỉm cười lúc này mới muốn vươn tay nhẹ vén làn váy dài tơ lụa màu trắng lên nói anh xem chân của em một chút không muốn đường khả hình sợ anh lo lắng anh phải xem trang hạo nhiên lại muốn vén váy lên không muốn đường khả hình chặn lại vô thức muốn đẩy anh ra Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đem cô áp xuống ghế, con người mị lực lóe ra kịch liệt nhìn về phía cô gái trước mặt, dáng vẻ ngọt ngào xấu hổ say lòng người, anh liền giả vờ tức giận nói, có dũng khí đuổi theo xe, lại không có dũng khí để cho anh nhìn chân. Em chính là muốn anh đến xem em một chút sao? Không có, Đường Khả Hinh vội vàng nói. Vậy em nghĩ cái gì? Trang Hạo Nhiên lại tới gần mặt của cô, hai chồng mắt lợi hại chợt lóe, hỏi. Em, Đường Khả Hinh lập tức nói không nên lời xấu hổ đỏ bừng mặt nhìn về phía anh. Nói, Trang Hạo Nhiên cố ý để lộ ánh mắt ái muội đùa cô. Anh, đến bây giờ anh còn có thời gian đùa giỡn em. Đường Khả Hinh lập tức có chút đau lòng vươn tay muốn ôm lấy bờ vai của anh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm lấy tay cô, vẻ mặt thâm tình cưng chiều nhìn về phía cô thật sâu nói. Anh mỗi lần mặc kệ là lúc nào, đều chỉ muốn ôm em, thật sâu muốn em. Đây không phải là cần, mà là thâm tình sâu đậm nhất, bất luận là thời khắc nào, có thể làm em vui mừng là chuyện tốt đẹp đối với anh. Đường khả hình dừng lại, hai chồng mắt bộc lộ mấy phần ôn nhu nhìn về phía anh. Cảm ơn em đuổi theo. Trang hạo nhiên vẻ mặt bộc lộ thâm tình cùng cảm kích cười nói anh cảm thấy rất kiêu ngạo. Cứ việc giờ khác này có chút ích kỷ thế nhưng anh cảm thấy rất kiêu ngạo. Loại cảm giác này so với tuyên thể còn đẹp hơn. Đường khả hình mặt đỏ bừng nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cũng nhẹ mân môi mỏng cười hơi lưu chuyển hai tròng mắt nhìn xung quanh một mảng yên tĩnh, anh lúc này mới cúi xuống phía dưới, ở bên tai của cô thanh âm khàn khàn thì thào nói nhỏ hỏi, bà xã. Đã đuổi tới nơi, liền đem chuyện đêm qua chúng ta thương lượng làm đi. Anh, đường khả hình nhìn về phía anh, mặt lại đỏ lên. Trang hạo nhiên lại nhìn thật sâu vào mắt cô, không kìm long vươn tay nhẹ nắm lấy cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng động long người của cô, liếc mắt nhìn đôi môi đỏ mọng mê người, nuốt khan nơi cổ họng, không kìm nén được nữa liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ mút từng cánh môi cô, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn một cái. Ưm, ừ, khuôn mặt đường khả hình lập tức đỏ bừng, đón nhận nụ hôn của anh, lập tức cũng cảm giác thân thể anh nhanh chóng phóng xuất ra hơi thở nóng bỏng, thân thể của cô không khỏi mềm xuống, muốn dựa vào ghế xe. Trang hạo nhiên nhanh chóng ôm lấy thân thể mềm mại của cô, tách hai chân cô ra làm cho cô ngồi lên đùi đối diện mình lúc này mới mỉm cười ôm lấy eo nhỏ, trầm mặc nhìn về phía cô. Đường khả hình lại mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, đôi chân tách ra ngồi trên đùi anh, cảm nhận được vật cứng rắn giữa hai chân anh cọ lên chân mình, trái tim cô đập thình thì cúi xuống. Lại có thể nghe thấy linh hồn của mình đang gieo hò cùng khát vọng người đàn ông này, lỗ tai của cô đỏ bừng nhưng vẫn nghiêng mặt dũng cảm mà chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh. Trang hạo nhiên tươi cười, tức khắc ngọt ngào hơi ngửa mặt, mở ra môi mỏng đón nhận nụ hôn của cô bé này, vươn đầu lưới cùng đầu lưới của cô quấn lấy nhau, triền miên ẩm ướt mút lấy. Hai tay ma sát hai bên hông mảnh khảnh, bàn tay lục lọi khóa váy của cô muốn kéo xuống lại thế nào cũng không sờ được, anh một bên cùng cô hôn môi, vô thức dùng ánh mắt nhìn về phía cô. Đường khả hình kết thúc nụ hôn kia, tại nơi không gian nhỏ nhắn này, hai tròng mắt ôn nhu nhìn anh, khuôn mặt xấu hổ như say, nhẹ nhàng thở dốc vươn tay nhẹ nhàng kéo vai áo trái xuống để lộ làn da trắng như tuyết vô cùng khiêu gợi, lại chậm rãi vươn tay kéo vai áo phải xuống, một đôi mảnh khảnh nhỏ bé trắng như tuyết lộ ra, tùy ý để chiếc váy dài rơi xuống, lộ ra bộ ngực tuyết trắng mê người. Cả người trang hạo nhiên dường như muốn nổ tung, nhìn nội y kia như ẩn như hiện, lại không kìm lòng được nói cởi nó. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, nâng mí mắt nhìn anh một cái. Trang hạo nhiên cũng nặng nề nuốt khan nơi cổ họng, hai chồng mắt nóng cháy mà cấp thiết nhìn về phía cô, con đường sâu thẳm mà uyển chuyển. Tưởng thiên lỗi ngồi bên trong xe, nâng tay lên liếc mắt nhìn thời gian, tiếp tục có chút bất đắc dĩ cùng buồn bực cầm văn kiện lên mở ra xem một lần nữa. Mấy người lãnh mặc hàn cùng lâm sở nhai đều nhau nhau nâng tay lên nhìn thời gian. Tô lạc hoành người đã ngã vào trên người tiêu đồng muốn ngủ. Tiêu đồng một phen chán ghét đẩy anh ra, nói tránh ra. Ai, cô cái người này, tô lạc hoành lại tức giận nhìn cô một cái. Tiêu đồng không nói gì, chỉ là lo lắng lão đại cùng đường khả hinh, vừa muốn nhìn vào kính xe muốn nhìn xem có thấy hai người không nhưng vẫn như cũ không có bóng người nào, mới kỳ quái hỏi chuyện gì xảy ra, lại rốt cuộc nghe thấy một trận âm thanh của xe đua truyền đến, hai mắt của cô sáng ngời. Quả nhiên, một chiếc xe Ferrari màu đen chậm rãi lái tới, dừng ở bên ngoài mấy chiếc xe của vệ sĩ không xa. Trang Hạo Nhiên rốt cuộc cùng đường khả hinh trên mặt bộc lộ mấy phần ái muội cùng xấu hổ đi xuống xe đua hai người như vậy thật sâu nhìn đối phương, nhớ tới vừa rồi kích tình ăn ý ngọt ngào cười cười, lại lần nữa chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, Trang Hạo Nhiên nhẹ vỗ về than thể, tay chậm rãi vuốt mái tóc cô nói, bảo bối. Anh phải đi rồi. Vâng, khuôn mặt đường khả hình dán vào lồng ngực của anh, khẽ gật đầu. Trang Hạo Nhiên biết thời gian cấp bách, cũng muốn để chút thời gian cho đường khả hình đi chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai. Liền không nói gì thêm mà nhanh chóng đi về hướng chiếc xe Rolls Royce, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, phịch một tiếng đóng cửa lại, nói, lái xe. Tưởng thiên lỗi nhìn anh một cái, lại phân phó tài xế, lái xe. Ron Roy rốt cuộc chậm rãi lại dọc theo con đường sâu thẳm trong núi đi phía trước. Một mình đường khả hình đứng giữa con đường, nhìn theo chiếc xe Ron Roy rời đi, như nữ tình trường tạm thời buông ra, về chuyện tham gia thi đấu lập tức bay lên, trong lòng tràn đầy năng lượng. Trường 1155, Ly Hôn khách sạn Á Châu. Trận thi đấu phục vụ rượu lớn trên thế giới đợt 2 đã bước vào thời điểm khẩn trương. Từ khi trận thi đấu đầu tiên kết thúc vô cùng đặc sắc và kích thích, khách sạn Á Châu dần dần hấp dẫn ngày càng nhiều các phóng viên đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Thậm chí có rất nhiều phóng viên tin tức cùng nhiếp ảnh ra đến từ nhiều đài truyền hình nổi tiếng cũng nhao nhao tới. Tất cả bọn họ trên tay cầm microphone, đứng trước đại sảnh khách sạn Á Châu, đón ánh mặt trời sán lạn và những cơn gió nhẹ của mùa thu, nhao nhao viết báo. Đây chính là trận thi đấu lịch sử của cuộc thi phục vụ rượu, là trận thi đấu khó khăn nhất, có yêu cầu cao nhất. Nhất là tuyển thủ đường khả hình mới chỉ 24 tuổi, cư nhiên đạt được số điểm cao nhất trong vòng thi đầu tiên, tiến vào đợt thi đấu thứ hai. Đây chính là chuyện lớn, gây kinh ngạc trong giới rượu nho. Vô số nhà bình phẩm rượu nổi tiếng trên thế giới càng quan tâm đến cô gái này. Hoác Minh cùng người quản lý phụ trách trận thi đấu phục vụ rượu lớn lần thứ hai nhanh chóng cất bước chen chúc đi qua đại sảnh náo nhiệt ra bên ngoài, nhìn thấy các nhân viên đã bắt đầu bài trí chuẩn bị chiêu đãi các phóng viên của đợt thi đấu thứ hai. Màn che màu xanh đang kéo lên, những kỹ sư may tính nhao nhao tại hiện trường thử khởi động chạy thử những dàn ánh sáng cùng hình ảnh. Quản lý bộ phận tuyên truyền đứng trên khan đài, cầm bộ đàm thử âm thanh. Sự kiến thời gian họp báo là lúc nào? Hoắc Minh nhìn vô số nhân viên đang mang ghế ngồi màu trắng sắp xếp, liền khẩn trương hỏi. "3 giờ chiều, thư ký chuẩn xác báo cáo thời gian." Hoắc Minh yên lặng suy nghĩ một hồi, liền gật đầu, tức khắc dẫn mấy vị quản lý xoay người, nói: "Đến phòng diễn ra đợt thi đấu thứ hai xem tình hình một chút." Đợt thi đấu thứ hai của cuộc thi phục vụ rượu thế giới, cách thức thi đấu mang đậm dấu ấn lịch sử. Vòng thứ nhất thi viết yêu cầu nghiêm mật mà dễ dàng cho việc theo dõi sự khác nhau. Đợt thi đấu thứ hai hướng về việc bày ra những đặc sắc của rượu nho, nó có nhiều ý nghĩa hơn là việc tuyên truyền đẩy mạnh và phát huy tinh thần của rượu nho, cho nên hoàn cảnh thi đấu cần phải công khai, tiếp thu những ý kiến bình luận của những tinh anh rượu nho đến từ khắp nơi trên thế giới tại hiện trường. Có vô số những người yêu thích rượu nho từ nửa năm trước đã nhau nhau đăng ký trên mạng để thưởng thức trận thi đấu lớn của thế giới. Cho nên, nơi thi đấu của đợt thi đấu thứ hai này được diễn ra phía sau vườn hoa của khách sạn Á Châu phía đông là nhà hát sang trọng nhất của châu Á, nó gần giống với Dome City Hall và sân khấu được xây dựng bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong có thể chứa tới 3.000 người, thiết kế thời thượng, đưa đến sự phát triển của khách sạn tại châu Á và bảo tàng lịch sử, có thể cho thấy tài năng diễn xuất của mỗi con người, tất cả đều là ngôi sao nổi tiếng thế giới. Lúc này, phía trước nhà hát cũng tụ tập vô số phóng viên đến từ các quốc gia trên thế giới. Những người lấy tin tức rất nhau nhau nâng camera đứng trên mặt cỏ viết tình hình thi đấu, nhiều phóng viên cùng nhiếp ảnh ra bắt đầu tiến vào bên trong nhà hát tìm đúng vị trí của mình để quay phim và chụp ảnh các thành viên của hiệp hội rượu đỏ cùng đạo diễn tổng kỹ sư của nhà hát bắt đầu lần lượt tiến vào chuẩn bị tốt âm thanh ánh sáng một số nhân viên khác đang khiêng ra hai chiếc tv màn hình phẳng to bố trí hai bên trái phải của nhà hát bên trái bắt đầu hiển thị thời gian thi đấu của cuộc thi bên phải công bố danh sách các quan chủ khảo cùng ban giám khảo của cuộc thi các phóng viên nhao nhao tay cầm máy ảnh kỹ thuật số hướng về hai cái màn hình kia, lướt qua một vòng quan chủ khảo mới cảm thấy hết sức hứng thú. Thế nhưng tổng đạo diễn phía trước, một người đàn ông Trung Quốc hơi mập tuổi chừng 40 nhanh chóng đi xuống, dặn dò nhân viên công tác lưu lại chuẩn bị chiêu đãi ký giả ngày mai, mới chính thức tuyên bố danh sách quan chủ khảo, cứ như vậy bấm một cái nút, các phóng viên đều thất vọng kêu lên. Hai người quản lý Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đúng 12 giờ chạy tới trong lúc mọi người bận rộn lập tức đi thay đồng phục, tay cầm bộ đàm chuẩn bị phối hợp với nhân viên của Hiệp hội Rượu Đỏ làm việc, nghe nói có 1.000 ly thủy tinh và bình pha lê từ Pháp mới vận chuyển về, 10 giờ trưa hôm nay sẽ vận chuyển đến khách sạn. Trần Mạn Hồng vội vã mang mấy nhân viên của bộ rượu vụ đi kiểm kê số lượng ly rượu và bình pha lê. Nhã Tuệ thì cùng phó quản lý mang theo thẻ công tác tiến vào nơi diễn ra cuộc thi đấu, nhanh chóng đi qua cầu thang trong suốt đi lên nhà hát nhìn ánh đèn trái phải, đang điều chỉnh chạy thử những giải ánh sáng màu trắng dung cho buổi tối. Cô liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng cất bước đi vào trong, đã nhìn thấy nhà hát đã chứa đến 3.000 người, ngồi theo bậc thang như được phân công theo ghế thượng đẳng cùng ghế thường, còn có những vị khách quý. Nhân viên công tác ở giữa khán đài đã nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho 30 quan chủ khảo cùng 30 giám khảo, phía dưới còn có 100 vị giám khảo đại chúng. Khách lệ thì đứng giữa sân khấu, đang thử microphone, nói chuyện cùng người điều khiển ánh sáng. Tại thời điểm cuộc thi diễn ra, yêu cầu toàn bộ sân bãi phải có đủ ánh sáng rõ ràng, mặt đất cũng không được có bất kỳ điều kỳ lạ nào. Người điều khiển ánh sáng cùng cô nói chuyện lúc phối hợp gật đầu. Nhã Tuệ đứng bê ngoài chỗ ngồi ở tầng chót liếc mắt nhìn, tức khắc dẫn phó quản lý hướng vào phòng dành cho khách quý. vừa đi vừa nhanh chóng hỏi, toàn bộ chỗ ngồi cùng bài trí của khách quý đã rút lại hết chưa? rút rồi, toàn bộ dùng để cho các tuyển thủ cùng giám khảo còn có quan chủ khảo nghỉ ngơi. Phó quản lý gật đầu nói. Nhã Tuệ gật đầu lại đi vào bên trong. Đúng rồi, phó quản lý đi lên phía trước nhanh chóng nói với Nhã Tuệ, vừa rồi nhận được điện thoại của trợ lý Trang Tiểu Thư, nói đêm nay muốn mở triển lãm trang phục tại yến sảnh số 13, hy vọng chúng ta có thể cung cấp Thủy Tinh Cung. Thế nhưng, Thủy Tinh Cung này ở trong nhà kho, phải được tổng giám đốc ký tên. Làm sao bây giờ? Nhã Tuệ dừng bước lại, Hơi ngưng mặt nghĩ nghĩ mới quay đầu nói tổng giám đốc vẫn còn chưa về. Chưa có, phó quản lý vẻ mặt bộc lộ ngưỡng nhịu, có điểm ủy khuất nói trợ lý của trang tiểu thư thật là khó hầu hạ. Nhã tuệ thoáng nghi hoặc nghĩ lúc đó chính mình hôm nay từ lúc thấy đường khả hình trở về, bất quá đã là nửa giờ. Mà tưởng thiên lối cùng trang hạo nhiên không phải đã sớm trở về sao, hiện tại bọn họ đã đi đâu. Chiếc xe Rolls Royce màu bạc phanh gấp tại quảng trường bên ngoài khách sạn. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ quái dị, như bà xã của người ta xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khiếp sợ mở to mắt thẳng kêu lên, "Uy! Anh sẽ không như vậy đi. Cho tới bây giờ đối nhân cách của anh, hành vi thường ngày, tinh thần của anh, toàn bộ con người anh cho tới bây giờ tôi đều chưa từng hoài nghi. Vậy mà hôm nay anh đối với tôi như vậy." Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế phía sau xe, tức khắc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt nhìn thẳng vào mắt Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt bộc lộ thái độ cường ngạnh văn kiện bày triển khai kia phân văn kiện đặt ở trên đầu gối, lại từng chữ từng chữ nghiêm túc nói, cậu đối với hành vi thường ngày, tinh thần, toàn bộ con người tôi cũng chưa từng có hoài nghi. Vậy sao anh còn đối với tôi như vậy? Trang Hạo Nhiên thực sự cảm thấy tổn thương nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt cơ hồ muốn khóc nói, tôi chưa bao giờ tin anh là người như vậy. Tưởng Thiên Lỗi tay cầm một phần văn kiện, giơ lên trước mặt Trang Hạo Nhiên hung hồn mạnh mẽ, cứng rắn trực tiếp nói, không phải cậu nói yêu tôi sao? Cậu luôn muốn từng chút từng chút khai thác của tôi, giống như tôi khai thác được dáng vẻ buồn nôn của cậu. Trang hạo nhiên cắn chặt môi dưới, mở to mắt còn là rất ủy khuất nhìn về phía người này. Cậu có ký hay không? Tưởng thiên lỗi lại dơ văn kiện lên, dùng một loại ánh mắt sắc bén mà uy hiếp nhìn chầm chầm trang hạo nhiên hỏi. Trang hạo nhiên xị mặt, híp mắt, nặng nề thở phì phò, lại lần nữa nói anh làm tôi quá thất vọng. Tưởng thiên lỗi nở một nụ cười rào hoạt nhìn về phía anh từng chữ từng chữ nói, tôi càng lúc càng phát hiện cậu có rất nhiều ưu điểm. Người xác thực đối đãi những thứ ấy thổ hào có một tay, này muốn quy công với người kia vô lại tính cách. Mảnh đất này, tôi chính là muốn phân nửa, cậu không cho tôi, ta liền đem chuyện hai ngày này cậu đến chu gia nói ra. Tôi cho cậu chết cũng không có chỗ chôn. Trang hạo nhiên nặng nề thở dốc, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi chợt nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên, lạnh lùng cười nói, ăn cây táo rào cây sung, không có lương tâm gì đó. Tôi khổ cực chạy tới chu ra tìm cậu, cư nhiên dám ở trước mặt của tôi ôm ôm ấp ấp. Cậu cho tôi là trong suốt có phải hay không? Tôi mặc dù không có cơ hội, thế nhưng cả đời cũng không muốn nhìn thấy hai người ân ái. Hiểu chưa, tôi chính là người nhỏ mọn như vậy. Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn anh. Có ký hay không, tưởng thiên lỗi lại uy hiếp nhìn chằm chằm anh anh được, anh lợi hại, anh buồn nôn, anh là đồ dậu đổ bìm leo, chính anh không chiếm được, sẽ không muốn cho người khác đạt được. Điển hình là người có nhân cách muốn trả thù, Trang hạo nhiên nhất thời tức giận đoạt lấy bút máy, tàn bạo rút nắp ra, trừng mắt nhìn phần văn kiện, nhớ tới nho viên kia, trước khi lãnh mặc hàn rời đi, 15 phút mới lấy được hợp đồng thuê 70 năm. Anh nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không cam tâm, không tình nguyện, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mà đau lòng ký tên mình xuống tưởng thiên lỗi nhìn anh ký tên đắc ý bật cười cầm đi cút trang hạo nhiên ký xong cảm thấy trái tim mình như bị xé mất đây là xe của tôi tưởng thiên lỗi nhìn anh tức giận nói hừ ai chả biết trang hạo nhiên không nói hai lời liền xoay người đẩy cửa xe ra đi ra lại nảy sinh ác độc bịch một tiếng rung trời đóng cửa xe làm tưởng thiên lỗi giật mình anh từ cửa xe bên kia đi ra nhìn chằm chằm tên xúc sinh này nói cậu dùng sức đập cửa xe của tôi coi chừng tôi tìm kế toán cao cấp của cậu lấy tiền tìm đi cô ấy là phụ nữ không chừng anh không kiếm được vợ có thể suy nghĩ một chút trang hạo nhiên cười thầm cậu tưởng thiên lỗi đứng một bên tức giận chừng mắt nhìn anh biết cậu ta thầm mắng mình mới muốn tiến lên mắng cậu ta một trận cầm văn kiện trong tay lại cảm thấy một trận đắc ý cười cười trang hạo nhiên tức giận đi về phía trước Vừa đi vừa nhớ tới việc mất đi phân nửa vườn nho, anh hận, anh thật đau lòng, vừa đi vừa không ngừng vươn tay đập vào ngực của mình, đau khổ nói thực sự so với ly hôn còn đau hơn. Chuông điện thoại di động vang lên. Trang Hạo Nhiên trực tiếp lấy điện thoại ra, thấy là điện thoại của chị gái liền bấm nút nghe nói chị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1156, mất đâu rồi? Trần Mạn Hồng dẫn các phục vụ rượu của bô rượu vụ phái qua đây nhanh chóng đi trên đường chuyên dụng cho xe chạy của khách sạn Á Châu, nhìn thấy bên cạnh một chiếc xe vận tải màu trắng có giá trị trăm vạn đã dừng lại, bên cạnh có vài nhân viên bảo hiểm. Nhân viên phòng thu mua cùng nhà kho nhau nhau dỡ hàng ra, một trường năm thước tuyết trắng trường hình trên đài, những hộp gỗ màu vàng được mở ra, những chiếc ly điêu khắc cùng tên xuất xứ hiện ra. Toàn bộ tháo dỡ xong chưa? Trần Mạn Hồng nhanh chóng dẫn người đi qua, biểu tình nghiêm túc hỏi. Toàn bộ tháo dỡ xong, nhân viên công tác nhìn về phía Trần Mạn Hồng tôn kính nói, mà nhân viên công ty bảo hiểm tay cầm văn kiện, chuẩn bị thẩm tra đối chiếu số lượng. Mở ra, kiểm kê, Trần Mạn Hồng đứng trước những chiếc hộp gỗ, biểu tình nghiêm túc mà chuyên nghiệp xem lướt qua, một bên xem lướt qua một bên tiếp nhận văn kiện nói, tốc độ nhanh lên. Chúng ta bên này kiểm kê xong, còn phải đưa đến cho hiệp hội rượu đỏ kiểm kê lại, mới có thể nhập vào. Vâng, 10 người mặc đồng phục công tác váy màu đen các cô nhao nhao đứng trước hộp gỗ màu vàng, người đầu tiên nâng hộp gỗ lên mở ra thình lình nhìn thấy bên trong là loại ly whisky thấp, nói, ly rượu loại Amadeo. Đúng 30, dung lượng 320ml, cao 96mm. Trần Mạn Hồng cúi đầu, hai tròng mắt lưu truyền. Rượu nho khác nhau cần sử dụng những loại ly khác nhau, tư vị của trái cây, vị chú, độ cồn quyết định đặc tính của rượu nho, mà một chiếc ly phù hợp sẽ mang đặc tính của rượu nho phát huy một cách tốt nhất. Nếu như chọn sai ly đựng rượu, như vậy rượu nho rất có thể sẽ mất đi hương vị của nó. Hằng ngày các vị khách sẽ không chú ý đến thế nhưng đối với những chuyên gia phục vụ rượu, những chi tiết này rất tinh ý, đối mặt với những việc lựa chọn ly đựng rượu hoàn toàn có thể nghiệm bọn họ có chuyên nghiệp hay không. Ly thủy tinh cung đình đặc biệt dùng cho rượu vang trắng được làm bằng máy. Đúng 30, nhân viên công tác tiếp tục mở mỗi hộp ra đọc số, dung lượng 670ml, cao 227mm. Lúc này mấy phục vụ rượu vẻ mặt nghiêm túc tiến lên, mang găng tay cầm lên chiếc ly thủy tinh chân dài dùng cho rượu chắc đô nay, cao và nhỏ gọn hơn so với ly thủy tinh thông thường, thân ly phình ra. Chắc đô nay được xưng là loại rượu nho trắng hoàng hậu, mà xích hà châu được xưng là rượu nho vua. Hai loại rượu một đen một trắng là truyền kỳ của rượu nho, vẫn luôn được những người trong giới rượu nho yêu thích. Chắc đô nay lúc mới đưa vào trong miệng, tự nhiên có một chút như mùi sữa thơm, mọi người sẽ bị sự nhu hòa của nó mê hoặc thế nhưng tác dụng của nó chậm rãi từ từ mạnh đến nổi giống như một người phụ nữ đang ôn nhu tức khắc trở nên mị lực mười phần, thậm chí thay đổi dần hóa thành nữ vương mạnh mẽ, làm người ta tức khắc không chịu nổi. Đang lúc rượu hoàn toàn bốc hơi, con người đã mất đi tâm trí, tự nhiên trở nên cao ngưỡng cùng xúc động. Có lẽ chính là bởi vì điều tuyệt vời này mà nó trở nên mê hoặc người và mới được xưng là rượu hoàng hậu. Phục vụ rượu cầm lên chiếc ly thủy tinh chân dài Sommelier Chablis, loại 4400, dung lượng 350ml, cao 215mm. Cộng lại đúng 30, nhân viên công tác tiếp tục nâng hộp lên, đọc số lượng cùng các số liệu. Phục vụ rượu cấp cao lại đi theo nhân viên công tác, cầm lên những ly rượu dơ lên chỗ ánh đèn, liếc mắt nhìn chiều cao và độ chính xác của nó, lại vươn tay chỉ ở phía trên nhẹ nhàng búng lên. Động tác nho nhỏ này ở tập đoàn Hoàn Á có một giai thoại nho nhỏ, nghe nói lúc Tổng Giám Đốc Trang nhận chức Tổng Giám Đốc ở châu Âu, Phạm là anh tuần tra khách sạn, anh cơ hồ đều không cần quan sát chất lượng ly rượu mà chỉ dung ngón tay búng nhẹ liền biết ly rượu này có đạt chất lượng hay không, rốt của có lau chùi sạch sẽ, thậm chí nhiệt độ có thể chứa đựng. Từ đó về sau, mỗi khi nhân viên công tác cùng phục vụ rượu ở phòng ăn đều lén anh, suy tính cùng kiểm tra xem tự thân đo lường có chính xác, chuyên nghiệp hay không. Trần Mạn Hồng cầm quyển sách trong tay thẩm tra đối chiếu số lượng ly thủy tinh, đại khái ước tầm 30 phút cùng 20 nhân viên công tác toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Nhân viên nhà kho cùng nhân viên bảo hiểm ký tên xong, phân phó nhân viên công tác vận chuyển về hướng sảnh lớn. Trần Mạn Hồng cũng đóng sách lại đi theo mọi người đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn xuống phía dưới phụ giúp đẩy xe, vượt qua bãi cỏ có một chút sóc này, cô liền nhanh chóng nghiêm mặt nhắc nhở tôi cảnh cáo mấy người. Nếu như những ly rượu này mà hỏng, mấy người đợi đó mà nhận hình phạt. Đây chính là ly dùng để thi đấu, hiểu chưa? Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời, tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Trần Mạn Hồng nói thẳng một hơi, vừa muốn tiếp tục cất bước đi về phía trước, lại nghe tới phía sau có một số xe cảnh sát kêu lên từ trong đường bộ chuyển đến. Cô hơi nghi ngờ xoay người, thực sự nhìn thấy một số lượng xe cảnh sát đã nhanh chóng vây quanh rừng phía sau khách sạn. Vẻ mặt cục trưởng khẩn trương đi xuống, theo sau còn có hơn 10 cảnh sát, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc cùng Hoác Minh đi đến một chiếc thang máy của nhân viên. Nghi tâm cô chợt căng thẳng, tay cầm văn kiện rũ xuống, nhìn biểu tình của Hoác Minh dẫn cục trưởng cục cảnh sát đi về phía trước, hai tròng mắt cô lưu truyền, vô cùng nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Lúc nào rồi, còn đánh động đến cục trưởng cục cảnh sát? Cô lập tức xoay người, dùng ánh mắt nhìn về phía bên người cục trưởng. Văn chi tay cầm văn kiện, vội vã lắc đầu nói, cả ngày hôm nay mọi người đều bận nên không có chú ý. Trần Mạn Hồng liếc mắt nhìn cô một cái, lại xoay người nhìn về phía Hoắc Minh đã dẫn cục trưởng cục cảnh sát đi về hướng tòa nhà chính của khách sạn, cô hơi giật mình. Phòng khách yến hội tầng 13. Cửa thang máy chợt mở ra, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi vẻ mặt nghiêm túc đi ra, hướng về phía phòng khách yến hội. Bên trong hẳn là vô cùng náo nhiệt, lúc này lại truyền đến một âm thanh quỷ dị, bọn họ liếc mắt nhìn lập tức cùng nhau cất bước đi qua, đồng anh cùng tiêu đồng nhanh chóng đuổi kịp. Ở một bên từ thang máy nhân viên, Hoắc Minh đã dẫn cục trưởng cục cảnh sát nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, ngẩng đầu nhìn thấy mấy người tưởng thiên lỗi, tức khắc dừng lại tôn kính gọi tổng giám đốc. Um, tưởng thiên lỗi hơi lên tiếng trả lời, liền cùng trang hạo nhiên còn có mấy người của cục cảnh sát cùng nhau tiến vào hội trường. Phòng yến hội hài hước, hoa lệ mộng ảo, nhất là đài tê lúc này đầy màu sắc, thế nhưng đông đảo nhân viên công tác đang bị nhân viên bộ phận bảo an giữ lại hiện trường. Tất cả mọi người đều rất khẩn trương nhìn nhau, vẻ mặt đều bộc lộ sự sợ hãi. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hơi quái dị nhìn một màn này, hai tròng mắt lại lóe lên ánh mắt nghi hoặc, liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái. Tưởng thiên lỗi cũng đứng trong đám người, hơi ngưng mặt, mới trầm mặc nói, đi vào trước đã. Trang hạo nhiên gật đầu, hai người liền từ nơi vắng vẻ trong đám người, cùng trưởng cục cảnh sát cùng nhau cất bước đi vào phía sau hậu trường, qua con đường cong rốt cuộc nhìn thấy mấy vị khách quý trong đại sảnh, Lúc này toàn bộ nhân viên đã được phong tỏa. Ngay chính giữa là phòng khách quý chuyên dụng của Trang Ngải Lâm, mở cửa phòng ra, bên trong có mấy nhân viên công tác đang rất khẩn trương, đương nhiên còn có một mỹ nữ mặc váy dài đuôi cá màu hồng, để lộ dáng người man diệu, nghiễm nhiên như nữ vương Trang Ngải Lâm. Vẻ mặt cô vô cùng không vui, hai tay ôm vai ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc xoăn dài đến eo, hai tròng mắt lợi hại từng chút từng chút nhìn một lượt nhân viên công tác trong phòng, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Chị, có chuyện gì vậy? Trang hạo Nhiên nhanh chóng cất bước đi vào, nhìn thấy chị mình mặc chiếc váy dài cúp ngực đang ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt không vui liền lập tức khẩn trương cầm lấy chiếc áo ra cẩn thận từng ly từng tí khoác lên người cô, quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Thiên lỗi vẻ mặt hơi lấy lòng tươi cười, đi về hướng Trang Ngải Lâm, nói, đúng vậy, chị, đã xảy ra chuyện gì? Trang Ngải Lâm nghiêm mặt, ôm vai, một lần nữa nhìn một lượt mỗi người nhân viên trước mặt, rốt cuộc chậm rãi mở miệng trang ngải lâm tôi bình thường làm việc có cường ngạnh một chút nhưng các ngươi theo tôi làm việc chưa từng có bạc đãi quá các ngươi nửa phần sở dĩ đạt được tiền tài và lợi ích vĩnh viễn đều là tốt nhất thế nhưng lòng tham không đáy nhìn lúc tôi làm việc tùy ý để trang sức bừa bãi liền đã cho là tôi đối với mấy thứ này không thèm để ý chút nào sao xác thực tôi quả thật có chút đông tây không để vào mắt thế nhưng trang ngải lâm nói xong lại vô cùng khí thế ngay trước mặt em trai cùng tưởng thiên lỗi, thả tay ra cầm một hộp gỗ đàn hương mở ra, bên trong rỗng tuếch, đối mặt với mấy nhân viên công tác, hai tròng mắt chợt lóe rốt cuộc có vẻ mấy phần khẩn trương cùng kiềm chế nói, Ngọc Lục bảo phỉ thúy trong hộp gỗ này đã biến đâu mất rồi. Đâu mất rồi hả, chương 1157, tôi biết. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Lãnh mặc hàn khuôn mặt trầm tính, nhanh chóng từ bên trong đi ra, vừa đi, vừa nghe phía sau tiêu đồng nói rõ sự việc trang ngải lâm bị trộm mất vòng cổ phỉ thúy hai trong mắt anh chợt lóe không nói nữa tùy ý tư duy trong đầu lưu chuyển tiếp tục hướng bên trong phòng tiệc đi đến khách quý trong đại sảnh theo câu nói vừa rồi của trang ngải lâm toàn bộ đều ồ lên trang hạo nhiên nghe lời này mặt cũng bộc lộ vẻ khẩn trương cùng nghi ngờ nhìn về phía chị mình hiếm khi cô vì một chiếc vòng phỉ thúy mà lại nổi giận như vậy bình thường những viên kim cương ngọc quý to nhỏ ném khắp nơi cũng không thấy cô khẩn trương, càng không thể vì một chút châu báu nào đó mà đem buổi biểu diễn thời trang quan trọng như vậy dừng lại. trong lòng anh tuy khó hiểu nhưng vẫn tươi cười lấy lòng, dùng thân phận tổng giám đốc công bằng nói: chị, người bình thường châu báu đều ném khắp nơi, có thể hay không bởi vì một chút không cẩn thận mà đem này vòng cổ phỉ thúy để ở đâu người lại quên mất. Trang ngải lâm ôm vai, nghe lời em trai, hai chồng mắt cường liệt trượt lóe, cắn chặt răng thật sâu nhìn về phía anh. Từng chữ từng chữ mang theo khí thế khiến người ta khẩn trương cùng hít thở không thông, nói em trai. Chị đây thích gì và không thích cái gì, em cũng không phải không biết. Chị sẽ tùy ý vì một món trang sức mà bảo dừng biểu diễn kêu em qua đây sao? Hôm nay chị nếu như tìm không được chiếc vòng cổ phỉ thúy này, ai chị cũng không buông tha. Trang Hạo Nhiên nghe lời này của chị, liền xoay người, sắc mặt hơi ngưng, hai tròng mắt khẽ lưu chuyển, nhìn về phía sảnh khách quý có một nữ trợ thủ của chị tên Thụy Sa. Ba nhân viên đẩy giá trang sức cùng áo quần diễn xuất, lại có cả một nhân viên quản lý nam Tổ Đức, khách quý bên ngoài sảnh còn có vài người nhân viên nhãn hiệu vừa tiến vào dò hỏi trang ngải Lâm vấn để triển khai phục sức, và một nhân viên khách sạn phụ trách dọn dẹp những thứ lặt vặt. Tưởng Thiên Lối cũng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, dù sao anh từ lúc nhậm chức tổng giám đốc đến nay cũng chưa từng phát sinh chuyện ăn trộm, anh tức khắc hơi xoay người, nhìn về phía trang ngải Lâm. Hết sức nghiêm túc hỏi, "Chị, nhận được tin tức, em cũng đã tức khắc thông báo trưởng cục cảnh sát. Nhưng chị có thể cung cấp cho bên em một số tin tức, chiếc vòng cổ phỉ thúy kia có cái gì đặc thù? Để bên em làm phương tiện tra án." "Đúng, Trang tiểu thư, trưởng cục cảnh sát tức khắc dẫn theo cấp dưới, đi về phía Trang Ngải Lâm hơi gật đầu, tôn kính nói, "Ngài có thể miêu tả cho chúng tôi một chút, đặc điểm có liên quan đến chiếc vòng cổ này, cùng nơi đặt chiếc vòng cổ, còn có thời gian mất?" vị này chính là cảnh sát Chu Lịch Bình, là một cảnh sát có năng lực phá án trong khu vực của chúng tôi, từng phá vô số vụ án nổi tiếng. Cục trưởng nói xong, lập tức giơ tay ra sau, chỉ về một người đàn ông tuổi chừng hơn 40, mặc quần áo đậm màu, khoác sắc kít đen. Chu Lịch Bình lúc này cũng hơi trầm mặc đi lên phía trước, nhìn về phía trang ngải lâm khẽ gật đầu. Lãnh mặc hàn cất bước đi vào sảnh khách quý, liếc mắt liền thấy Chu Lịch Bình, tức khắc cảm thấy anh ta rất nhìn quen mắt. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc xoay người, nhìn về phía bộ dáng Chu Lịch Bình, hai tròng mắt chợt lóe, tức khắc nhận ra anh ta chính là viên cảnh sát năm đó điều tra vụ phóng hỏa của Đường Chí Long, lần trước ở khách sạn West đã gặp qua một lần, về sau cũng không thu được tin gì của anh ta. Trang Ngải Lâm ôm vai, ngồi trên sofa đỏ thấm trước bàn trang điểm, sắc mặt ngưng lại, hai tròng mắt hơi lưu chuyển, liền chậm rãi nhớ lại, buổi biểu diễn thời trang hôm nay, có màn catwalk, tôi thay người mẫu đi ra liền trước hết đem vòng cổ phỉ thúy cởi ra, đặt trong hộp gỗ màu đỏ này, lại thay lễ phục màu hồng của tôi cùng với vòng cổ kim cương. Thế nhưng đợi đến lúc tôi sắp sửa lên sân khấu, tôi phát hiện vị trí đặt chiếc hộp gỗ này, hơi xoay chuyển lệch đi, mặt hướng về giá áo, tôi liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì mặc dù bình thường tôi thường ném trang sức lung tung, thế nhưng vẫn không ai dám động vào đồ của tôi. Lúc tôi mở hộp ra nhìn, không nghĩ đến nó cư nhiên không thấy đâu nữa. Cô nói xong, tức khắc hai tròng mắt nhanh chóng chợt lóe, nhìn về phía mấy người trong sảnh khách quý, lại từng chữ từng chữ nặng nề thở dốc, nói thời gian trước và sau cũng chưa tới 5 phút đồng hồ. Đó là một viên phỉ thúy ngọc lục bảo giá trị xa xỉ, hình vuông, dùng dây đen làm nên. Tôi hết sức coi trọng nó, nếu không phải là hôm nay phải đi mở màn này, tôi cũng sẽ không mạo muội cởi ra. Tôi đeo chiếc vòng cổ phỉ thúy vẫn chưa tới 3 ngày. Nó liền không thấy tăm hơi. Trang Ngải Lâm nói đến đây, tức khắc nhớ tới viên ngọc phỉ thúy sáng lấp lánh màu xanh thấm kia, kiểu dáng hình vuông, khí tức trầm tính, đến bây giờ cũng có thể khiến cô lo lắng như vậy. Hai mắt cô chợt lóe, hàm răng cắn chặt, nặng nề buồn bực, mang theo luồng giận dữ kia, dần phóng xuất ra đến. Chu Lịch Bình nghe lời này, liền nhàn nhạt xoay người, nhìn về phía nữ trợ thủ của Trang Ngải Lâm trong sảnh khách quý, cùng ba nhân viên, còn có một nam nhân viên quản lý ăn mặc hết sức thời thượng, vừa từ từ nhìn lướt qua, Vừa hỏi Trang tiểu thư, sảnh khách quý của ngài có camera giám sát hay không? Không có, Trang Ngải Lâm ngửa mặt, lạnh lùng trả lời, sảnh khách quý của tôi không cho phép có camera giám sát. Như vậy, Chu Lịch Bình lại nhìn về phía Trang Ngải Lâm hỏi lại, sảnh khách quý của ngài lúc làm việc và show catwalk đều mở sao? Tùy ý người nào cũng có thể tiến vào. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, cũng hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Vào lúc biểu diễn catwalk bình thường đều sẽ có trợ lý cùng nhân viên làm việc tiến vào sảnh của tôi, dò hỏi tôi xem có sâu kết không, còn có vấn đề xử lý người mẫu. Vì không nhiều, nhưng cũng không thể xác định, lúc sâu kết hỗn loạn, bọn họ sẽ tiến vào một hai người, lất một số vật mà sâu kết cần thiết. Lúc tôi đang làm việc, không thể nào hạn chế việc tùy ý đi lại của nhân viên, cũng đối với các cô ấy không có yêu cầu, chỉ cần đem mọi chuyện làm tốt là được rồi. Trang Ngải Lâm lại trực tiếp lạnh lùng nói. Chu Lịch Bình nghe lời này, lại lần nữa nhìn về phía mấy cô gái trầm mặc đứng trong sảnh, còn có một người đàn ông ăn mặc thời thượng nổi bật, vừa nhìn vừa chậm rãi nói, "Tôi vừa nghe tổng giám đốc Trang nói đến thói quen cá nhân cuộc sống của Trang tiểu thư, ngài bình thường thích tùy ý đặt trang sức, có lẽ chính là bởi vì có thói quen này, bị người bên cạnh ngài phát hiện, các cô ấy sẽ cho rằng, cô không thấy một hai món trang sức, cũng không phải là chuyện lớn, liền mượn gió bẻ măng." Nam nhân viên Tổ Đức nghe nói như thế, anh tức khắc khẩn trương đẩy mắt kính vuông đen của mình, nhanh chóng tiến lên trước một bước, nói, "Nếu là như vậy, không thấy trang sức trước sau không đến 5 phút đồng hồ, như vậy người đó hẳn là còn chưa kịp đem trang sức giấu đi." Tôi đề nghị lục soát người, tôi có thể lập tức cho các người lục soát, tôi tuyệt đối không có khả năng trộm thứ đó của trang tiểu thư. Tôi cho dù ăn gan báo, cũng không có khả năng làm việc này." Anh ta tựa hồ nói xong có chút kích động, Chu Lịch Bình lại nghiêm khắc nhìn về phía anh ta, nhanh chóng nói: "Căn cứ quy định pháp luật của đất nước, công dân được hưởng quyền không thể xâm phạm nhân thân, cho nên cảnh sát không thể tùy tiện soát người, nhưng mà chúng tôi lúc hoài nghi người nào đó gây án, có thể tiến hành kiểm tra, cũng có thể yêu cầu người kia giao ra vật chứng trên người để chứng minh chính mình vô tội. Chúng tôi chỉ khi tất yếu nhất mới xin lệnh lục soát. Hơn nữa lệnh lục soát cũng không phải dễ dàng mà xin xuống như vậy, phải có đầy đủ căn cứ chính xác." xác định người đó chính là người có hành vi phạm tội liền sẽ có thể lục soát người của người đó nam quản lý vừa nghe lời này mặt tức khắc ửng đỏ lập tức quay mặt đi không dám lên tiếng lãnh mặc hàn yên tĩnh liếc mắt nhìn nam quản lý kia một cái lại chậm rãi lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía chợ thủ thụy xa bên cạnh kia cô quần áo thời thượng váy ngắn sanen màu vàng nhạt bên hông thắt lưng màu trắng vóc người thon thả tướng mạo thanh lệ tóc búi cao gọn gàng sạch sẽ hai tay nắm chặt vào nhau ở phía trước, trầm mặt một câu cũng không ừ hừ. Bên cạnh ba nữ nhân viên cũng đứng bên cạnh giá áo hoa lệ, sắc mặt đều thập phần khẩn trương, cơ hồ dọa đến muốn khóc, liên tục cúi đầu, thân thể đều đang run rẩy. Anh cục mắt xuống, nghĩ nghĩ, lại xoay người, nhìn về phía mấy nhân viên công tác cùng nhân viên khách sạn trong sảnh, tất cả đều vẻ mặt căng thẳng, một tiếng cũng không dám nói đứng ở nơi đó. Chu Lịch Bình đảo quanh bàn trang điểm, ngưng nhìn về phía một hai ba hộp nhung màu đen trước bàn bên trong tùy ý đặt những chiếc vòng cổ kim cương rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng trị giá trăm vạn ngàn vạn còn có một vài trang sức đá quý tinh xảo chói mắt anh hơi cau mày nói những trang sức đặt trước bàn trang điểm này một món hai món đều cùng giá trị với món tổ mẫu lộc kia thậm chí giá trị rất cao người này thế nào lại không ăn trộm chỉ trộm phỉ thúy này lãnh mặc hàn không nói hai lời nhàn nhạt đi về phía người trợ lý kia hơi ngước mí mắt nhìn chằm chằm cô thụy sa lập tức ngẩng đầu vừa rồi còn yên lặng lúc này đã nước mắt tuôn trào sợ đến sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy bất an kích động sợ hãi lắc đầu nói thật không phải là tôi tôi sao có thể trộm trang sức của trang tiểu thư tôi theo cô ấy nhiều năm như vậy cô ấy đối với tôi ân trọng như núi năm đó nếu như không phải cô ấy khai thác tôi tôi có thể sớm đã chôn vùi trong đống người mẫu kia rồi sống không bằng chết qua nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn rất thích công việc của mình. Sang năm tôi cũng sắp sửa thăng trước nhà thiết kế, tổ chức biểu diễn thời trang của chính mình, tất cả đều là trang tiểu thư dìu dắt, tôi mới có hôm nay. Tôi biết rất rõ ràng phỉ thủy này đối với cô ấy quý trọng như thế, tôi sao có thể dám trộm của cô ấy. Tôi là không biết sống chết sao, bình thường trang sức của cô ấy trị giá cả trăm triệu, tôi cầm cho cô ấy qua lại bao nhiêu lần, xem như có đôi khi, rơi xuống một hai ca la kim cương, tôi cũng sẽ thật cẩn thận nhặt trở về dựa vào tính tình của trang tiểu thư mấy thứ này đã đánh mất chính là đã đánh mất tôi hoàn toàn có thể lấy trộm thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tôi thề nếu như ngài có nghi hoặc với tôi tức khắc soát người tôi nguyện ý phối hợp điều tra chỉ cần có thể chứng minh tôi là thuần khiết tôi cái gì cũng đều nguyện ý cô nói xong cũng đã rất kích động rất sợ hãi cúi đầu khóc trang ngải lâm nghiêng mặt nhìn cô một cái liền lại xoay người trước không nói Chu Lịch Bình thật sâu nhìn cô một cái, mới xoay người, liếc mắt dương gỗ trốn trơn kia. Trưởng cục cảnh sát lúc này, đứng ở một bên, tiến về trước một bước, lên tiếng, trang tiểu thư, tôi cảm thấy chuyện mất cắp này, vẫn cần lập án điều tra. Dù sao đây cũng là món lục bảo cao quý như vậy. Nhưng bởi vì sự kiện phát sinh ở nơi hỗn loạn như vậy, đông đảo người ra vào, ai cũng có thể hiểm nghi. Huống chi, phòng cổ phỉ thúy này lại nhỏ như vậy, muốn giấu đi thực sự quá dễ dàng tôi trước phái cấp dưới, hỏi từng người một trong số bọn họ. Sau đó sẽ chậm rãi quan sát camera trước sảnh, để sang lọc và bài trừ một số người. Vậy vòng cổ phỉ thúy của tôi, không phải về sau không rõ tung tích. Trang Ngải Lâm vẫn không muốn buông tha, dựa vào tính tình nóng như núi lửa của cô, thực sự là một phút đồng hồ cũng không muốn đợi. Trường cục cảnh sát tức khắc khẽ nhếch tiêu ý, khẩn trương cùng tôn kính nói, đương nhiên đương nhiên không phải. Chỉ là cần một chút thời gian đều nói người dưỡng ngọc ngọc dưỡng người ngài cùng phỉ thúy này có duyên như vậy nhất định có thể tìm được trang ngải lâm vẫn không chịu ôm vai quay mặt sang tức giận trưởng cục cảnh sát nhìn thấy thái độ này của cô liền nhất thời không tự chủ được nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên cũng liếc mắt nhìn chị mình một cái vì anh vẫn không biết này rõ lai lịch của phỉ thúy này liền muốn tiến lên khuyên bảo lãnh mặc hàn lại vào lúc này nhàn nhạt vươn tay tay cầm cánh tay anh chậm rãi nói tôi biết là ai lấy. Trang hạo nhiên ngẩn ra, cùng mọi người kinh ngạc nhìn về phía anh. chương 1158, động cơ. Cậu biết, Trang ngải lâm trong nháy mắt đứng lên, mặt tức khắc nghiêm túc cùng căng thẳng, lúc nhìn về phía lãnh mặc hàn, toàn thân bốc lên khí thế phẫn nộ. Mọi người cũng bởi vì những lời này của anh, toàn bộ đều nghiêm mặt nhìn về phía anh, bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương, mọi người trong sảnh khách quý, quay mặt nhìn nhau, đều nghi hoặc nghĩ ai mới là người trộm phỉ thúy, Chu Lịch Bình thậm chí mang theo vài phần nghi hoặc, xoay người, cau mày, chăm chú nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Tưởng Thiên Lỗi lại bộc lộ vẻ mặt thập phần thận trọng, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói cậu xác định. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói: "Mặc Hàn, cậu biết là ai?" Lãnh Mặc Hàn trầm lặng không lên tiếng, chỉ từ từ dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người, không khí khẩn trương, đi về phía bàn trang điểm của Trang Ngải Lâm, Đứng ở bên cạnh chu lịch bình, cúi xuống trầm mặc nhìn những món trang sức tôn quý lấp lánh trước bàn trang điểm, anh tùy ý vươn tay, cầm lên gương trang điểm, nắm ở trong lòng bàn tay, ngón cái hơi trượt nhẹ ngoài mặt kính, lúc này mới lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía chiếc hộp gỗ đỏ thẫm đang mở kia, nhìn vị trí hơi nghiêng của nó, liền thật sâu nói: "5 phút đồng hồ dây phỉ thúy bị trộm đi, không khó tra." Lời này vừa nói ra, toàn bộ người đều khẩn trương mà nín thở chăm chú nhìn anh nhất là nữ trợ lý đang khóc và nam quản lý trong sảnh, còn có ba cô gái đẩy giá áo, các cô đều cơ hồ rút gần vào bên trong giá áo, sợ hãi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, bị dọa đến mức toàn thân phát run. Lãnh Mặc Hàn tay cầm cái gương, hơi nghiêng mặt nhìn về phía ba cô gái kia. Một người dáng vẻ ngọt ngào đơn thuần, một người tóc ngắn hơi có vẻ hiền hòa thật thà, một người lại cảm thấy rất bình thường, phải làm những việc đơn giản nhất, cô tuổi chừng 23 tuổi, mặc t-shirt màu trắng, quần jean lam tóc buộc cao đuôi ngựa khẩn trương cúi đầu tay run rẩy nắm chặt ráo áo kia cảm giác được ánh mắt như mũi tên lạnh kia của lãnh mặc hàn cô lại sắc mặt trắng bệt cúi đầu thật sâu nuốt một chút nơi cổ họng trang ngải lâm lưu chuyển hai tròng mắt cũng nét mặt căng thẳng nhìn về phía cô gái kia cảm giác được cô có chút xa lạ dường như chưa từng gặp qua cô gái lúc này càng cảm thấy sợ hãi cúi đầu chốc chốc nước nhìn ngoài phòng hai tay khẩn trương đến mức run rẩy lãnh mặc hàn tay cầm cái gương kia, mặt bộc lộ vẻ lạnh lùng, hơi xoay người, từng bước một tiến tới gần cô gái kia, nhìn sắc mặt cô phiếm hồng, khuôn mặt đơn thuần trong sáng, lúc này phồng lên đỏ bừng, lại sợ đến nước mắt từng giọt lăn dài. Hai tròng mắt anh nheo lại, cứ như vậy trực tiếp nhìn chầm chầm cô, cơ hồ chiết xạ ra vô số mũi tên lạnh. Cô gái trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn, sợ đến trái tim đều nát, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ánh mắt đều cơ hồ một mảnh vẩn đục, nghẹn ngào nuốt nức nở khóc nói không phải tôi thật không phải là tôi 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 vào lúc trang tiểu thư thay quần áo mới mới vào hơn nữa chúng tôi ba người chúng tôi đều cơ hồ cùng đứng chung một chỗ sẽ ở trong tường sửa sang lại quần áo những người như chúng tôi không có cho phép căn bản là không có khả năng dám tới gần bàn trang điểm của trang tiểu thư không phải tôi thật không phải là tôi thật không phải là tôi không tin anh hỏi một chút hai người đồng nghiệp của tôi. Hai cô gái bên canh giá áo, nghe lời này, cũng trái tim phát lạnh, nhưng vẫn nhìn về phía lãnh mặc hàn dũng cảm nói thật ba người chúng tôi. Đều cùng nhau đẩy giá áo tiến vào, chuẩn bị đem quần áo sâu kết của trang tiểu thư đẩy ra ngoài. Chúng tôi là cùng nhau, cô ấy là phụ trách vị trí phía trước giá, chúng tôi đều mở mắt nhìn. Hơn nữa ở lúc chỉnh sửa quần áo treo lên, cũng là cùng nhau tất cả mọi người đều lặng im nhìn về phía các cô. Lãnh mặc hàn tay lại cầm cái gương, mặt hơi lộ vẻ thần bí mà lấp lửng tươi cười, nhìn về phía cô gái mặc ti shirt trắng kia, nhàn nhạt hỏi cô mới tới. Cô gái lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn, thật khẩn trương gật đầu, đáp lại, đúng. Đúng, mới tới bao lâu, lãnh mặc hàn lại nhàn nhạt hỏi. Hai tuần lễ, cô gái khẩn trương nói. Bình thường, trang tiểu thư và người bên cạnh cô ấy, đều rất tốt với cô. Lãnh mặc hàn lại mỉm cười ngữ khí chậm lại, nhìn về phía cô hỏi. Đúng, đúng, cô gái vội vã gật đầu. Lãnh mặc hàn nghe, hơi gật gật đầu, mắt rỗ xuống dưới đất, nhìn chiếc gương trang điểm trong tay mình, hai tròng mắt bộc lộ tia nhìn như tên lạnh, lại nhàn nhạt nói, nhất là. Trợ lý của trang tiểu thư, đối với cô rất tốt. Mặt cô gái, tức khắc trắng bệch, nhìn về phía lãnh mặc hàn, hai mắt chấn động cơ hồ không thể tin nổi. Thụy Sa nghe lời này, mặt bộc lộ một chút nghi ngờ nhìn về phía cô gái kia, không hiểu câu hỏi của lãnh mặc hàn. Ách, ách, cô gái thật khẩn trương nhìn về phía lãnh mặc hàn, nuốt một chút nơi cổ họng, mới ngây ngây ngô ngô, run run vui vẻ gật đầu nói, đúng. Đúng, lãnh mặc hàn lại bình tĩnh gật gật đầu, mới nói cái gọi là gần son thì đỏ. Bình thường trang tiểu thư làm việc mặc dù có chút cứng rắn, thế nhưng đối với người khác vẫn hết sức chiếu cố cùng khoan dung, cho nên người bên cạnh cô ấy đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít học tập cùng nhiễm thói quen này loại cảm giác sùng bái này càng thể hiện trong phương pháp làm việc của cấp dưới trang ngải lâm không hiểu lời này của lãnh mặc hàn sâu hơn nhìn về phía anh lãnh mặc hàn ngước mắt nhìn về phía cô gái kia lúc này mặt mới bộc lộ vẻ tối tăm cùng sắc bén nói cô là người mới tới thấy cái gì tự nhiên không dám nói bởi vì cô ấy đối với cô rất tốt cô gái lập tức mở to mắt nhìn về phía lãnh mặc hàn Lời này vừa nói ra, hai tròng mắt Thụy Sa ngưng lại, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, không rõ ý tứ trong lời nói của anh, mọi người cũng không hiểu, Trang Ngải Lâm càng kỳ quái cùng khẩn trương, nhanh chóng nói, rốt cuộc là ai? Cậu đừng làm nút thắt thêm. Lãnh Mặc Hàn lúc này, tay cầm cái gương, mới cất bước đi trở về trước bàn trang điểm, cầm mặt gương trong tay, nhàn nhạt thả lại vào trong hộp gỗ, sau đó trầm mặc đem nó ra, ấn theo tư thế ngồi vừa rồi của Trang Ngải Lâm dùng ngón tay đem hộp này hơi đẩy tới vị trí chính diện trước gương mới nhàn nhạt nói vừa nghe chị trang nói chính chị ấy trước lúc đi thay quần áo liền đem vòng phỉ thúy trên cổ tay mình cởi ra bỏ vào trong hộp gỗ này theo sự coi trọng và yêu thích của chị ấy chị ấy tất nhiên sẽ đem hộp đẩy tới cạnh bàn trang điểm không cho nó rơi xuống không để rơi mất bảo bối mọi người trầm mặc nghe trang ngải lâm cũng trầm tĩnh nghe sau đó lãnh mặc hàn lại tay đè mạnh hộp gỗ này yên tĩnh đứng tại chỗ, hai tròng mắt lưu chuyển, mới thật sâu nặng nề nói, chị Trang muốn đổi sang chiếc vòng cổ kim cương, đương nhiên phải có người qua đây lấy, chuẩn bị cho chị ấy. Đây là theo thói quen làm việc, đúng không? Trang ngải lâm nghe, liền hơi đồng ý cùng lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thụy Sa. Thụy Sa nghe lời này, tức khắc cũng gật gật đầu, nói, vâng. Vòng cổ kim cương của cô ấy luôn là tôi chuẩn bị. Thế nhưng tôi lúc đó chỉ lấy vòng cổ kim cương, tôi thứ gì cũng không có động tới. Trang Ngải Lâm cũng vẫn tin tưởng Thụy Sa hơn, vẫn nói câu công đạo, không thể nào là cô ấy. Lãnh Mạc Hàn cũng nhàn nhạt tươi cười, giống như phương hướng lúc Thụy Sa lấy vòng cổ kim cương, hơi xoay người, mới nói cũng xác thực không phải cô ấy trộm. Bởi vì thật tình muốn trộm vòng cổ, không có khả năng cái hộp kia lại nghiêng qua một bên, bởi vì kẻ trộm, bất kể có phải kẻ trộm nhiều lần hay không, khi trộm thứ gì, đều sẽ cố gắng hết sức trộm không để lại dấu vết, thế nhưng chiếc hộp này lệch qua một bên, cho thấy cô ấy lúc đó vô cùng khẩn trương cùng sốt ruột. Mọi người nghe lời này, cũng hơi hiểu ra nhìn về phía cái hộp kia, Trang Ngải Lâm cũng cúi mắt nhìn về phía hộp gỗ kia, vẫn không hiểu hỏi ý của cậu là. Lãnh mặc hàn đầu tiên là ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm, lại mỉm cười nói, cô ấy xác thực không phải cố ý trộm, lại bởi vì lúc đó tình huống thật khẩn cấp, hoặc là sai sót trong cáo trình làm việc, cô ấy không cẩn thận liền đem này hộp này làm rơi trên mặt đất. Sau đó lúc cô ấy nhìn thấy tình huống này, giật mình, tức khắc không người đem phỉ thúy này nhặt lên, lại sốt ruột khẩn trương mà đem hộp gỗ này đặt lại chỗ cũ. Phải biết, người ban đầu muốn lấy trộm thứ gì, cùng người không có ý định trộm thứ gì, tâm ký hành động cùng hành vi động tác hoàn toàn khác nhau. Cô ấy không có tật giật mình, đương nhiên cũng sẽ không để ý chi tiết. Ý của cậu là... Trang Ngải Lâm trong nháy mắt phẫn nộ cùng không thể tin nổi nhìn chằm chằm Thụy Sa. Thụy Sa cũng sắc mặt tức khắc trắng bệch nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn về phía cô. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt đem hộp này chuyển qua trước gương bàn trang điểm, mới cúi đầu nói ý của tôi là. Cô ấy lỡ tay đem hộp này làm rơi xuống đất, thuận tiện đem phỉ thúy giá trị xa xỉ này, thu giấu đi. Đối diện với cô gái mời tới nhìn thấy, cũng không dám nói. Thế nhưng cô ấy lúc vừa theo tôi tiến vào, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn về phía người đứng ở cách cửa kia, cũng chính là nữ trợ lý. Trưởng cục cảnh sát cùng mọi người tức khắc nghiêm khắc nhìn về phía Thụy Sa. Thụy Sa lập tức cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều tan nát, sợ đến một tiếng không dám kêu lên, hai mắt run rẩy, nước mắt chảy ròng. Ý của ngài là, Chu Lịch Bình lúc này đưa ra nghi vấn của mình, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, cô ấy trộm phỉ thúy kia, vừa mới bắt đầu cô ấy là vô ý trộm về sau nhìn thấy hộp mở cô ấy lập tức cảm thấy lòng tham nổi lên liền đem nó thu lại điều này cùng với hành vi động cơ bình thường của cô ấy là không giống nhau lãnh mặc hàn quay mặt sang nhìn về phía chu lịch bình mỉm cười nói đúng cho nên tôi mới nói cô ấy không phải cố ý trộm cô ấy là vô ý nhưng bởi vì sau đó phát sinh một việc cô ấy không thể không đem phỉ thúy giấu đi chuyện gì Chu Lịch Bình nhanh chóng hỏi. Lãnh Mặc Hàn ngón tay nhấn hộp gỗ này một cái, mới hướng về phía gương bàn trang điểm, hai tròng mắt sắc bén lóe lên ngưng nhìn Thụy Sa, mới nói, bởi vì cô ấy đem phỉ thúy trong cái hộp kia làm gãy mất. Trang Ngải Lâm trong nháy mắt khiếp sợ phẫn nộ đứng lên, nhìn về phía Thụy Sa, lại vào lúc này, hộp gỗ kia phịch một tiếng, nặng đập trên mặt đất, cái gương bị văng ra, lại phịch một tiếng, cái gương vỡ tan, thủy tinh văng khắp nơi chương 1159. Editor, Big Farm. Không khí náo động cả lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, cô ta là nữ trợ thủ của Trang Ngải Lâm, sao lại có thể làm chuyện như vậy? Trang Ngải Lâm không tin vào mắt mình, hai tròng mắt nhấp nháy kia cơ hồ như muốn giết người. Hai tay cô nắm chặt giường như muốn đốt cháy cả thế giới. Trang hạo nhiên từ trước đến giờ chưa từng thấy Ngải Lâm như vậy, liền lập tức đi lên phía trước Trần An cô. Im đi, Trang ngải lâm vẫn giữ ánh mắt cũ, cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Với chiếc áo khoác lông màu đen trên người, cô như tỏa ra một luồng khí lạnh, bước thật nhanh về phía cô gái đang khóc. Thụy Sa hối hận, run rẩy cả người, sợ hãi, sợ đến nỗi một câu cũng không nói nên lời. Khuôn mặt cô cũng tái ngắt, chỉ thấy nước mắt vẫn chảy dài, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đám đông gần như nín thở, lặng người trước sát khí toát lên từ người Trang Ngải Lâm hướng đến Thụy Sa đang run rẩy trước mặt, cô nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh đáng sợ kinh hoàng. Sự im lặng của cô gái này càng khẳng định tội lỗi của cô tôi trong suy nghĩ của Trang Ngải Lâm, vẫn khuôn mặt đó, Trang Ngải Lâm lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Âm thanh im lặng, Thụy Sa hoảng sợ đến nỗi như hoa cả mắt, cả người run rẩy, nước mắt vẫn lăn dài. Tôi nói cô ngẩng đầu lên, Trang Ngải Lâm nắm chặt hai tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào Thụy Sa cả người Thụy Sa gần như bị khí sắc của Trang Ngải Lâm nghiền nát, đứng cũng không vững. Cô biết sẽ không thoát nổi, từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng không ngừng nơm nấp lo sợ. Trang Ngải Lâm nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, chờ đợi kết quả cuối cùng về Ngọc Phỉ Thúy. Nắm chặt hai tay, mong sẽ còn một tia hy vọng, gần giọng hỏi, tôi hỏi cô. Lời anh nói, có phải thật vậy hay không? Thụy Sa sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm đang tức giận, lại một câu cũng không dám thừa nhận, chỉ im lặng mà khóc nức nở. Lãnh mặc hàn lúc này bước đến trước mặt Thụy Sa, lãnh đạm nhìn cô nói, nếu bây giờ, tôi đứng ở trước mặt của cô, cô không nói, tôi còn không biết là cô. Thế nhưng cô mở miệng nói, tôi liền biết là cô. Bởi vì cô qua rõ tính tình của chị Trang, cô biết chị ấy rất quý ngọc phỉ thúy, nhưng có cơ hội cô đã đánh cắp nó. Tiếp đến, bạn đã tìm đến các nhà thiết kế, để mở cuộc trưng bày. Nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, phỉ thúy đã bị vỡ nát cô sợ tất cả sẽ bị phát hiện, trong khi đó thì tiền đồ của cô, tương lai của cô vẫn chưa có gì cả. Sau đó cô liền đem phỉ thúy cất ở một nơi nào đó. Theo tôi nghĩ, cô là muốn cho cảnh sát hay bất cứ kẻ nào sẽ phát hiện ra nó, như vậy chuyện này sẽ không liên quan đến cô, sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Thụy Sa nghe thấy ý đồ của mình đã bị người khác nhìn thấu đáo, mặt cô trắng bệch như không còn giọt máu, toàn thân như đã đông cứng, dương mắt nhìn, trang ngải lâm lúc này chỉ muốn của cô phỉ thúy vô cùng tức giận cắn răng hỏi cô nói cho tôi biết có phải thật là như vậy hay không cô giấu phỉ thúy của tôi ở đâu thụy xa sợ đến hối hận quỳ khộp xuống khẩn cầu xin lỗi trang tiểu thư tôi không phải cố ý làm hư nó lúc đó tôi cầm vòng kim cương lên tay không cẩn thận làm rơi hộp gỗ cấp tôi cũng không biết sao có thể dễ dàng cái hộp đó làm vỡ như vậy cái hộp kia là gỗ mùn đàn hương cao cấp làm thành cũng là cứng rắn như đá lãnh mặc hàn nói đến đây có chút tiếc nuối thụy sa lại tiếp tục khóc lóc cầu xin trang ngải lâm nắm chặt nắm tay cảm giác như lồng ngực đang sôi máu lên cô hỏi phỉ thúy đâu cô đem nó giấu nơi nào thụy sa không dám lên tiếng cũng không dám nhúc nhích trang ngải lâm chặt răng căn nặng hơn thanh hỏi vòng kim cương ngươi giấu nó nơi nào mau mang ra đây tức khắc mau lên thụy sa nghe lời này chỉ rất sợ hãi hơi xoay người nước mắt chảy xuống. Lúc này, cô ở trước mắt bao người, đi về phái góc tường của sảnh, ngồi xổm người xuống nơi có rất áo quần đắt tiền được treo che tre lấp trong góc, vươn tay lấy ra nó, nắm chặt ở trong tay từng bước tiến lại gần trang ngạo nhiên, tay phải run rẩy nắm chặt vật kia không dám nhúc nhích. Trang ngải lâm lạnh lùng ra lệnh, mở ra. Thụy Sa không dám phản kháng, liền chậm rãi hướng về phía trang ngải lâm. Cô dùng hai bàn tay mở ra, nó lấp lánh phản chiếu màu xanh lá cây, với sự gia tăng của các ánh sáng tự nhiên vòng kim cương lấp lánh đủ các màu sắc, đáng tiếc nó đã bị tách ra làm đôi. Trang Ngải Lâm vừa nhìn thấy mặt đã biến sắc, nhìn hai vòng kim cương đã bị tách làm đôi, đôi mắt cô rưng rưng, đau đớn, thậm chí có một chút thất vọng, buồn bã. Tôi biết, nó là trang sức đẹp nhất trên thế giới, nó là vô giá, thế nhưng đây là món quà rất quý giá mà mẹ tôi đã để lại trước khi bà mất. Tôi không thể đánh mất nó. Sinh nhật vui vẻ, Ngải Lâm hy vọng mỗi ngày con đều được hạnh phúc, con sẽ tìm được người đàn ông yêu mình thật lòng, sau đó sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm. Buổi tối hôm đó tôi mãi cũng không quên được. Trang ngải lâm khuôn mặt lãnh đạm, hai dòng nước mắt như muốn tràn ra, lòng đau khổ, buồn bã nhìn hai nữa của chiếc vòng kim cương. Chị, Trang hạo nhiên cho tới bây giờ đô không nhìn tới chị như vậy yêu buồn, anh tức khắc cất bước tiến lên, đặt tay lên vai chị, đau lòng hỏi chị đừng quá đau lòng. Trang Ngải Lâm không nói lời nào, chỉ là mặt bộc lộ kia nhợt nhạt yêu buồn, vươn tay, chậm rãi cầm hai nửa vòng kim cương, nắm chặt nó trong tay, thong thả cất bước đi ra ngoài. Chị, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía chị, lo lắng gọi. Văn phòng làm việc, bác dịch mặc màu đen âu phục nhìn trong năm thành viên thường trực của viện rượu, với một văn kiện, đưa ra từ Pháp và Đức, và Tây Ban Nha, và nhiều quốc gia. Đây là vòng thứ hai của giải đấu, trong những câu hỏi lớn của mình, anh nhìn chằm chằm vào các cạnh của mỗi giải dây leo phía bên tay hơi ngửi nó đại diện cho sự chắc chắn tốt những dây leo tất cả tốt đóng trước trận đấu phải được giữ bí mật ngoặc kép vâng các thành viên hiệp hội rượu ngay lập tức gật đầu đi ra bác dịch nhìn xung quanh nhớ tới ngày mai phục vụ rượu trận thi đấu lớn tim của anh hơi chặt xoay người ngưng nhìn ngoài cửa sổ kia không biết khiến người chiếu cố nho viên thì như thế nào bác dịch thở nặng vừa quay người chuông điện thoại di động vang lên, anh cầm lên nghe, alo. Hai bên cùng nói chuyện. Cái gì, bác dịch kích động đứng lên, nắm di động, kêu lên, đêm nay sẽ có đợt xương giá. Những công nhân đang ở trang trại trồng nho. Chờ tôi, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Bác dịch liền bỏ điện thoại xuống, lập tức nhanh chóng đem văn kiện cùng để đóng lại, khóa ngăn kéo, mới vội vội vàng vàng đi ra phòng làm việc, khuôn mặt căng thẳng, phóng ra ngoài. Bác dịch, ngài đi đến đó à? Đêm nay có buổi dạ hội, thư ký đi về phía anh. Tôi có việc gấp cần trở về một chuyến, sáng sớm ngày mai nhất định sẽ ghi lại. Bác dịch nói cho hết lời, người đã nhanh chóng đi vào thang máy. Anh thở dốc, nhớ tới đêm nay có thể có đợt xương giá. Đợt xương giá này sẽ là một vấn đề lớn của vườn nho, nếu xử lý không khéo thì sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Khách sạn vẫn đông đúc. Bác dịch vội vàng ra khỏi khách sạn, nhìn xung quanh, chỉ cần gọi quầy lễ tân nói, họ ngay lập tức sẽ có, nhưng... Anh lo lắng nâng lên cổ tay, đã là 2 giờ chiều. Khi đến nơi khoảng 8 giờ tối, anh khẩn trương quay mặt sang, nhìn về phía xa, xe mình làm sao chưa đến thế nay. Anh gấp đến độ giường như con kiến bị nung giữa chảo. Đúng lúc này, từ xa một chiếc xe hướng đến, nhân viên tiếp tân nhanh chóng chạy đến, gọi Trang tiểu thư, cô đã đến. Ừ, Trang ngải lâm mặc chiếc váy màu đỏ sang trọng, khoác áo da màu đen, tay cầm túi sách, bước đi nhưng lại nhìn thấy bác dịch đứng ở trước cửa, dừng lại. Bác dịch cũng thấy vậy hơi ôn nhu nhìn về phía cô. Trang ngải lâm nhìn về phía nhàn nhạt hỏi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Bác dịch hơi thở hổn hển nói, vườn nho của anh, có thể phải đối mặt với một đêm sương, an phải đi đến đó ngay. Trang ngải lâm mặt nhàn nhạt nhìn về phía anh. Bác dịch nhìn về phía trước đường xe chạy, sốt ruột còn chưa thấy xe đến. Trang Ngải Lâm nhìn về phía anh bộ dáng này, tay cầm chân châu túi sách, nghĩ nghĩ, liền mới nhẹ nhấc váy lên, bước lên xe rồi lạnh lùng nói, lên xe. Em chở anh. Bác dịch nhìn về phía cô. Lên xe, Trang Ngải Lâm lạnh lùng nói. Bác dịch nhìn về phía cô, liền cảm kích cười, nói câu cảm ơn, nhanh chóng lên xe, Trang Ngải Lâm không đợi anh ngồi vững vàng, liền nhấn ga phóng xe chạy, chương 1160, nán lại một phút đồng hồ. Trang Hạo Nhiên và Lãnh Mặc Hàn cất bước ra sảnh khách quý, đang đứng chung một chỗ với cục trưởng cục cảnh sát bàn về tình huống cụ thể chuyện Thụy Sa làm gãy phỉ thúy. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một hồi rồi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Thụy Sa đang run rẩy đáng thương đứng ở đó, đầu cúi thấp, nước mắt chảy ròng ròng. Anh lặng im đứng nhìn cô một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, kỳ thực làm người muốn thảnh thơi nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ dàng. Dù sao người không phải cỏ cây, đứng trước lợi ích đích thực là một khảo nghiệm nhân tính, rất khó chọn lựa. Cô cũng không tính chân chính phạm tội, chỉ là nếu như có tâm muốn giá hỏa cho người khác thì mới khiến người ta khẩn trương. Vậy, cục trưởng cục cảnh sát nghe Trang Hạo Nhiên nói, cảm giác anh có ý tứ tha thứ liền dò hỏi lại, ý của anh là Lập án sao? Chu Lịch Bình vừa mới phân phó xong thuộc hạ chuẩn bị thu đội, vừa lúc đang đi ra sảnh khách quý thì nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trang Hạo Nhiên và cục trưởng cục cảnh sát mặt trở nên thâm trầm nhìn về phía họ. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Thụy Sa mang biểu tình khóc lóc tuyệt vọng đứng đó, có lẽ cảm thông với cô ta anh liền chậm rãi nói, quên đi. Dù sao lúc này cô ta cũng đã chịu trừng phạt thích đáng. Tốt, Cục trưởng Cục Cảnh sát cảm thán Trang Hạo Nhiên khoan dung, gật đầu cười. Hôm nay thật là vất vả ông, Lưu Cục trưởng, khiến ông uổng phí một chuyến. Trang Hạo Nhiên nhìn Cục trưởng Cục Cảnh sát vươn tay mỉm cười nói. Không khách khí, đây là chuyện chúng tôi nên làm như vậy chúng tôi sẽ mang vị trợ lý của trang tiểu thư đi lấy khẩu cung một chút trình bày đơn giản tình huống rồi thông báo đương sự hủy bỏ bản án để cho cô ta đi thôi cục trưởng cục cảnh sát nói xong liền xoay người phân phó thuộc hạ lấy khẩu cung đơn giản rồi để thụy xa rời đi mà chính mình vừa vặn vào lúc này có chuyện phải làm nên rời đi trước một bước trang Hạo nhiên và lãnh mặc hàn liền mỉm cười hơi gật đầu tiến cục trưởng cục cảnh sát rời khỏi phòng yến hội hai người bọn họ vừa mới muốn xoay người rời khỏi Trang tổng tài, một trận thanh âm thâm trầm. Trang hạo nhiên và lãnh mặc hàn đồng thời nghi ngờ xoay người, nhìn về phía người trước mặt. Chu lịch bình cầm trong tay bản ghi chép đứng ở chỗ không đèn nơi hội trường chữ T trông có vẻ u ám thật sâu nhìn về phía trang hạo nhiên. Nghe anh ta nói câu dù sao người cũng không phải cỏ cây, đứng trước lợi ích đích thực là một khảo nghiệm nhân tính, ông ta liền từng bước đến gần mặt biểu tình nặng nề, từng câu từng chữ nói, đứng trước lợi ích đích thực phú quý một phương có thể khoan dung cho một số người có hành vi phạm tội. Trang Hạo Nhiên hơi ngưng mặt, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Chu Lịch Bình. Lãnh Mặc Hàn cũng nghiêng mặt nhìn về phía ông ta. Chu Lịch Bình một mình một người đứng trước mặt Trang Hạo Nhiên nhìn anh chăm chú, nhớ tới khi đó ở khách sạn Wedding vì tổng tài hiền hách một phương này vì truy xét án phóng hỏa mười mấy năm trước mà ẩn nhẫn, giấu kín một bụng lửa giận dưới đáy lòng ông biểu hiện sự cẩn thận nhưng không thỏa hiệp nói, nhưng là bất kể các anh phú quý thế nào hay có thể một tay che trời nhưng phạm pháp chính là phạm pháp. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha ai, việc gãy phỉ thúy nhìn như nhỏ kỳ thực lại lớn, nếu như chuyện này không để người điều tra rất có thể sẽ có người vô tội bị liên lụy. Cho nên tôi sẽ không thể coi như các anh hủy bỏ bản án, cảnh sát chúng tôi sẽ lấy tội danh trộm cắp, hủy hoại tài sản để bắt cô ta. Lãnh mặc hàn trần nhíu mày, đôi mắt tỏ thái độ hướng chu lịch bình. Trang Hạo Nhiên đôi mắt xoay chuyển, trên mặt không thấy nét tươi cười nhìn về phía Chu Lịch Bình. Chu Lịch Bình nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, tay cầm bản ghi chép lại chậm rãi nói, "Đoạn thời gian trước, hệ thống nội bộ của cảnh sát chúng tôi bị phá hoại do mất quyền kiểm soát, thậm chí tài liệu hồ sơ bí mật cũng bị hacker xâm nhập. Lúc đó tôi còn cảm thấy kỳ quái người này rốt cuộc là ai? Thế nào xâm nhập một nửa lại dừng lại? Đây là trùng hợp hay còn việc khác phát sinh?" nhưng mặc kệ thế nào người này chắc chắn sẽ bị tôi điều tra ra là ai, tôi nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tôi vẫn câu nói kia phạm pháp chính là phạm pháp, đường trí long hại nhiều mạng người như vậy đáng giá ngồi nhà lao cả đời, một phần giây cũng sẽ không thiếu. Lúc đó tôi nghe phán thời gian như vậy còn cảm thấy phán nhẹ. Trang hạo nhiên trên mặt tươi cười biến mất nhưng đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm chu lịch bình nhàn nhạt thản nhiên nhìn không ra ý tứ. Lãnh mặc hàn nghe lời này lạnh lùng cười. Chu Lịch Bình chuyển ánh mắt nhìn chăm chú lãnh mặc hàn, dừng ở trước bên mặt lạnh như đao, nhớ tới anh vừa phá án thần tốc mỉm cười khinh bỉ mấy phần, vị lãnh phó tổng này đích thức tài trí hơn người suy luận vụ án vào bậc nhất. Nhưng có một số việc, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Sát nhân cũng không có khả năng tra ra là hắn cứu người. Lãnh mặc hàn nhíu chặt mi tâm biểu tình cười như không cười nhìn Chu Lịch Bình. Hy vọng chuyện hệ thống cục cảnh sát bị xâm nhập trước kia không quan hệ tới hai vị. Cáo Từ, Chu Lịch Bình nói hết lời rồi xoay người trầm mặt đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên và Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn ông ta từng bước rời đi. Người này trong đầu toàn nước, ngu xuẩn lại ngang ngạnh, Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng nhìn về phía bóng lưng Chu Lịch Bình không vui nói. Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ mấy phần tươi cười có chút hứng thú nhìn về phía bóng lưng ổn trọng cẩn thận của người nọ, tôi trái lại có chút thưởng thức ông ta, ít nhất so với rất nhiều người sợ hãi quyền quý ông ta vẫn có mấy phần chính trực chính trực cũng không thay đổi được chỉ số thông minh của ông ta lãnh mặc hàn nói xong liền im lặng lấy điện thoại ra gọi cho tô lạc hoành trực tiếp phân phó lần trước tôi để cậu xâm nhập cục cảnh sát lấy tư liệu án phóng hỏa cậu bây giờ tăng tốc thời gian xâm nhập lần nữa cho tôi lấy ra toàn bộ có chỗ hữu dụng trong đêm nay hoặc đến mai có thể lấy được cho tôi được tô lạc hoành cũng không nói nhiều trang hạo nhiên quay mặt sang nhịn cười nhìn lãnh mặc hàn nhìn cái gì Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhìn lại anh, xem ra làm rể nhà người ta xác thực hiệu suất làm việc cao hơn một chút. Trang Hạo Nhiên nhìn hắn nói đùa. Lãnh Mặc Hàn quả nhiên hai mắt chợt lóe cũng không khỏi nhìn về phía anh, mỉm cười nói, lời này nói quá. Tôi làm sao có thể bằng con rể đường ra anh vì cha vợ liều mạng cứu sống. Trang Hạo Nhiên nghe lời này mắt hơi giật, tươi cười biến mất bộc lộ mấy phần ý vị sâu xa lợi hại nhìn về phía lối vào nơi Chu Lịch Bình vừa biến mất mở miệng từng chữ từng chữ chuyện này phải điều tra nhanh một chút. Nhìn thấy Chu Lịch Bình tôi lại càng lo lắng cũng không muốn bác đường ở trong tù ngây người. Yên tâm đi, lãnh mặc hàn gật đầu hứa hẹn, lại nghĩ nghĩ, mới nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, đúng rồi. Chị cậu đâu, từ lúc vừa đến bây giờ cũng vẫn không thấy chị ấy. Không có việc gì chứ. Trang Hạo Nhiên cũng kỳ quái xoay người ngưng nhìn hoàn cảnh chung quanh, lo lắng nói, đúng vậy hay không còn trong đó. Anh nói xong liền cầm di động gọi chị gái lại lập tức nghe thấy thanh âm trang ngải lâm. Anh lập tức sợ nhảy dựng không khỏi kêu lên cái gì. Bác dịch dám ngồi xe của chị quay lại nhau viên anh ta không muốn sống nữa sao. Một chiếc Ferrari đỏ hồng như mũi tên hướng con đường ngô đồng lao đi. Bác dịch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nóng mắt khẩn trương nhìn phong cảnh rừng núi phía trước còn chưa có thấy rõ đã vút thoáng qua chỉ cảm giác được bên ngoài từng đợt gió gào thét. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng lĩnh giáo kỹ năng lái xe của Trang Ngải Lâm, thế nhưng vừa rồi ở nội thành nhìn cô chạy ngoằn ngoèo như run, lạng trái lách phải tránh đèn xanh đèn đỏ khiến cho toàn bộ nội thành tiếng kèn xe cộ vang rung trời. Hơn 10 xe cảnh sát giao thông truy đuổi đều bị cô nhiều lần cắt đuôi. Cuối cùng lúc xông thẳng ra đường cao tốc lộ còn bá đạo vượt đèn đỏ thiếu chút nữa tạo thành tai nạn xe liên hoàn hơn 10 chiếc, bị mười mấy tài xế nhảy ra mắng một trận. Trái tim, bang bang, bang bang, bang bang nhảy. Bác dịch biểu tình căng thẳng quên cả lau đi mồ hôi trên trán chỉ một mực nắm chặt đai an toàn, nhìn trang ngải lâm nắm chặt tay lái trốn chạy tới lui. Cuối cùng anh nghe thấy trên đường truyền đến tiếng còi xe tải anh tức khắc cảm thấy rét lạnh càng nắm chặt đai an toàn. Mặt căng thẳng quay đầu sang nhìn trang ngải lâm vẫn như cũng nhàn nhạt, nhạt yên lặng ngồi chỗ ghế lái, nắm tay lái đạp mạnh chân ga nhanh chóng chạy xe đi anh cao giọng khẩn trương gọi, ngải lâm, phía trước có xe tải em chạy chậm một chút, anh, anh không vội. Trang ngải lâm nghe lời này cười như không cười một tay nắm tay lái đạp chân ga khiến chiếc xe Ferrari đang lao đi với tốc độ ánh sáng khựng lại, tay còn lại nâng kính mắt màu nâu lên chắn ánh nắng mặt biểu lộ lạnh lùng thản nhiên, tôi biết anh không vội. Vậy sao em còn đi nhanh như vậy? Bác dịch nhất thời chịu không nổi quay mặt sang nhìn cô kích động kêu lên. Trang ngải lâm mang kính mắt màu nâu, một tay nắm tay lái nhàn nhã nhìn anh ta lạnh nhạt nói, đây là tốc độ lái xe bình thường của tôi, không vui. Vì nghĩ cho anh tôi còn chưa có tăng đến 300 mã đâu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Bác dịch mở to mắt không tưởng nhìn cô gái mặc váy đỏ gợi cảm này, tóc dài tùy ý nhẹ bay trong không trung, thập phần bình tĩnh ngồi ở vị trí ghế lái như chính mình không phải lái xe mang tư thái nữ vương gợi cảm tiêu hồn. Nữ nhân như vậy thiên hạ thật ít có trái tim của anh như treo đá tảng bất đắc dĩ, khiếp sợ quay mặt sang lại nhìn thấy phía trước ngay chỗ cua gấp trước mặt có một chiếc xe tải đang lái tới, anh nhất thời trừng mắt, thân thể ngửa ra sau kích động kêu to, ngải lâm. Xe tải Trang ngải lâm nghe bác dịch nói lúc này mới chậm gì gì quay mặt sang, nhìn trước mặt xe tải sắp đến cô thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng tài xế kia nắm chặt tay lái bộ dáng sợ hãi kêu lên. Đôi mắt cô chợt lóe song tay nắm chặt tay lái, Chân đạp mạnh chân ga khẩn cấp xoay tròn thân xe ngay trước thời điểm va chạm một khắc, chiếc xe Ferrari đỏ hồng và thân xe tải cách 2 cm lướt qua nhau, bánh xe thậm chí đã trượt đến vách núi ven đường, cuối cùng lại thuận lợi vòng qua con đường bên cạnh tránh va chạm với xe tải rồi tiếp tục hướng phía trước như mũi tên lao đi. Đồ bệnh thần kinh, lái xe như vậy, tài xế xe tải nhất thời quay cửa xe xuống chỉ vào xe Ferrari đã đi rất xa kêu to sợ đến lá gan cũng phải rách ra trang ngải lâm dường như có thể nghe thấy lời tài xế xe tải kia lại nhìn thấy phía trước đường cái coi như thông thuận cô trực tiếp nắm tay lái điều khiển xe chạy ra chính giữa đường không cho xe khác đến cũng không nhường cho xe khác đi song liền cảm thấy thống khoái đắc ý cười bác dịch lúc này sợ đến lục phủ ngũ tạng đều nát tức giận thở dốc từng đợt quay mặt sang nhìn biểu tình của trang ngải lâm vừa lo lắng hoảng sợ thậm chí có tức giận kêu lên em điên rồi lái xe như vậy quả thực chính là không muốn sống nữa Trang Ngải Lâm nghe lời này lại nhiễm nhiên một bộ tư thái nữ vương nâng kính dâm màu nâu lên, lạnh lùng liếc nhìn bộ dáng khẩn trương của bác dịch. Cô thống khoái mà cười lạnh nói, khẩn trương cái gì? Với tốc độ này đêm nay chúng ta có thể đi sớm về sớm. Tôi tuyệt đối, nhất định, không muốn nán lại tại địa phương tồi tệ đó một phút đồng hồ nào. Audio điện tử võ tấn bền chương 1161, nghiêm trang chứng trạc chiếc ferrari thắng gấp lại bên cạnh hai hàng dầu tung trên đường chung quanh là rừng cây vắng vẻ thỉnh thoảng từ xa vẫn có thể nhìn thấy đồng ruộng trồng các loại súp lơ và đậu ván trang ngải lâm không thể tưởng tượng nổi ngồi ở ghế điều khiển cô đeo kính mát màu nâu sậm nhưng vẫn có thể nhìn ra nét mặt không thể tưởng tượng nổi của cô hai tay cầm bánh lái khoa trương nắm chặt cảm thấy hoàn toàn không thể tin được Lúc này nét mặt bác dịch chuyển sang nhẹ nhõm ngồi ghế phụ bên cạnh lái xe, lộ ra biểu hiện cười như không cười nhìn Trang Ngải Lâm. Thân xe lại, cách, một tiếng, có vẻ hơi sóc nảy một chút rồi trầm xuống, bánh xe bên trái phía trước đột nhiên rụng ra từ ổ trục, sau đó lăn thật xa, thật xa đến ruộng súp lơ đằng kia, cuối cùng dừng lại ở giữa ruộng. Đây không phải do tay lái của em có vấn đề. Trang Ngải Lâm lập tức nắm bánh lái, quay mặt sang nghiêm trang chứng chạc nhìn bác dịch nghiêm túc nói. Tôi biết, bác dịch ngồi ghế bên cạnh tay lái nhàn nhạt, nhạt nói. Đây là do chất lượng xe có vấn đề, không liên quan một chút nào đến tay lái của em. Nếu anh nhớ không lầm thì hình như nhớ rằng Trang hạo nhiên vừa mới đặt cho chị gái một chiếc xe Ferrari ở châu U, giá trị 100 triệu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang ngải lâm nhíu nhẹ lông mày, nhìn người này, muốn nhịn lại những lời trong lòng, nhưng vẫn không nhịn nổi nói vọt ra. Em so với người bình thường ở trên đường lái xe mất 5 tiếng thì chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ. Phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn là điều bình thường. Huống chi, từ lúc em lái xe đến giờ cũng chưa từng gặp qua việc dụng bánh xe mất thể diện như vậy. Hai mắt bác dịch lóe lên, trầm ngâm một lúc rồi quay mặt sang, nén nhịn nụ cười trào phúng, nhìn về phía cô nói. Lái xe mà bị dụng mất bánh cũng không phải là chuyện mất thể diện gì. Quan trọng nhất chính là chúng ta vừa rồi mới ở dưới bánh xe của chiếc xe tải sông tới lúc đó mới cần kỹ thuật em đã làm rất tốt chúng ta không chết ở trên đường núi này tôi thật cảm ơn em rất nhiều đừng có nói cái kiểu như ruột trong bụng anh quặn lại vậy thật không có lương tâm trang ngải lâm quay sang trên mặt đeo kính mát màu nâu sập nhìn sắc mặt người này đen lại bản thân cũng tức giận nói thời gian của chị đây rất quý giá nếu không phải vì anh có việc gấp thì tôi sẽ cùng anh đến cái địa phương phân bỏ thối tha này sao? Bác dịch thật sự cảm thấy kỳ lạ quay mặt sang nhìn người phụ nữ này nói. Em thật sự để cho tôi không khỏi chịu thua. Em lái xe dụng bánh, tôi vừa rồi cũng không có nói gì, em nổi điên với tôi cái gì. Tôi châm chọc khiêu khích em sao? Tôi còn an ủi em nữa. Tôi muốn đánh nhau với anh. Trang ngải lâm bộ nhìn dáng như cao thủ võ thuật, nhưng mặt nhìn anh. Bác dịch a à một tiếng diễu cợt cười rộ lên, quay đầu lại nhìn về phía người này, biết tự lượng sức mình nói. Tôi điên rồi chắc, tại sao tôi muốn đánh nhau cùng em? Đây thực sự rõ ràng là không thắng được. Trang ngải lâm nhíu mày, nhìn trong chọc người này, một khoảng thời gian mà thông minh ghê. Bác dịch lại quay mặt sang, nhàn nhạt nhìn người này rồi thẳng thẳng thừa nhận. Tôi và em trai của em cùng nhau không có lý tưởng, nhưng một chút chỉ số thông minh trong làm ăn cũng hoàn toàn không có khả năng. Cặp mắt trang ngải lâm lạnh lẽo, hung hăng nhìn người này một cái, rồi mới quay mặt sang nhìn con đường chạy dài phía trước xe. Mới vừa rồi là lên núi, nhưng mà mờ nhạt hiện ra ánh mắt trời tầm 4 giờ chiều, cô nhìn phía trước thấy đồng ruộng cùng vài trang viên hình dáng trông như rừng. Rồi lập tức hai chồng mắt đảo một cái hỏi, còn bao lâu nữa thì chúng ta đến vườn nho của anh? Bác sĩ cũng bất đắc dĩ nhìn về phía con đường chạy dài trước mặt, đánh giá một chút rồi nói, ước chừng còn khoảng 20 dặm đường nữa. Hơn 20 dặm đường nữa, Trang ngải lâm một trận khiếp sợ mất hồn quay mặt sang, nhìn về phía bác dịch nói. Tôi vừa rồi ở trên con đường này hơn 15 phút, ngay cả đến bóng ma quỷ cũng không có thấy. Bây giờ có cách nào đến vườn nho còn hơn 10 dặm đường không? Chúng ta trèo qua hay là đi bộ? Bách dịch lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, quay đầu nhìn người này nói. Nếu chúng ta không trèo qua, không đi bộ qua, hay là có thể em nghĩ bay qua? Giống như kỹ thuật lái xe siêu đẳng của em vậy, đem bốn bánh xe bay đến vườn nho của tôi anh trang ngải lâm cảm thấy một trận bốc hỏa dâng lên nhìn người này không nhịn được cắn răng nói giống như anh vậy mỗi ngày ngây ngốc ở cái nơi phân bò thối tha đáng chết này làm sao có thể biết được mỗi ngày trên thế giới diễn ra bao nhiêu sự kiện theo như kỹ thuật lái xe của em có thể thấy là em biết rất nhiều sự kiện chính là không biết mạng sống của mình có biết bao nhiêu quý giá bác dịch hời hợt tiếp lời ném trở lại cho cô ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, trang ngải lâm trợn mắt nhìn anh, nắm chặt tay lái, lúc này cả người tràn đầy khí thế. Nhưng cô phát hiện, ở cái nơi đáng chết này, không thể phát tiết được, cô bất ngờ bùng nổ vừa tức giận vừa sốt ruột vừa uất hận hỏi. Suốt cuộc chúng ta phải ở nơi này bao lâu nữa? Anh không có cách nào à? Chờ một chút đi. Bác dịch không nghĩ muốn cùng cô trò chuyện nhiều, mà ngẩng đầu lên, nhìn về mặt trời đang ngả xuống ở chân trời phía tây, phản chiếu đồng ruộng cùng với một xô vùng hoang vu sâu thẳm, từng mảng màu vàng. Hai mắt anh lóe lên, theo như cuộc sống quen thuộc nhiều năm ở chỗ này, anh nhàn nhạt nói. Bây giờ là 4 giờ chiều, nông dân phụ trách vườn nho bên kia thì sẽ phải đánh xe bò đi qua chỗ này. Nói xong, quả nhiên từ đằng sau truyền đến tiếng động, lộc cộc, lộc cộc, sau đó nghe thấy tiếng kêu của động vật. Trang ngải lâm đeo kính mát không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau, quả nhiên đi tới là một ông lão tầm 80 tuổi, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm có vẻ bùn đất rách dưới, ngồi ở đằng trước xe bò, một tay kéo dây cương xe bò của cậu con trai đi về phía trước, một tay vươn thẳng hô to, hăm hăm. Đi phía trước là con trâu nước to lớn màu đen, vừa đi vừa hơi ngửa mặt nhìn chằm chằm với ánh mắt hiền lành, một nhìn một ngó. Trái tim, tựa như một mảnh giấy xé nát rời. Trang ngải lâm lập tức xoay người muốn gọi bác dịch. Bác dịch xuống xe, mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, dẫm lên con đường dầu tung sâu thẳm, tối tăm, đi về phía ông lão 80 tuổi, gọi, bác Lý, thật trùng hợp đúng lúc bác trở về. Ôi chao, tối hôm qua ta nghe nói có xương giá, không biết có đúng hay không, muốn vội vàng trở về vườn của ta nhìn một chút. Ông lão tay kéo sợi dây thừng buộc trâu, ngồi trước xe bò, nhìn bác dịch cười rộ lên. Tốt quá, chờ chúng tôi một đoạn đường. Bác dịch lập tức cười sảng khoái, sau đó tay vỗ nhẹ vào đầu con trâu, rồi đi đến trước thân xe, quen tay vơ toàn bộ dơm vàng trên sàn xe gom lại một chút. anh xoay người nhìn về phía chiếc xe Ferrari, tỏ ra quái là gọi ngải lâm còn không mau qua đây. chúng ta cùng nhau ngồi xe bò trở về. toàn thân nổi đầy da gà, trang ngải lâm khổng thể tượng tưởng tượng nổi ngồi ở chỗ ghế điều khiển. cô lạnh lùng nhìn qua kính chiếu hậu thấy bác dịch đang đứng trước mặt một con trâu nước to lớn, giống như một người nông dân thực thụ thu dọn một ít kỳ kỳ quái quái cỏ que sau đó ngó mặt tới mình bảo bản thân mình trèo lên xe bò lúc này cô giống như nhân vật nữ hoàng bình thường cho tới bây giờ khuôn mặt cũng chưa bao giờ vặn vẹo thì giờ phút này cảm thấy trái tim mình nhanh chóng căng thẳng đến nghẹt thở cô nhìn chòng chọc qua mắt kính thấy con trâu nước to lớn hung ác không chịu nổi muốn kéo em trai tới ngông cuồng đánh cho nó một trận bác dịch cảm thấy phía trước không có tiếng động thuận tiện thu dọn một ít rơm dạ xong chống ra một chỗ ở trên xe lúc này mới nghi ngờ bước tới chiếc xe ferrari kia cúi đầu xuống nhìn thấy trang ngải lâm vẫn như cũng ngồi ở chỗ tài xế không nhúc nhích anh liền nhìn cô kỳ lạ hỏi sao em còn không lên xe trời sắp tối rồi chúng ta phải nhanh chóng về nhà trở về nơi nào trang ngải lâm trực tiếp quay mặt sang nhìn anh hỏi bác dịch kỳ quái nhìn người này dừng lại một lúc mới trả lời về nhà đó đó là nhà của anh không phải của tôi trang ngải lâm tức giận trước mắt rốt cuộc mới đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Chiếc váy dài màu đậm cũng rủ xuống đất, lúc này cô thô bạo khoác lên vai chiếc áo khoác lông thú màu đen, hết sức chán ghét cúi đầu xuống nhìn chiếc váy dài trị giá hơn 200 ngàn của mình kéo lê trên mặt đất bẩn thỉu này. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bác dịch, lập tức nhanh chóng cầm lấy ví cầm tay ngọc trai, chỉ về phía chiếc xe bỏ kia, với vẻ mặt đầy giận dữ đến khoa trương nói. Anh để cho tôi ngồi cái loại xe đó, đó không phải là xe bí ngô, càng không phải là xe ngựa. Chị đây khinh thường cô bé lọ lem, càng khinh thường công chúa. Tôi là ai? Tôi là Trang Ngải Lâm. Tôi làm sao có thể ngồi xe bò? Tôi đời này ghét nhất là Châu. Bọn chúng từ bên ngoài lẫn bên trong là một lũ xúc sinh ngu xuẩn, đần độn Bác dịch không lên tiếng, nhìn đến vẻ mặt đầy biểu hiện nữ hoàng của cô, sau đó a à một tiếng cười bất đắc dĩ nói. Tôi thế nào lại cảm thấy em không phải là đang chửi nó đấy chứ? tôi chính là đang chửi anh, thân phận của tôi là gì? Trang Ngải Lâm nhìn về phía bác dịch một chút rồi không khách sáo nói. Tôi bình thường lên xe, nếu không đặt các loại tinh dầu phù hợp thì tôi đều không ngồi. Anh để cho tôi ngồi xe bò, ngồi ở đằng sau loại xúc sinh đáng chết kia sao? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Bác dịch lẳng lặng, cười như không cười nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm cũng hung hăng nhìn về phía anh, vẻ mặt kiêu căng đầy mất hứng không hài lòng nói. Anh đi thì anh cứ đi đi, tôi tự ở đây một mình rồi để trợ lý đến đón tôi. Dù sao, anh cũng sắp về đến nhà rồi. Em chắc chắn chứ. Bác dịch nghe xong những lời này, rốt cuộc không nhịn được cười nhìn về phía cô nói. Em phải biết, người trợ lý không giống em, nếu lái xe đến ít nhất cũng phải mất 5 tiếng. Em phải nghe cho kỹ, nơi này rất gần vườn nho, bên ngoài có thể có rất nhiều dã thú, chó sói các loại. Đến buổi tối thì có một bầu không khí rất kinh khủng, kỳ quái, tôi không phải là đang dọa em. Mặt trang ngải lâm lạnh lùng, ôm vai, xoay người không thèm để ý đến anh. Bác dịch bình tĩnh đứng một bên, nhìn về phía bộ dáng đại tiểu thư kia, cuối cùng cười khổ nói. Xem ra em vẫn còn thông minh, em quả thật không thích hợp ở nơi này, một phút cũng không muốn ở lại. Hai con mắt trang ngải lâm hơi lưu chuyển, không lên tiếng. Em có đi hay không? không đi cũng không sao. Dù sao, tôi chỉ sợ chó sói tới. Em thì tôi không sợ, một mình có thể đánh người. Bác dịch nói đến lúc này, không nhịn được vì cười. Trang ngải lâm quả nhiên quay mặt sang, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, vẻ mặt đầy hung tợn nói. Tôi bây giờ chỉ muốn đánh anh, đem anh hung hăng đánh một trận, nếu không phải vì anh, tôi cũng sẽ không đến chỗ này. Thậm chí, còn phải, còn phải ngồi cái phương tiện giao thông kỳ kỳ quái quái kia đó là xe bò. Tôi không thích nghe đến hai từ này. Trang Ngải Lâm cầm lấy ví cầm tay Ngọc Trai, vẻ mặt biểu lộ sự khẩn trương tức giận, nhìn con trâu nước to lớn đáng chết kia. Đi thôi, bác dịch lần nữa không nhịn được cười, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay trắng nõn trơn mềm đang rũ xuống, kéo thân thể không tình nguyện của cô đi đến xe bò. Trang Ngải Lâm một bên đi về phía trước, một bên chán ghét nhìn con trâu nước to lớn đáng chết kia, vẫn đang chớp đôi mắt to hiền lành, nhìn thẳng chằm chằm vào mình. Cô lại thở dốc hồn hển xoay đầu đi chỗ khác, không muốn xem. Bác dịch, đây là phu nhân tương lai của cậu à. Ông lão kéo xe, người kia nhìn như lão nông dân nhưng thật ra là cao thủ trưng cất rượu, cười nói lời nhưng rất lễ độ. Không phải, bác dịch kéo trang ngải lâm đi đến cạnh xe bò, trực tiếp thẳng thắn nói xong, liền cố hết sức ôm ngang trang ngải lâm, chuẩn bị đem cô bế lên trên xe bò. Trang ngải lâm hai tay không nhịn được kéo cổ của anh, nhìn anh mặt lạnh, cứng rắn thật thà trả lời người ta vấn đề lúc nãy. Nghiêm túc chứng chạc, nàng hít đôi mắt một cái, chương 1162. Dầm dầm rầm rầm ở phía đầu kia có một bóng dáng yếu ớt đang kéo xe bò từ hướng ven theo con đường mà đi đến. Phía trước là đường đi kéo dài đi lúc cao lúc thấp. Suốt cuộc lâu sau cũng xuất hiện vườn nho phong cách kiểu Tây Âu, từng đợt gió trong veo thổi vào còn tản ra từng đợt hương vị ngọt ngào. Thế nhưng, tất cả những thứ này, vẫn có một người không muốn cảm nhận dù chỉ một chút. Trang Ngải Lâm vẫn như cũ mặc chiếc váy đỏ gợi cảm có giá trị đến mấy chục vạn cùng với nó là một mái tóc quan. Cô mang kính dâm sầm màu để tránh nắng chính là đang cúi đầu ngồi xổm xuống vui vẻ ở trên xe bò cao vút, không cần biết hiện tại là bao lâu, rút trong túi ra một cây bấm móng tay bạch kim, ở mặt nhìn như nhàn nhã nhưng kỳ thực lại không vui vẻ như vẻ bề ngoài, cắt móng tay từng chút từng chút một nhưng tư thế kia. Nữ nhân ở toàn thế giới, cũng chỉ có mỗi một mình Trang Ngải Lâm ngồi trên chiếc xe bò ngồi thành một tư thế nữ vương như thế. Bác dịch ngồi ở xe đối diện, vì khí trời nóng bước sớm đã cởi y phục màu đen tùy ý để nó trên chiếc gậy cao. Chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, hai tay nắm lại, khuôn mặt ngưng trọng nhìn toàn bộ phía dưới hiện ra mấy phần lo lắng, hai tròng mắt lộ ra nét nặng nề và hoang mang. Đang suy tư đến chuyện kế tiếp nên xử lý như thế nào thì bỗng dưng nhấc mí mắt lên liếc mắt xem xét nữ nhân đối diện một cái, nhìn một bộ dạng nhàn nhã khó coi của cô anh lại nhịn không được bật cười. Trang ngải lâm rốt của cũng đem ngón út cắt xong, trong thân thể có các côn trùng nhỏ bò vào, cô cắn chặt răng nặng nề thở dốc tức giận. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên kia, nhay nhay huyệt thái dương và mi tâm môi đỏ phun ra từng chữ từng chữ lạnh lùng như băng. Chị đây vì thấy mặt trời vừa xuống núi, liền đi nửa tiếng đồng hồ lại đi hơn 400 cây em, nhưng là chúng ta hiện tại lại ngồi ở nơi chiếc xe bò cao đáng chết này, hơn 20 dặm đường đi hơn nửa canh giờ. Nếu như đêm nay có xương lạnh, thì ngay cả thịt trâu tôi cũng dám ăn. Trưng cất rượu của chú Lý xong đang kéo xe bò, anh ta nghe thấy âm thanh băng băng lãnh lãnh tràn đầy uy hiếp này của cô, không khỏi hơi quay đầu, liếc mắt nhìn cô ở đầu kia. Bác dịch tức khắc hiếp mắt, nét mặt căng thẳng ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung, không có lễ phép như vậy. Trang ngải lâm mới mặc kệ người này, cô chỉ là muốn biểu tình mà thôi, mở túi sách đem cái bấm móng tay nhét vào mới chịu nhẫn nhịn một lát lại bắt đầu mắng tiếp. Không nhìn thấy trong bộ túi nhung màu đen kia có một màu đen kia che mất phần đen của phỉ thúy đang ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, ánh mắt của cô nhíu lại, bộc lộ vẻ lúng túng nặng nề thở hổn hển một hơi đem túi sách nhanh chóng cất đi, lúc này mới ngẩng đầu lại nhìn về phía sốc ruộng xa phía trước, trầm mặc kêu lên, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới đến. Nhanh thôi, bác dịch lúc này, cũng ngẩng đầu, Nhìn xe bò này đi được coi như thoải mái cùng thông thả quẹo trái cong đi qua lỗ sâu thẳm trong rừng ở đường mòn, chạy tới đám hoa là từ song cửa sắt tiền kiểu Tây Âu, song cửa sắt bị khóa chặt lại ra tỏa ra một cỗ mùi thơm ngát cùng vị nho thậm chí có thể nghe thấy gió từng đợt trên cành lá kêu róc rách. Mặt anh tức khắc bộc lộ mấy phần trầm tĩnh lại biểu hiện không vui lập tức dừng xe bò lại ở đây. Chính mình đặc biệt ở trên nước trống bên cạnh xe của chú Lý. Đi xuống xe bò, lại vươn hai tay ôm trang ngải lâm xuống mới mỉm cười nhìn về phía chú Lý nói, chú Lý, cảm ơn chú, nếu như không phải có nhờ ngươi, chúng tôi sợ rằng lại tốn thêm một ít thời để đi. Chú Lý bên kia dùng dây thường đánh nhẹ về phía thân châu, hắn cười nhìn về phía bác dịch cùng người đứng ở một bên trực tiếp sảng khoái nói, không cần cảm ơn. Lúc nào ngươi đem chỗ giấu băng hồ điệp thì tặng tôi hai dương. Bác dịch biết anh đang nói giỡn, nhưng vẫn hiển nhiên tươi cười, nói, được. Đi trước nhé, đêm nay mà kẻ có xương lạnh hay không, đều nhanh đi vào chú lý nói cho hết lời liền vội vàng di chuyển tiếp tục hướng một nơi khác chính mình đi đến khu vườn nho phía đầu kia bác dịch nhìn chú lý vội vàng đưa xe bò rời khỏi anh mới xoay người lại nhìn trang ngải lâm vẫn như cũ một tay nắm túi sách một tay phủi bụi đất trên quần đỏ kính dâm kia cuối cùng vẫn không có lấy xuống anh sinh khí khuôn mặt căng lên nhìn về phía cô nhịn không được trách cứ anh nói mặc kệ thân phận im được chiều chuộng như thế nào thế nhưng từ nhỏ đến lớn người trong nhà không có dạy ngươi làm em phải có lễ phép hay sao chú lý cũng vội vàng về nhà thế nhưng hắn lại thấy chúng ta thực sự phiền phức dù chỉ mới dẫn chúng ta đi hai đoạn đường em xem một chút em ở trên xe cũng đã nói những thứ gì thậm chí lúc hắn vừa đi kính dâm cũng không tháo cảm ơn cũng không nói còn có biểu tình khó chịu trang ngải lâm vừa rồi còn phủi bụi ở quần đỏ nghe lời này mặt của cô trắng bạch cả người lập tức lấy lại một tư thế nữ vương tự khắc tháo kính dâm của mình xuống, làm cho mắt mình thêm lanh lợi. Đối với bác dịch tạo ra một bộ dáng đáng chết, mới nghiến răng nghiến lợi, tới gần anh nói. Tôi tại sao lại phải nói cảm ơn? Anh không biết tôi là người ở thế giới danh viện sao? Danh viện đại danh từ chính là hư vinh cùng coi thường người. Tôi nếu như không phải cho tên đầu châu kia mấy phần mặt mũi, tôi nào lại ngồi thỏa hiệp ở đó với tên xúc sinh phía sau lâu như vậy? Tôi thiếu chút nữa còn tưởng hắn đã xem tôi là áp trải phu nhân nhưng tôi với anh không có quan hệ, tôi bày mặt này cho ai nhìn. Nếu như tôi tháo xuống kính dâm này, lão già kia nhìn tôi mắt nổi đóa lên, hắn nhất định ngủ sẽ không yên. Một câu nói cuối cùng, cũng bao nhiêu là những suy nghĩ thật của cô. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Bác dịch không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, không biết phản bác ra sao. Thế nào, Trang ngải lâm tựa hồ nhìn ra trong mắt bác dịch kia rất thâm trầm khi dễ hết thảy mọi thứ, nàng lại một bộ không coi ai ra gì thái độ ngạo mạn, nói, đột nhiên phát hiện, tôi và anh không phải một cùng một suy nghĩ. Chúng ta nghĩ sự tình xác thực không cùng một dạng. Bác dịch một biểu tình ngưng trọng đã lâu mới nhìn Trang ngải lâm thấy cô có một cảm xúc thành thật, gật đầu nói, chúng ta nghĩ sự tình xác thực không giống nhau. Nhân ra hắn cực khổ đưa chúng ta đi 20 dặm, chỉ đổi lấy một ánh mắt xem thường của em, em còn thật tình nói là muốn tốt cho người ta anh thật sự muốn biết đó có tốt cái gì bởi vì em anh đột nhiên có suy nghĩ muốn tìm một nữ nhân đơn giản để kết hôn sinh con trang ngải lâm híp mắt yêu nghị nhìn chằm chằm hắn bác dịch không làm cô nghi hoặc lâu trực tiếp hai tròng mắt nóng lên cơ hồ khẳng định nói giống chúng ta chính là loại người phàm phu tục tử xác thực muốn lưu thật nhiều hậu duệ tốt cho sau này nếu như không phải tương lai không chừng rất nhiều ngôn ngữ tốt đẹp đều bị thoái hóa cùng biến mất. Vì thế giới hòa bình thì tất nhiên phải suy nghĩ, đều phải cố gắng ha. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, trang ngải lâm nắm chặt kính dâm nhìn thẳng người này. Bác dịch không muốn nói thêm nữa, chỉ mặt lạnh trầm mặc, bất đắc dĩ xoay người đi vào hướng cửa sắt màu đen, dùng chính chìa khóa của mình mở cửa nói, vào đi. Lồng ngực trang ngải lâm có nộ khí tức giận, nhìn bóng lưng cứng rắn của anh khi chỉ muốn trở lại nho viên, đó là bởi vì anh chính là trại chủ ở đây. Cô cắn chặt răng giận chừng mắt hắn thật lâu cho đến khi nhìn anh mở cửa sắt xoay người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình. Cô mới thu lại biểu tình kia, tiếp tục một khí thế nữ vương, mang kính dâm, cất bước đi về phía trước. Thế nhưng, cô mới vừa đi vào cửa sắt kia, còn chưa kịp thưởng thức vườn nho phía trước. Trong nháy mắt có ba con chó giống lên một tiếng như một đại tướng quân uy vũ hướng về chính mình mà thẳng phóng tới. Cô mở to hai mắt lập tức kinh hô một tiếng tự tay cởi chiếc giày cao gót cao hơn 10 phân, nắm chặt tay chuẩn bị ném ba con chó săn kia. Tướng quân, dừng, bác dịch nhìn về phía trong đó có một con chó săn lớn nhất, căng thẳng quát một tiếng. Ba con chó kia nghe bác dịch quát, tức khắc dừng lại nhìn phía trang ngải lâm mà đi chậm đến anh, rồi bỗng dưng tràn đầy nhiệt khí nhào tới trên người bác dịch, không ngừng cọ cọ vào người anh. Bác dịch tâm tình rõ ràng khoái trá ngồi sổ người xuống, vươn tay khẽ vuốt đầu chúng nó, trầm giọng nói ở nhà có ngoan hay không. Mấy con chó săn vẫn giống lên xem như trả lời. Bác dịch không nhịn được cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới trang ngải lâm. Quay mặt sang đã nhìn thấy nữ nhân này mặc chiếc váy hồng sang trọng nhẹ nhàng, tay lại cầm một cái giày cao gót biểu tình khẩn trương nhìn tất cả, anh nghi ngờ hỏi em làm cái gì. Trang ngải lâm năng nề thở phì phò tức giận, mắt nóng lên nhìn ba con chó săn, cô thật là mệt chết đi được, nảy sinh ác cảm nên ném giày cao gót của chính mình trên mặt đất, một bên đi chân trần một bên thì khuôn mặt khó chịu, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa nói tôi muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngay, lập tức, bác dịch nghe rõ lời của cô, liền vuốt vuốt đầu chó săn để chúng nó về nhà trước chính mình mới đứng lên nhìn cô nói, nhịn một chút đi. Trợ lý của em đang lái xe qua đây. Trang Ngải Lâm không nói chuyện, chỉ là biểu tình khó chịu. Đi thôi, đây vườn nho của anh, Phía trước chính là nhà, còn có nơi tiếp đãi khách nhân cùng thương gia, dưới đất có chỗ chôn rượu, bác dịch trở lại vườn nho, đã nhìn đến hơn 10 cái nông rượu đứng ở đó, có mấy người đứng trên mặt đất la hét, trò chuyện về thiên sương đông lạnh. Anh lập tức bước nhanh đi qua tùy ý để Trang Ngải Lâm đứng một mình trên đường. Trang Ngải Lâm tàn bạo chừng mắt nhìn bóng lưng của bác dịch, lúc này mới cất bước đi về phía trước lại nhìn thấy cảnh trí của vườn nho, ngẩn ra. Mặt trời đã từ từ xuống núi. Mặc dù Trang Ngải Lâm có tia hàn ý không vui, thế nhưng bơi đây lại làm cô bị hấp hồn. Ánh dương chiếu xuống ánh vàng chiếu vào vườn nho minh mông vô bờ, lấp lánh nhấp nháy cũng giống như bị một tia sáng chiếu xuyên qua cảnh lá màu xanh sẫm ở trong. Nó lóe ra tia sáng bảo thạch rất chói mắt, ở phía xa có một nhà ngói màu hồng kiểu Tây Âu đứng ở đỉnh núi nhìn xuống thác nước thẳng đang phun xuống xuất hiện một cầu vồng phá vỡ chân trời. Vô số màu hồng, màu lam, màu sáng dài, giết chết bao nhiêu cây hoa dại được trồng đang nhao nhao dưới tảng cây nho. Dường như Thượng Đế đã ban cho nơi đây nhiều màu sắc tự nhiên rất đẹp phủ kín toàn bộ thế giới, cô thậm chí nhìn thấy một người nông dân cúi người trước vườn hoa, có lẽ là cảm giác đói bụng nên trực tiếp lấy một đóa hoa màu tím nhét vào trong miệng nhai, rồi hài lòng vì độ ngọt của nó, lúc này mới đứng lên nhìn về thân ảnh màu trắng của bác dịch phía trước, cười rộ lên nói năm nay hoa dại đều ngọt như vậy, nho khẳng định cũng ngọt được không kém. Bác dịch đứng ở trong đám người, nghe được lời nói này, lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía trước, anh mỉm cười. Một trận gió thổi tới. Trang Ngải Lâm đứng ở giữa, tóc dài bị gió thổi đi, cô dường như nghe thấy được tiếng gió. Trên thế giới ngọt nhất là hương hoa bàn phong, còn có hương hoa oải hương truyền kỳ, cô nghĩ đến đây lập tức vui vẻ thoải mái, dường như tất cả những khí thức ban nãy đều tiêu tan, vào thời khắc này cô cũng như đó hoa nhỏ cũng có cảm nhận giống nhau bác dịch đang đứng ở nhà vườn, nghe bọn họ nói đến khí tượng, bằng hữu trò chuyện về thiên sương đông lạnh, hắn vừa nghe vừa gật đầu. Sau đó phân phó người đi chuẩn bị đi quản đông tây ở trong vườn lại không phát hiện người phía sau một điểm tiếng động cũng không có liền nghi ngờ xoay người, cư nhiên nhìn thấy trang ngải lâm vẫn như trước còn đứng ở đám nho trong vườn ương thạch không nhúc nhích. Anh liền thấy kỳ quái, xoay người hướng trang ngải lâm cất bước đi đến. Đi qua thấy cô vẫn một biểu tình khó chịu cho rằng cô lại có cái gì không thoải mái, có chút khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Lại có chỗ nhìn không vừa mắt, không thoải mái. Trang ngải lâm một mình đứng ở giữa đường mặt vẫn như cú một bộ khó chịu. Nhìn về phía bác dịch mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen cổ áo mở ra mấy nút để lộ ra lồng ngực rắn chắc, ở hoàn cầu một thời gian, phát hiện ra anh có mấy phần mị lực khiến mấy người ở đô thị cũng kém xa lại không thể không nhớ tới lúc mới gặp gỡ anh. Anh chỉ mặc đơn giản t-shirt đen cùng màu quần màu đen bình thường. Một người bình thường như anh lại mang theo vẻ thần bí. Nghi tâm của cô nhíu lại liền yếu ớt nói, cái vườn nho lớn như vậy, người chỉ có mười mấy công nhân, làm thế nào để quản lý? Bác Dịch nghe những lời ngu ngốc này của cô nhịn không được cười nhạo cô, mới nói cái gì mười mấy công nhân? Vườn lớn như vậy, tùy theo nơi mà phân nhiệm vụ, có sở hữu tất cả những hộ lý, trừ thu thập cùng chưng cất rượu trong thời gian ngắn ngủi thì cần người gì người khác, còn lại thời gian đều là một mình anh làm em cứ tự phụ xem mình khách quý, có thể tự mình uống món rượu kia, đó là rượu mà anh mỗi ngày tự tay mình ươm nó. Trang Ngải Lâm nghe lời này, đột cảm giác sinh khí với nam nhân này, có cảm giác phía trước là vườn nho xanh đậm một màu kéo dài vô tật, đầu óc của mình không ngừng xoay tròn, xoay tròn. chương 1163, dễ sắn. Đây là Chác Doni, phía bên kia là Riesling, một mảnh này chỉ cần trồng Chác Doni, xích hà châu cùng xà ngọc rồng ở phía sau bác dịch dẫn trang ngải lâm, lúc đón ánh trời chiều hướng trong nhà mình, vừa đi vừa chỉ vào tầng tầng những giàn nho sát nhau khi đi ngang qua, nho ở đây hiển nhiên so với chu gia được quản lý có trật tự hơn. Anh lại giải thích nói, hiện tại bây giờ chắc Donny đã có vị ngọt không tệ, thế nhưng anh năm nay chuẩn bị sản xuất rượu và rượu lúa mì, cho nên chúng nó phải chờ tới gần tháng 2 năm sau lúc nho khô, mới thu hoạch. Dây nho của chúng ta ở đây đều đã hơn 25 năm tuổi. Chất rượu tương đối ổn định, nhưng anh vẫn có chút không yên lòng, cho nên cây nho của anh, một cây chỉ kết bốn chùm quả. Trang Ngải Lâm lặng yên nghe lời này, không lên tiếng, chỉ hơi lưu chuyển ánh mắt, liếc nhìn mấy dây nho hai mươi mấy năm già cỗi đèn uốn lượn kia, quả nhiên chỉ thấy kết bốn chùm nho thoạt nhìn hết sức kiêu ngạo. Bác dịch hiển nhiên tâm tình có chút vui vẻ, anh hơi tươi cười, rời khỏi bên người Trang Ngải Lâm, đi vào trong vườn nho, tới trước một bụi nho nào đó, lúc cúi xuống phía dưới, Vươn tay thật cẩn thận nâng chùm quả thoạt nhìn sáng bóng, mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng mặt liếc mắt nhìn đến gần màu tím hồng của quả nho dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt vốn dĩ tục tần kiên nghị của anh, bộc lộ vẻ dịu dàng cùng cưng chiều như người yêu, hai tròng mắt thâm thúy cũng lập tức phát ra nhu tình, thật sâu rừng ở chùm nho trong tay. Dùng ngữ khí cổ xưa sâu sắc mà tràn ngập yêu thương, Thâm Tình nói: "Nước mưa năm nay ít, thế nhưng ánh mắt trời rất gắt. Có nhiều dây nho già trong vườn, thập phần ngoan cường cắm rễ ở dưới đất, hấp thu rất tốt mạch nước ngầm. Cho nên trong quả ngọt, còn trong hương vị mang theo vô số khoáng chất. Hoa hoa cỏ cỏ cũng giao cho chúng hương vị đặc biệt. Bình thường, chú Lý vào lúc anh bận, cũng sẽ vào lúc cuối xuân, kéo xe bò giúp anh cày ruộng, mỗi khi anh nhìn thấy con trâu kia, chân đạp lên vùng đất khô cằn chỉ có ít nước, anh liền thật sâu xúc động, cảm ơn anh có thể tìm được một nơi hoàn mỹ như vậy, ủ ra được dịch rượu mà anh yêu nhất. Nói, cứ như người yêu thâm tình mà nói ra vậy mạch cảm xúc của bác dịch đang cuộn trào, cúi xuống dưới, lại dừng dưới từng quả nho được chính mình che chở mà kiêu ngạo, nhớ tới lúc thu hoạch, chúng tầng tầng ép cho đến lúc chảy ra dịch lỏng, anh liền một trận kích động xoay người, dương cười nhìn về phía người trước mặt. Trang ngải lâm cúi đầu, tay cầm túi sách chân châu của mình, không ngừng ghét bỏ phủi phủi bùn đất trên chiếc váy đỏ thấm của mình, cô thậm chí còn chết tiệt phát hiện ra, thì ra dưới gót giày cao gót màu đen kia của mình, lúc này còn dính bùn đất. Cô vừa cúi đầu phủi phủi đuôi váy dài, vừa trong miệng nói làm nhảm, rốt cuộc cái xe bò đáng chết kia, đi qua bao nhiêu nơi có mùi phân bò rồi chứ. Bác dịch sắc mặt hơi thu lại, bất đắc dĩ nhìn về phía người này. Trang ngải lâm lúc này, đã vẻ mặt phiền chán nhìn về phía bác dịch, nói anh muốn yêu thứ gì, trước không cần gấp nói cho tôi biết như vậy. Tôi thích uống rượu nho, thế nhưng tôi đối với những thứ 10 đồng có thể mua đường vai ba thứ gì đó tôi không có hứng thú. Tôi bình thường ăn hoa quả, đều là từ California đưa về đây tôi đối với bất cứ thứ đồ ăn gì của Trung Quốc đại lục đều không có hứng thú. Không khí ô nhiễm quá nghiêm trọng, ngay cả những thứ vỏ trái cây ấy cũng có thể sẽ bị nhiễm carbon dioxide vô cùng đáng sợ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Bác dịch thật sự rất rất bất đắc dĩ nóng mắt nhìn người này. Trang ngải lâm cũng lại như nữ vương, trực tiếp chừng mắt nhìn anh, tức giận nói anh còn không nghe được lời tôi sao. Không rõ ý tứ của tôi. Bác dịch mắt nheo lại, xác thực không rõ nhìn về phía cô trang ngải lâm mặt bộc lộ một chút xấu hổ thật sâu chăm chú nhìn anh một lúc lâu do so dự một hồi nhưng vẫn nói thẳng tôi đói bụng tôi từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ vẫn chưa ăn thứ gì tôi đói bụng bác dịch nhìn vẻ mâu thuẫn nghiêm trọng của người này lập tức bất đắc dĩ tuyệt vọng bật cười nhìn về phía cô nhíu mày nói em nói em đói bụng thế nhưng em lại nói em không ăn bất cứ thứ đồ ăn gì của trung quốc ăn hoa quả đều là từ nước ngoài đưa về đây. Anh bây giờ có thể bắt em làm sao bây giờ? Anh chính là muốn chiêu đại em, cũng không có cách nào. Chỗ này của anh chỉ có hai chai rượu mà em trai em mang đến lúc ăn cơm, cùng với trứng cá muối Nga. Có muốn hay không trước cho em bỏ chút gì đó vào bụng? Đỡ phải chết đói trong lúc em đợi quay về khách sạn. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, trang ngải lâm mặt nhăn nhó loạn bảy tám phần, sống chết nhìn chằm chằm bác dịch bác dịch cũng bất đắc dĩ nhìn người này, vừa nhìn vừa nặng nề mà bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sau đó mới từng bước đi vào trong vườn nho chắc đô mà trên có một khoảng trống nhỏ, dường như một vài loại rau dưa, bác dịch liền trực tiếp đứng bên cạnh ruộng đồng, cúi xuống dưới, vươn tay sắn ống tay áo sơ mi trắng lên, lộ ra cổ tay màu đồng to lớn. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Trang Ngải Lâm không hiểu nhìn về phía người này, từng bước đi về phía anh, theo sự hiểu biết của mình với anh, chính mình hẳn là rất nhanh sẽ có ăn. Quả nhiên, bác dịch ngồi xổm trong đó, cầm lên một cái sẻ nhỏ đặt nơi đó quanh năm, đào ra một rễ cây gì đó màu vàng vùi trong mặt đất, trực tiếp đi về phía con mương nhỏ trải qua ở phía trước, cúi người xuống rửa sạch sẽ, lại đem chúng bẻ ra hai khúc, nhìn phần thịt bên trong mọng nước, cảm giác có một trận hương vị ngọt mát lộ ra, anh hài lòng cười, quay người đi ra khỏi ruộng đồng, đứng trên đường, đưa cho trang ngải lâm cười nói, ăn đi. Mùi vị không tệ, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang Ngải Lâm trên mặt hệt như bị dán bỏ đầy, cúi đầu, nhìn chằm chằm thứ thực vật kỳ quái kia, khó coi muốn chết, cứ như vậy được rửa sạch qua loa, vặn ra hai khúc, thứ chất lỏng kia chảy xuống nhìn đã muốn buồn nôn. Cô một trận hoảng loạn, không phải nói Trang Ngải Lâm chưa bao giờ ăn các loại thực phẩm không hương không vị như vậy, càng sẽ không ăn một thứ cổ quái, cô chỉ trực tiếp hy vọng anh có thể nghe hiểu ngôn ngữ mình nói, thật muốn điên nói, tôi ngược lớn anh không biết sao ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Bác dịch nghe lời này, anh lại không rõ, nhìn người này, mình cũng bộc lộ vẻ kỳ quái, muốn cười lại không dám cười, cuối cùng vẫn nhịn cười không được, mang theo ánh mắt nặng nề, nói, anh biết. Vậy anh còn cho tôi ăn dễ sắn, trang ngải lâm trực tiếp mắt sáng quắc lườm nhìn người này, chịu không nổi đứng thẳng người. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Bác dịch vẻ mặt bất đắc dĩ tay cầm dễ sắn này, Nhìn về phía người không có chút hiểu biết về văn hóa Trung Quốc này, nặng nề thở dài một hơi mới nói, "Đây là cổ sen." Phốc, Trang Ngải Lâm quả thực muốn chế nhạo cười rộ lên, lại tức giận nhìn về phía người này, một tư thế như muốn giết chết người ta, chịu không nổi nói, "Thứ đồ chơi này khó coi như vậy. Cư nhiên lại có cái tên dễ nghe thế sao? Anh cho là tùy tiện nói ra một cái tên dễ nghe, tôi liền sẽ tin tưởng anh sao? Em có phải đã xem Thiên Long Bát Bộ?" Anh hùng xạ điêu của Trung Quốc truyền ra nước ngoài hay không? Bác dịch cũng chịu không nổi, ngữ khí hơi cao giọng nói: Em có phải hay không cho rằng trời sinh cây sen chính là một đóa hoa sen? Sau đó cao quý mà ngọc trắng ngà sinh trưởng trên đỉnh núi, giống như em xinh đẹp, kiều diễm như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Trang ngải lâm trực tiếp đáp lại: Mau ăn đi, bác dịch không muốn cùng cô nhiều lời, trực tiếp liền đem củ sen đưa tới trước mặt cô, nói: Nó ăn rất ngon, rất có dinh dưỡng chỉ có thứ giống như châu như anh, mới ngay cả cỏ cũng đều cảm thấy ăn ngon, trên thế giới này, còn có thứ thực vật gì có thể cho các người lực tưởng tượng. Trang Ngải Lâm càng nói càng tức giận, xoay người, ôm vai, không ăn. Bác dịch bất đắc dĩ nhìn chằm chằm người này một cái, lúc này mới đưa tay từ trong túi quần của mình, rút ra một cây dao nhỏ, sau đó thập phần cẩn thận mà nhẫn nại thức củ sen kia, vừa tước vừa nói anh bắt đầu có chút hiểu, hồi bé cha anh thường nói với anh, ông ấy thiếu mẹ anh rõ ràng là hai người không có liên quan mà lại muốn cho người kia không rõ sự thật trang ngải lâm gương mặt căng thẳng vẫn không nói lời nào bác dịch tước được một ít vỏ ngước mắt liếc nhìn người này một cái mới lắc đầu dùng dao sắc nhọn kia cắt đứt một khối củ mọng nước ngọt mát ngón tay nhẹ cầm đưa đến môi cô tức giận nói ăn đi danh viện trang ngải lâm vẫn còn tức giận ăn đi trước chịu đói một chút để anh sắp xếp mọi việc xong xuôi sẽ nấu cho em ăn. Nấu rất nhiều rất nhiều món ăn ngon, bác dịch có lẽ là thực sự thông cảm cô là Thiên Kim đại tiểu thư, bình thường uống một chén trà đều phải ba người hầu hạ, hiện tại hiếm khi tới một nơi chịu khổ như vậy, cũng quả thật có điểm làm khó cô. Trang Ngải Lâm nghiêng mặt, liếc nhìn bác dịch một cái, lưu truyền một chút ánh mắt, mặc dù muốn ăn, nhưng vẫn tức giận bất bình nói, tôi nghe nói em trai tôi đến ở vùng nông thôn, gặp một địa chủ, chiêu đãi nó thứ gì, cũng là mỹ thực trời cho vì sao chị đây ở nơi này mà lại phải ăn thứ khó coi này chứ anh cũng không phải địa chủ anh chỉ là nhà vườn bác dịch cầm khối thịt củ lại dơ dơ nhắc nhở cô trang ngải lâm lồng ngực bị chặn một đoàn khí lại liếc nhìn cái thứ củ bị cắt kia rất mọng nước bị bức bất đắc dĩ há mồm ra để bác dịch đút cho mình ăn khi miệng cô ngậm được khối củ mát lạnh kia hai tròng mắt không khỏi sáng ngời phát hiện khối củ kia thực sự rất ngon sạch còn lộ ra một hương vị chính mình nói không ra cô vừa nhai vừa cảm thấy rất thần kỳ ăn ngon không bác dịch mỉm cười nhìn về phía cô trang ngải lâm trực tiếp trợn mắt vừa nhai cổ kia vừa lưu chuyển ánh mắt không chịu thừa nhận đừng động một chút là mắng đất nước của mình như vậy bác dịch bất đắc dĩ nhìn về phía người này nhàn nhạt, nhạt nói dù sao mỗi người đều rất nỗ lực sống cái thứ carbon dioxide không đến được nơi này có vài người ngay cả cơm cũng không được ăn đủ no nơi này của bọn anh có một vài đứa nhỏ vì mua cái bút trì cũng có thể phải vượt cả một ngọn núi lớn. Nhưng mà bọn chúng lại không trùn bước, thật tình thực lòng yêu vùng đất của mình. Nơi trong lành nhất, đúng là đây, mấu chốt là em có nguyện ý hay không thôi. Trang ngải lâm lại nhai nhai đồ ăn, thái độ thật đáng đánh đòn. Bác dịch nhìn người này, bất đắc dĩ lại thở dài, mới đưa củ sen cùng dao nhỏ trong tay mình, đưa tới trong tay cô, mới nói tự em chậm rãi thức ăn đi, anh có chuyện phải làm. Đi ra phía trước vườn nho viên, có một căn biệt thự hai tầng nhỏ, chính là nơi anh thường ở, em trai em thường đến, ở phòng lầu 2, em nếu như muốn nghỉ ngơi, cũng có thể ở đó tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Trang Ngải Lâm lại phát hiện trọng điểm không phải ở đây, cô hai tay cầm củ sen kia, tức giận nói chị đây chưa bao giờ tước ăn thứ gì. Cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng bàn tay mình tự mình tước thứ gì ăn. Bác dịch lại bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người này, bị bước bất đắc dĩ mới ghé sát vào người cô, ở phía trước cách đó không xa có một vài nhà vườn, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe hiểu nói, anh nói: "Nếu như em thật muốn anh hầu hạ em, được thôi đến ban đêm, đến tối, em muốn anh gọt táo hay là mở tivi cho em, anh đều nguyện ý." Trang Ngải Lâm tức khắc nhíu mày, tức chết nhìn chằm chằm người này. Bác dịch lại nhịn cười không được, vươn tay nhẹ nắm bả vai cô, mới nói: "Ăn xong vào trong nhà nghỉ ngơi. Bên trong còn có quần áo lúc khả hình qua đây, dùng để thay đổi." nếu như em cảm thấy váy dài này bất tiện, có thể thay ra trước. Vóc người của nó cùng tôi phù hợp sao? Tôi sao có thể mặc quần áo của nó chứ? Trang Ngải Lâm tức giận, trực tiếp trợn mắt nhìn anh. Anh biết, bác dịch cũng trực tiếp nhìn cô, nói, ngực em lớn. Trường 1164, chờ anh một chút. Cửa phòng phịch một tiếng, rất tức giận mở ra. Trang Ngải Lâm bất đắc dĩ mặc áo thể thao trắng cùng quần đùi đen của đường khả hình trước đây để lại, may mắn là đồ rộng thùng thình, cô mặc chỉ hơi chật, hiện ra vóc người tiêu hồn cùng đôi chân dài trắng nõn khêu gợi, chỉ thấy cô mang vẻ mặt căng thẳng, xóa mái tóc dài đến eo, đứng trước cửa phòng lầu một, con mắt trái lưu chuyển qua đây, mắt phải lưu chuyển đi chỗ khác, mới lại xoay người, nhìn về phía bên trong phòng, bày một chiếc giường lớn màu lam đậm, trái trái phải phải trong trong ngoài ngoài đều là sách rượu nho. Nhất là bên kia giường, còn để sách lịch sử rượu nho, nặng phải 20 cân sau khi cô liếc mắt một cái, lại xoay người, nhìn về phía phòng khách bày ra vô số giải thưởng, còn có vài ảnh chụp bác dịch ra nước ngoài du học và tham quan rượu trang treo trên tường, có một vài ảnh chụp giữa anh và chủ trang trại rượu. Trang Ngải Lâm từng bước đi ra, trải qua ghế sofa kiểu Âu kia, đứng trước tường, cầm lên củ sen tự mình tước sạch sẽ, vừa nhai, vừa lưu chuyển hai tròng mắt, dần dần nhìn lướt qua ảnh chụp trên tường, bên trong có ảnh chụp lúc anh còn trẻ, đến Pháp du học trường trưng cất rượu, còn ảnh chụp anh ngồi ở rượu trang Peford, cùng chủ trang trại nâng ly hợp ẩm, thậm chí còn có vài tấm, anh ở Anzac cùng nông dân địa phương, đứng dưới hầm rượu thưởng thức và bình phẩm rượu vừa mới trưng cất, tấm ảnh kia lộ ra màu sắc sinh mệnh hết sức nồng đậm. Trang ngải lâm dường như không hiểu bị nhiễm, nhất là khi thấy ảnh chụp anh mặc âu phục màu đen, lộ ra mị lực đặc biệt của người phương Đông, đứng dưới hầm rượu Lafite, cùng vô số nhà bình phẩm đứng chung một chỗ, nhưng mặt có lẽ bàn về một dịch rượu nào đó, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt trí tuệ, có điểm hấp dẫn người. Cô không hiểu lưu chuyển ánh mắt, nhớ tới anh vừa rồi đứng dưới gốc nho chắc doni nói câu, nước mưa năm nay ít, thế nhưng ánh mắt trời rất gắt. Có nhiều dây nho già trong vườn, thập phần ngoan cường cắm rễ ở dưới đất, hấp thu rất tốt mạch nước ngầm. Cho nên trong quả ngọt, còn trong hương vị mang theo vô số khoáng chất. Hoa hoa cỏ cỏ cũng giao cho chúng hương vị đặc biệt. Bình thường, chú Lý vào lúc anh bận, cũng sẽ vào lúc cuối xuân, kéo xe bò giúp anh cày ruộng, mỗi khi anh nhìn thấy con trâu kia, chân đạp lên vùng đất khô cằn chỉ có ít nước, anh liền thật sâu xúc động, cảm ơn anh có thể tìm được một nơi hoàn mỹ như vậy, ủ ra được dịch rượu mà anh yêu. Có lẽ có câu, nói như vậy, người chuyên chú một việc, ôm một chút tình cảm, là người hấp dẫn nhất. Trang ngải lâm mặt dần lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn về phía bác dịch giữa ảnh chụp, nhưng người, quả thật có chút đẹp trai. Cô lại bày ra thái độ như buồn chán, xoay người, nhìn về phía toàn bộ phòng khách này, mặc dù cũng chất đầy sách vở và giải thưởng, nhưng một chút cũng không mất trật tự, cô cứ như vậy từng chút từng chút xem lướt qua, rồi mới kéo lê đôi dép tơ tằm, đi ra ngoài sân, lại rõ ràng cảm giác được mặt trời đã xuống núi, khí trời đột nhiên lạnh, cô có chút co rúm lại, nhưng vẫn không mặc thêm quần áo, chỉ là đơn độc cất bước đi ra vườn, liếc mắt liền thấy bác dịch vẫn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gang cùng quần tây đen. Đứng giữa đông đảo các nhà vườn, căn dặn mọi người, lúc xương giá, làm thế nào để đẩy mạnh ống khói phía sau vườn, có vài nhà vườn thậm chí cũng cho ý kiến, chỉ về phía con đường xa xa, nói rõ ống khói quá lớn, không tốt để kéo, có thể phải dùng chút máy móc. Bác dịch nghe, cũng tức khắc gật gật đầu. Trang ngải lâm cứ như vậy, đứng bên cạnh sân, nhìn về phía bác dịch đứng trong đám người, vóc người cao lớn, dáng vẻ thập phần tục tần mà lại tỏa ra mị lực đặc biệt, hai mắt cô hơi lưu chuyển. Nhớ tới anh vừa rồi ghé sát vào chính mình nhàn nhạt, nhạt nói câu kia, nếu như em thật muốn anh hầu hạ em, được thôi, đến ban đêm, đến tối, em muốn anh gọt táo hay là mở tivi cho em, anh đều nguyện ý." Trái tim như bị ai đó dùng chày nện vào. Trang Ngải Lâm không hiểu cảm giác được trái tim mình đập nhanh, mặt tức khắc bộc lộ vẻ căng thẳng, sống chết nhìn chằm chằm bác Dịch vẫn đang đứng ở nơi đó căn dặn nhà vườn làm việc, lúc vươn tay chỉ vào phương xa, cánh tay to lớn kia, sáng lên mày đồng dụ hoặc, hai mắt cô chợt lóe, trong đầu cư nhiên không hiểu nhớ tới cuộc sống tương lai, bác dịch ngồi ở bên cạnh mình, dáng vẻ gò táo và mở tivi cười ôn nhu. Trang ngải lâm, người đúng là điên, người đã đến cái nơi bốc mùi phân châu này, lại còn nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, đều là cái tên đàn ông xấu kia làm hại. Anh ta muốn tùy tiện tìm một phụ nữ bình thường sinh con, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trang ngải lâm hung ác nói cho hết lời, thân thể hơi đứng ra một chút. Rất nhiều rượu nông đều không hiểu cảm nhận được khí thế của Trang Ngải Lâm áp qua đây, tất cả đều kìm lòng không được xoay người nhìn về phía cô, bởi vì đây là nơi xa xôi so với thành phố, cho nên rất khó được nhìn thấy một người xinh đẹp việt thế như Trang Ngải Lâm, nhất là cô lại mặc đồ bó sát với vóc người đầy đặn, còn có cặp chân thon dài cùng khiêu gợi trắng nõn, thực sự quá mức mê người. Mọi người đều nhìn đến ngây người. Bác dịch lúc đang căn dặn mọi người làm việc, cũng nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút khác thường liền kỳ quái quay mặt sang, cư nhiên nhìn thấy Trang Ngải Lâm đơn độc đứng trong sân, tóc dài nhẹ nhàng, xinh đẹp động long người, da dáng sơn trại phu nhân, anh tức khắc lộ vẻ bất đắc dĩ xoay người, vừa căn dặn mọi người làm việc, vừa đi về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm ôm vai nhìn người này. Bác dịch trực tiếp bước nhanh đi tới trước mặt cô, nhìn về phía cô ăn mặc đơn bạc như vậy, lập tức vươn tay nắm cánh tay của cô, đem cô kéo vào phòng mới nói em sao lại cứ như vậy mà đi ra ở đây ban đêm tranh lệch nhiệt độ với ban ngày rất lớn một lát sẽ rất lạnh ăn mặc ít như vậy khả hình không có quần áo khác sao kia cũng không phải cách ăn mặc của tôi a à. tôi cũng không phải nói bà xã của em trai không tốt thế nhưng nó xác thực quá lùn à. a trang ngải lâm thật là không có cách nào trực tiếp nói ra theo anh cùng nhau vào phòng bác dịch cất bước đi vào phòng khách nhà mình xoay người xem xét nhìn người này một cái mới nhanh chóng ở trên sofa tìm được áo khoác da màu đen đem nó cầm lên tức khắc khoác lên cho cô mới nói em như vậy anh tình nguyện cho em mặc váy dài váy dài cũng không tốt vai và nửa ngực đều ở bên ngoài đừng buồn nôn anh ngay cả dễ sắn cũng cho tôi ăn còn sợ tôi lộ ngực cô vẫn cố chấp coi đó là dễ sắn đó là củ sen em vậy là có bao nhiêu ý nghĩ muốn nâng ngực a à? bác dịch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô một cái mới nhanh chóng xoay người đi về phía phòng bếp bên kia từ trong tủ lạnh nhanh chóng lấy ra chân giò hun khói, trứng gà, cùng khối thịt gà đông lạnh, nghĩ còn có một chút thời gian, liền mau mau chuẩn bị cho cô một ít thức ăn, anh vừa nhanh nhẹn đứng trước thất, trước hết để cho khối thịt gà đông lạnh kia giã đông, lại cắt chân giò hun khói mới nói anh bởi vì mấy ngày chưa có trở về, cho nên đồ ăn dự trữ còn không nhiều, thế nhưng anh vừa căn dặn phu nhân nhà vườn. Chuẩn bị cho em một ít món ngon, anh trước tạm thời làm cơm cho em ăn, đợi lát nữa, các vị ấy sẽ đem thức ăn đưa đến, Em nếm thử rau dại trong vườn nho của chúng ta, ăn rất ngon, khả hình tới cũng cảm thấy không tệ. Em ăn xong, có lẽ trợ lý sẽ đến đây đón em trở về. Trang Ngải Lâm nghe thấy những lời đường đường chính chính này, nhìn về phía lưng anh đứng đối diện với mình, đơn độc đứng trước thất hoạt động, cô chưa từng nghĩ, chưa em trai mình lúc làm cơm đẹp trai ra, còn có một người như thế. Cô lặng yên lưu chuyển ánh mắt, cũng không nói gì, chỉ là đến gần tủ lạnh kia, nhẹ mở ra đột nhiên phát hiện một trận nồng đậm hương rượu khiến người ta có cảm giác say nhẹ nhàng tục tiên, khiến tinh thần mình trong nháy mắt sang sảng, cô tức khắc hai tròng mắt nóng lên, nhìn về phía trong tủ lạnh để vô số dịch rượu không biết tên. Hẳn là toàn bộ đều là do anh trưng cất, trên chai hầu như không có nhãn hiệu rượu. Ánh mắt cô rơi vào một chai rượu nhỏ thủy tinh nào đó, giữa chai trong suốt, dịch rượu đặc màu vàng ánh kim, vừa nhìn biết rượu kia chính là từ chai thủy tinh đó tỏa ra, cô tức khắc nhanh chóng vươn tay, cầm chai rượu kia lên, dựa vào than thủ tốt, trong nháy mắt liền đem nắp chai kia rút ra, lập tức một cỗ hương vị dập dờn vô số mật ngọt, ngọt đến mức choáng váng lòng người, vô cùng hưng phấn chuyển đến. Cảm xúc của cô nhất thời trong khuynh khắc tăng vọt cười rộ lên, sắp sửa cầm chai rượu lên uống một ngụm nhỏ. Bác dịch vừa cắt nhỏ chân giò hôn khói, vừa mới muốn nói, lại không hiểu người được hương vị rượu kia, anh trong nháy mắt kêu to không ổn, tức khắc xoay người, cư nhiên nhìn thấy Trang Ngải Lâm đang cầm chai rượu su mà chính mình cất giữ đã lâu, sắp sửa ngửa đầu uống, anh đau lòng quát to một tiếng không được, tức khắc vươn tay, keo kiệt đoạt lấy chai rượu nho chân quý đến từ Hungary kia, cũng tên rượu su là loại rượu nho chân quý đạt tiêu chuẩn nhất trong giới bình phẩm rượu. Độ ngọt lên tới 450 độ. Anh làm gì vậy, uống một chút không được sao, anh rõ ràng đã từng mở. Trang Ngải Lâm thoáng cái nhìn dịch rượu này có phần xuất ra, bắn lên mặt mình, cô tức giận muốn tìm khăn tay, vừa thẳng gọi. Không được, em không biết uống rượu này. Lãng phí, bác dịch không nói hai lời, liền trực tiếp cầm nút rượu lên, đem chai đậy lại, nhanh chóng bỏ vào tủ lạnh, mới từ từ nói, một giọt dịch rượu, đáng giá 10 khối vàng A. Vậy tôi cho anh vàng, Trang Ngải Lâm nhìn về phía anh kêu lên. Bác dịch xoay người, chừng mắt nhìn ánh mắt không sao cả của cô, nói thế giới này không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để mua được em có biết dịch rượu kia bao nhiêu năm không? Anh tốn mất 5 năm mới tìm được. Rượu đế anh tốn bao nhiêu năm tìm kiếm, trang ngải lâm tôi có thể không cần dùng lực cũng có thể mua được. Cô nói cho hết lời, sẽ phải xoay người vươn tay, chuẩn bị muốn lau sạch dịch rượu vẩy trên cằm mình. Bác dịch mắt thấy, lập tức đau lòng đi qua, bá đạo vươn tay, đỡ hông cô, tức khắc tay nâng khuôn mặt gợi cảm động lòng người của cô, cúi xuống, môi mỏng dán ngay cằm cô, vươn đầu lưỡi, nhẹ mút dịch rượu ngọt đến mức khiến người ta mê hoặc kia vừa mút vừa nuốt hiết hầu đàn ông gợi cảm của anh dường như bị một động vật nhẹ liếm trang ngải lâm cả người cứng ngắc đứng tại chỗ tùy ý bác dịch ôm chặt bên hông chính mình cúi xuống động tình giống như hôn môi mút cằm mình thỉnh thoảng cảm giác được ngón tay thô giáp của anh trượt ở mông mình hơi thở đàn ông thập phần cường liệt từ lồng ngực lao thẳng về phía mình cổ áo sơ mi không biết từ lúc nào đã mở ra nút áo thứ ba tim cô không hiểu bỗng đập loạn bác dịch lúc này cũng ý thức được chính mình lỗ máng lúc anh đang mút chiếc cằm gợi cảm của cô môi mỏng thiếu chút nữa tiếp xúc với đôi môi ngọt ngào của cô đáy lòng lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt nhất là tại vùng đất chung tình thuộc về mình này tim anh lại như nguyên thủy muốn bộc phát ra lại nghĩ tới lúc sinh nhật cô mình nói lời hẹn gặp lại kia không biết nên làm cái gì bây giờ liền hơi rời khỏi mặt cô không hiểu có phần tiếc nuối gần như cúi đầu dán sát vào chán cô ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô nhìn về phía người phụ nữ mê chết người này dùng một loại hơi thở đàn ông gợi cảm mà sủng ái thật sâu nặng nề nói xin lỗi trang ngải lâm không nói chuyện không phản kháng bác dịch thật sâu nhìn chằm chằm dáng vẻ này của cô cảm xúc lại không hiểu khẽ động lúc nuốt nơi cổ họng muốn vào thời khắc này ôm hôn người phụ nữ này bác dịch mau ra đây trời bên kia bỗng nổi gió có người kêu bác dịch lập tức dừng lại nhìn về phía người phụ nữ vẫn nét mặt căng thẳng, hai chồng mắt anh nhẹ lưu chuyển, muốn nói gì đó, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ là ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, tay xuyên qua quần áo vuốt ve ra thịt trơn mềm của cô, mới thật sâu nặng nề nói, anh, anh vừa rồi, nói là thực sự, nếu như em đêm nay nguyện ý ở lại, anh sẽ gọt táo cho em, mở tivi cho em, hầu hạ em, hầu hạ nữ vương duy nhất trong đời anh. Trang ngải lâm trầm mặc không nói lời nào. Bác dịch sâu hơn liếc mắt nhìn cô một cái, mặc dù biết thời gian cấp bách, nhưng vẫn khó có thể nhẫn nại cúi mặt, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, ở trên môi của cô ngọt ngào hôn, lúc chính mình thoát đầu lưỡi đẩy môi cô ra, cùng đầu lưỡi cô dây dưa, tức khắc nặng thở dốc, tay đưa đến trước ngực cô, không ngừng xoa, xoa xoa, thậm chí kéo vòng trang sức xuống, cách áo lót nhẹ nắm bắt điểm phấn hồng của cô, than thể to lớn đã áp qua đây, vật đàn ông giữa đôi chân, để giữa hai chân cô, không ngừng vuốt ve. Trang ngải lâm lần đầu tiên chờ mong kích thích như vậy, khiến cô lập tức nuốt nơi cổ họng. Lúc đang cùng anh hôn môi, hai tay không nhịn được chống tủ chén, nhẹ nhấc đùi lên. Bác dịch liếc mắt nhìn cô một cái, cảm giác được sự nghinh hợp của cô, anh càng nhiệt huyết sôi trào ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, cách lớp quần áo không ngừng xoa giữa hai chân cô, thậm chí tay anh đã xông vào bên trong quần đùi, trực tiếp xoa nắn điểm ấm áp kia. Anh vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại thở dốc. Ưm, ừ, Trang ngải lâm cũng nhắm mắt lại hưởng thụ. Bác dịch, mau đến đây, gió nổi lên, có người lại kêu. Bác dịch bất đắc dĩ, đành phải dừng lại tất cả động tác, cúi xuống dưới, thật sâu nhìn về phía người phụ nữ này, dường như khẩn cầu nói, nếu như trợ lý của em đến, trước hết chờ anh một chút. Chờ anh một chút hãy đi, được không? Trang Ngải Lâm không lên tiếng, chỉ bộc lộ vẻ nhàn nhạt. Trường 1165, bươm bướm nhẹ nhàng. Sắc trời bắt đầu tối, Mặt trời chiều len lỏi phía chân trời, để lại một màu mờ tím cuối cùng. Bác Dịch một thân quần áo màu trắng, đứng dưới bầu trời tím, thuận theo sức gió càng lúc càng lớn. Anh đứng ở trên giá trong vườn nho, đối với việc người làm tập trung ngày càng nhiều, bác Dịch khẩn trương cao giọng ra lệnh, không kịp nữa, mau đem ống khói và tháp ấm đẩy qua đây. Sương lạnh có khả năng lại rơi xuống. Lúc này, bạn của bác Dịch là Lý Vĩ ở cục khí tượng, nhanh chóng đi vào vườn nho, nét mặt khẩn trương nghe thấy bác dịch nói những lời này anh thở phào nhẹ nhõm mới nói tôi đã nghĩ đến việc anh không biết sương lạnh rơi sớm bác dịch xoay người nhìn về phía bạn tốt trên khuôn mặt anh là sự kiên nghị cùng sự tự tin tràn đầy kinh nghiệm hứng gió vươn tay nhẹ nắm không khí ẩm ướt trong gió đôi mắt sáng rực giọng nói mạnh mẽ sao có thể không biết đây lý vĩ mỉm cười nhìn anh biết anh thông thạo thiên văn địa lý so với mấy người trong cục khí tượng còn quen thuộc hơn chuẩn bị đi Tôi sợ không kịp thời gian, bác dịch có vẻ khẩn trương và áp lực đứng trong gió. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía vườn nho bát ngát kéo dài một mảnh trước mặt, những quả nho kia là thành quả một năm 365 ngày, từ sáng đến tối, anh vất vả cày cấy mới được. Mỗi quả nho giống như là người yêu của anh vậy, cho nên anh che chở vô cùng tỉ mỉ. Trong ngực anh giờ là muôn vàn cảm xúc hỗn độn, nhìn màu tím phía chân trời từ từ biến mất, đêm tối chính thức buông xuống, anh lập tức xoay người, âm thanh nặng nề, ra lệnh trước tiên di chuyển ống khói. Giọng nói vừa vang lên, toàn bộ người làm đáp lời của anh, nhanh chóng chạy như bay đến phía sau tòa thành nhỏ, chuẩn bị di chuyển ống khói, mà những người khác đang xếp rượu, cũng theo vào vườn nho giúp đỡ, dựa theo nơi bác dịch chỉ định, bắt đầu dàn gạch ra. Trang Ngải Lâm đứng trong phòng, nghe tiếng động bên ngoài, mặt của cô hơi căng thẳng và nghi hoặc, vừa rồi một người phụ nữ của Trang Viên tự tay làm thức ăn đưa tới cho Ngải Lâm. Cô cất bước đi đến cửa sổ sát đất, vừa vặn nhìn thấy rõ ràng mấy chục người làm vừa dùng sức trợ giúp trái phải nâng giá sắt nặng mấy chân cân, đi qua vườn nho trước mỗi cây nho, bọn họ hạ thấp cơ thể, hai tay chống trên khung sắt nặng đang la hét trợ giúp, vừa nhao nhao mồ hôi đầm đìa nhìn xung quanh, rất sợ đụng phải cây nho nào đó. Một vài cô gái ở trong thôn làm việc mặc quần áo giản dị, tay cầm dụng cụ được yêu cầu đốt cháy vật phẩm hóa học, đây là một loại chất đốt bảo vệ môi trường. Nơi nơi tràn đầy sương mù, kết hợp với không khí tạo thành hơi nước bình thường, bao phủ khắp vườn nho. Trang Ngải Lâm mặc dù bình thường yêu thích uống rượu đỏ, cũng biết muốn thưởng thức được rượu nho cần hiểu biết rất lớn, thế nhưng nhìn thấy việc xử lý xương muối trong vườn nho, đây là lần đầu. Mặt cô lạnh nhạt mà nghi hoặc, chậm rãi cất bước ra khỏi biệt thự, đi qua sân, đứng ở bên cạnh lan can, vừa vặn nhìn thấy bác dịch nhanh chóng sắn ống tay áo màu trắng lên, cùng với người làm ra sức đẩy tháp ấm đi về phía trước, lúc này gần như là cách mỗi 20 mét đặt một tháp ống. Quả nhiên, thời điểm càng lúc càng gần, không khí trong vườn nho, dường như ngưng kết lại, có chút lạnh. Trang ngải lâm vô thức vươn hai tay, hơi kéo chặt áo da màu đen của mình lại. Cô ngừng đầu, trong đôi mắt là những tia sáng mãnh liệt nhìn về phía bác dịch từ từ biến mất ở trong bóng đêm. Anh phải đem tháp ấm đẩy sang bên kia vườn nho, trong đó một người làm có kinh nghiệm trồng nho phong phú, đi nhanh tới trước cây nho, vươn tay hái quả xuống, hai tay liên tục trà sát nó, cảm giác được nhiệt độ trái cây vẫn còn an toàn, lại ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người cao giọng la lên, hiện tại thời gian vẫn còn. Mọi người trước tiên đem ống khói đặt trên tháp ấm. Lý Vĩ vừa đứng đó giúp bác dịch hỗ trợ công việc, thuận tiện giúp người làm, di chuyển hình cầu, đem rất nhiều ống khói, đặt tại đỉnh tháp cao 3 mét, cầm lấy các loại khuyên, khó khăn dùng ốc vít cố định. Một người làm khác, cũng nhanh chóng bỏ lên trên đỉnh tháp, cúi xuống đón lấy ống khói được đưa lên, bắt đầu sử dụng công cụ siết chặt ống và đỉnh tháp bọn họ rốt cuộc đang làm gì trang ngải lâm thập phần nghi ngờ ngưng mặt nhìn bóng đêm càng ngày càng lạnh không khí giống như ở trong sa mạc đột nhiên trở nên lạnh hơn thậm chí ngưng tụ lại mấy phần thế nhưng người làm giữa vườn nho kia mỗi người gần như đều mặc trang phục đơn bạc đứng ở trong tháp ấm làm đến cơ thể nóng lên mồ hôi đầm đìa có những người phụ nữ đã ngồi xổm ở trong gió đem phần vật phẩm dễ đốt cháy phân chia rõ ràng để vào trong tháp ấm, sau đó đem khối băng tương tự, thả vào bên trong những cọng cỏ linh tinh. Lông mày của cô nhíu lại, càng cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này, điện thoại vang lên. Trang Ngải Lâm vừa chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, ấn nút trả lời, lập tức nói, ưm. Chị, giọng nói của Trang Hạo Nhiên truyền đến, hiện tại chị vẫn còn đang ở vườn nho à. Em đã cho người sang đây đón chị, bác dịch ở vườn nho xử lý xương muối, đoán chừng sẽ không có thời gian để ý chị. Chị không có việc gì thì đừng làm khó dễ người khác. Sương muối đối với vườn nho, đó là một tai nạn chí mạng. Hiện tại tâm tình của anh ấy nhất định rất nặng nề. Trang Ngải Lâm không lên tiếng, cầm di động nghe điện thoại của em trai, hai mắt đảo vòng, nhớ tới bác dịch hôm nay đối với mình vừa dung túng, không để lộ một điểm trầm trọng nào. Chị chịu đựng một chút, em cho người mau chóng đi qua. Trang Hạo Nhiên không nghe thấy giọng chị mình, nhớ tới sự việc phỉ thúy buổi chiều hôm nay, sợ tâm tình của cô không tốt, tiếp tục nói, vườn nho của bác dịch, thoạt nhìn mặc dù không giống một số tòa thành ở châu Âu, thế nhưng cũng có một tư vị khác, nhất là phía sân sau chỗ tổ chức hôn lễ của anh ấy, trồng rất nhiều loại hoa đủ màu, sẽ làm cho chị bất ngờ đấy. Đối với những loài hoa ấy chị không có hứng thú, đừng nói với chị những lời vô nghĩa, Trang Ngải Lâm nói xong, lập tức cúp điện thoại giọng nói của Trang Hạo Nhiên ở bên kia như giấy ruộa sắp chết truyền đến, này. Thời điểm lúc chị trở lại, thuận tiện hái giúp em một ít rau đem về, khả hình thích diệp tử màu tím. Chị đừng làm phiền bác dịch, chính chị tự hái đi. Điện thoại ngắt kết nối. Trang Ngải Lâm trực tiếp cầm di động, trên mặt biểu tình khẩn trương, đôi mắt chấp mấy cái, nhìn xung quanh khắp vườn nho rộng lớn, cứ mỗi một khoảng, đã có thật nhiều tháp ấm, mà người làm vẫn như cũng tiếp tục bận rộn, bóng dáng bác dịch lại không biết ở phương nào, chỉ còn lại trước mắt cô là ánh sáng từ căn biệt thự, có thể nhìn thấy rõ ràng ràn nho phía trước, trong vườn nho một mùi hương chanh chắc đô nay thơm mát, vẫn kiêu ngạo như vậy đứng ở giữa cành lá. Một người làm nào đấy lúc đi qua bên cạnh nó, vô cùng cẩn thận liếc mắt nhìn nó một cái, mới lắc mình đi về phía trước. Trong lòng của Ngài Lâm, không hiểu bị kích thích cái gì, cô từ từ đi ra ngoài, thậm chí làm bộ như vô ý, đảo mắt muốn tìm kiếm bóng dáng của bác dịch. Nhiệt độ ngày càng thấp, gió ngoài vườn nho đột nhiên dừng lại, tiếp theo chính xác mà nói là càng lúc càng ngưng kết, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Trang Ngải Lâm cảm giác được rõ ràng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, không nhịn được kéo lấy áo da màu đen trên người. Cuối cùng khi cơ thể của mình đã ấm áp trở lại, cô nhìn thấy bóng dáng bác dịch nhanh chóng xuất hiện ở vườn nho. Gương mặt anh nặng nề và nghiêm trọng, khẩn trương nhận lấy cái bật lửa của của người phụ nữ nào đó đưa tới, đứng ở phía trước tháp ấm của biệt thự liếc mắt nhìn thật lâu vào vật phẩm được đốt cháy bên trong tháp, hai mắt anh đảo vòng, thần sắc khẩn trương. Bởi vì năm 2008 đã từng có trận gió tuyết lớn, vườn nho của anh do sương muối mà bị phá hủy lên đến 80%, đây là ký ức đau đớn mà cả đời anh phải nhớ, nên cảm xúc khẩn trương và dâng tràn, anh trầm mặc kiềm chế cảm xúc kích động và đau lòng, trong nháy mắt vật phẩm dễ đốt bên trong tháp bùng cháy lên. Rất nhiều người làm cũng nhanh chóng chạy về phía trước vừa chạy vừa kêu to, đốt lửa lên. Đốt lửa lên. Lời này vừa nói ra, lúc nãy mảnh vườn vẫn còn trầm tính, bởi vì tiếng hô hoán này mà giống như đầu hạ. Bịch bịch bịch, ẩm ầm giấy lên vô số những tia sáng ngọn lửa trên tháp ấm, chẳng qua đây là đốm nhỏ, tùy theo loại mà đốt thêm vật phẩm dễ cháy, mà lửa cháy mạnh mẽ, từ ống khói bay ra ngút trời, khắp vườn nho trong nháy mắt rực sáng cả một bầu trời. Trang ngải lâm ngẩng đầu, nhìn tình hình trước mặt lập tức có chút ngây ngốc phía trước truyền đến một trận tiếng quát. Trang Ngải Lâm nghi ngờ xoay người nhìn. Phía sau vườn nho, nhóm người làm ngay thời khắc này, mở bộ phận giống như bướm quay xung quanh giá cao 2 mét, lấy vải lụa trắng làm cánh quạt, mơ mộng huyền ảo bay nhẹ nhàng ở một số nơi trong vườn nho. Bác dịch cảm giác được bầu không khí lại trở nên lạnh thêm, anh đứng ở chỗ cao nhất trong vườn, giơ tay, thanh âm nặng nề nói với người làm, bật chế độ sưởi ấm. Gió à, nhiều người làm đứng ở mọi nơi trong vườn nho, nghe thấy bác dịch ra lệnh một tiếng lập tức đứng ở giữa lúc bướm bay xung quanh bắt đầu dung bộ máy xoay tròn trong tay lập tức bướm trắng dường như bay quanh giá nó vỗ cánh mỏng như xa đem thắp ấm thả ra khí ấm bay đến xung quanh mỗi cây nho không cho hơi lạnh xâm nhập vào trái cây trang ngải lâm nhìn tình hình này lông mày nhíu lại không thể tin nổi nhớ lại sương muối đầu tiên như vậy mà dùng phương pháp gian khổ đi bảo vệ vườn nho bác dịch không rảnh để ý tới suy nghĩ của bất luận kẻ nào mà là tâm tình khẩn trương đứng ở chỗ cao nhất, lại giơ tay nặng nề kêu lên trời đổi gió đông nam rồi. Nhanh lên một chút. Vâng, người làm khắp vườn nho cùng kêu lên hưởng ứng, bướm trắng nhanh chóng xoay tròn trên hai thước, khiến chúng nó ôn nhu phe phẩy cánh mơ mộc, xuyên qua vải thưa có lỗ rất nhỏ, để gió mát nhẹ nhàng thổi về phía vườn nho. Lúc này, khắp trang viên thắp ấm ánh lửa ngút trời, bướm trắng nhẹ nhàng phe phẩy, chính là thuộc loại sinh mệnh chi hỏa. Trên thế giới có người xa hoa lãng phí tất cả, có người đưa tay ôm chặt sinh mệnh, ủng hộ Thượng Đế để lại cho thế gian những sinh linh như thế. Trên những của nho, bươm bướm nhẹ nhàng vỗ cánh hạ xuống, cành lá lay động, âm hưởng róc rách, những quả nho giống như được tiếp thêm sức mạnh, tâm tình dường như bắt đầu vui sướng đong đưa. Bác dịch kích động, đi rất nhanh tới phía trước cây nho, cúi thấp xuống, nhìn chăm chú cây chắc đồ này phía trong đó, cũng không cảm thấy héo chút nào, ánh mắt anh xúc động, nhưng lại kiềm nén cảm xúc, không dám giải tỏa quá sớm. Lý Vĩ hiểu anh, liền mỉm cười đi qua, nhìn về phía giàn nho nói, không có việc gì. Hái một quả nho xuống nhìn đi. Bác dịch do dự một hồi, rốt cuộc ôm tâm tình kích động, muốn hái một quả nho xuống xem, thời điểm ngón tay chạm vào, anh dừng lại, đôi mắt hiện lên mấy phần không yên lòng, trầm giọng nói, vẫn là chờ một chút đi. Có lẽ, may mắn cũng không. Nói xong, một nhóm người từ xa đi đến vườn nho, đi đầu là quản gia trẻ tuổi của trang gia, cùng ba người hầu, còn có hơn 10 vệ sĩ, bọn họ vô cùng cẩn thận. Vẻ mặt mỗi người nghiêm túc, từng bước đi qua vườn nho, đi ngang bên người bác dịch, thẳng tới trước mặt trang ngải lâm, gật đầu, mới tôn kính nói tiểu thư. Chúng tôi phụng mệnh lão gia và phu nhân, qua đây đón cô về nhà. Xin lỗi, chúng tôi đã tới chậm. Vừa nói xong những lời này, thân thể của bác dịch trong nháy mắt cứng ngắc, xoay người, nhìn về phía trước trang ngải lâm. Trang Ngải Lâm đứng ở trong đám người, cũng nhìn về phía anh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1165.